Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 188. Tiêu Phàm nhìn xem Trúc Hồng Tuyết trừng lớn đôi mắt đẹp, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem hắn ngốc manh bộ dáng, cũng cảm thấy có chút kinh diễm. Nguyên lai cái này lạnh lùng, bá đạo tuyệt sắc mỹ nữ, cũng có phương diện như thế. Ở chung lâu, hắn tựa hồ cũng nguyện ý cùng bản thân nhiều giao lưu một chút. Tiêu Phàm không có giải thích, ngược lại trịnh trọng nói, còn nổ một tòa ma thành, thừa dịp nơi này tin tức không có xuyên qua, nổ xong liền đi. Nói xong, Tiêu Phàm liền đạp không mà lên. Trúc Hồng Tuyết nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng, ánh mắt phức tạp, bất quá cũng vẫn là đi theo. Làm hai người đi không lâu sau, lại có một bóng người đi ra, nếu như Trúc Hồng Tuyết nhìn thấy, nhất định sẽ dị thường kinh ngạc. Bởi vì trước mắt thân ảnh, mới thật sự là Tiêu Phàm, mang theo hắn tiến về tòa tiếp theo ma thành, chính là phân thân thái cổ mà thôi. Hấp thu xong thiên ô ma thành cùng tòa tiếp theo ma thành vô số khí số, mới có thể đột phá bán bộ thánh tôn cảnh rồi a hát. Tiêu Phàm đang đến gần thiên ô ma thành phế tích vị trí ngừng lại. Thân làm thánh đế cảnh đỉnh phong hắn, một mực cảm thấy thực lực của mình không đủ mạnh, bởi vậy hắn nghĩ hết biện pháp đột phá. Càng nghĩ, vẫn là nổ ma thành đối đột phá tu vi trợ giúp to lớn nhất. Những ngày qua, Tiêu Phàm tổng kết nổ ma thành tam đại hảo chỗ. Một là có thể có được đầy đủ ma tinh, nhất là này tam tinh ma thành, động một chút thì là hàng ức cực phẩm ma tinh, đối với thượng phẩm thánh tôn trở xuống tu sĩ, tuyệt đối là một bút thiên đại tài phú. Hai là diệt đi một thành dị ma, có thể có được vô số khí số, dị ma khí số người khác có lẽ không hấp thu được, nhưng Tiêu Phàm lại có thể nhanh chóng luyện hóa, trở thành bản thân khí số, rèn luyện thân thể. Ba thì là có thể có được số lớn mệnh ma thạch lại có thể hóa thành chiến công của mình điểm, từ thiên hoang thần các đổi lấy số lớn tài nguyên. Diệt đi ba cái này tòa ma thành, Tiêu Phàm lấy được mệnh ma thạch số lượng, đã đạt đến một cái số lượng kinh khủng. Thậm chí so Trúc Hồng Tuyết còn nhiều hơn. Ai bảo hắn phân thân vô số đây? Trên người của hắn mệnh ma thạch, nếu như hối đoái thành công huân điểm, đừng nói vào thiên các, chính là tiến vào thánh các cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, hắn thực lực cũng vẻn vẹn đầy đủ tiến vào thiên các mà thôi. Tiêu Phàm cái này còn là lần đầu tiên cảm thấy thiên hoang thật là tu sĩ thiên đường. Ta phải tăng tốc tiến độ. Phân thân thái cổ cùng Trúc Hồng Tuyết không bao lâu sẽ chạy tới tòa tiếp theo ma thành. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm quanh thân bỗng nhiên xuất hiện vô số vòng xoáy, kinh khủng lực lượng điên cuồng rút ra lấy trong hư không vô chủ khí số. Vì thời gian đang gấp, Tiêu Phàm cũng không đếm xỉa đến. Kể từ đó, hắn cũng có thể ở khí số tiêu tán trước đó, thôn vệ càng nhiều khí số. Mà lúc này, thiên hạt ma thành bên ngoài. Ba bóng người từ cổ lâm đi ra, nhìn tiền phương hai vạn dặm phương viên hố to, sớm đã kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Tam tinh ma thành, cứ như vậy tiêu diệt, thí thần thật lâu mới từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Này tam tinh ma quật cũng quá kinh khủng, ta nghĩ về nhà. Nơi này có tộc trưởng lưu lại khí tức, một mực trầm mặc không nói thần phong, đột nhiên mở miệng nói. Ý của ngươi là, cái này hố to là lão đại làm ra. Thí thần trong mắt cuồng bốc lên ngôi sao nhỏ, đều là vẻ sùng bái. Không có khả năng, tiểu tử kia nào có dạng này năng lực, 89/10 là trốn ở phụ cận quan sát mà thôi. Cửu U Ma Toàn cái thứ nhất không tin. Tiêu Phàm nếu là có dạng này năng lực hủy đi tam tinh ma thành, ban đầu ở thần ma táng thổ cũng không cần đích thân động thủ. Hơn nữa, hắn cũng không tất yếu để cho mình rời đi lưu ly tịnh thổ, tiến về thiên hoang thần các viện binh. Theo ta thấy, tiểu tử kia có thể còn sống sót, coi như cảm ơn trời đất. Cửu U Ma Toan lại bổ sung một câu. Lão đại còn sống, thí thần vẻ mặt khẳng định nói, hắn cùng với Tiêu Phàm tầm đó có loại từ nơi sâu xa cảm ứng, chỉ cần ở một giới bên trong, liền có thể phán đoán đối phương đại khái phương hướng. Lời còn chưa dứt, thí thần đột nhiên ánh mắt sáng lên, giang tay ra bên trong, một mai truyền âm ngọc phù xuất hiện ở trong tay, thúc giục thời khắc. Một thanh âm vang lên, thí thần, các ngươi về lưu ly thành chờ ta nổ xong tòa tiếp theo ma thành, liền đi cùng các ngươi tập hợp, đây là tiểu tử kia thanh âm. Cửu U Ma Toàn sững sờ, nói ta không nghe lầm chứ, hắn nói muốn đi nổ ma thành. Không chỉ là đi nổ ma thành, trọng điểm là tòa tiếp theo. Thí thần nuốt nước miếng một cái.
trong lời nói ý ở ngoài lời, Tiêu Phàm hắn đã nổ qua ma thành A, hơn nữa không chỉ một tòa. Mấy người nhìn qua trước mắt phương viên hai vạn dặm siêu cấp hố to, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân hiện nổi da gà lên. Một trận gió lạnh thổi qua, mấy người nhìn không được sợ run cả người. Thật lâu, cửu U Ma Toan mới dẫn đầu nói, nếu là lưu ly tịnh thổ năm tòa ma thành bị diệt, phải chăng lại muốn nhấc lên dị ma triều dâng? Lần trước thần ma táng thổ bị diệt mất bốn tòa thành chỉ nhấc lên dị ma triều dâng còn rõ mồn một trước mắt, lúc này mới bao lâu, lưu ly tịnh thổ lại muốn bộc phát dị ma triều dâng sao? Phải biết, thần ma táng thổ chỉ là nhất tinh ma quật mà thôi, mà lưu ly tịnh thổ, thế nhưng là tam tinh ma quật A. Một khi nhấc lên dị ma triều dâng, tuyệt đối là tai nạn tính, cần điều số lớn thánh tôn cảnh cường giả mới có thể trấn áp. Có lẽ chúng ta suy nghĩ nhiều, đoán chừng lưu ly tịnh thổ đã không có bao nhiêu dị ma còn lại. Thí thần lắc đầu. Trước mắt cái này phương viên hai vạn dặm hố to, đủ để suy đoán lúc trước uy lực nổ tung mạnh bao nhiêu, có lẽ thượng phẩm thánh tôn nổ bất tử, nhưng trung phẩm thánh tôn phía dưới tu vi người, còn có thể bất tử sao? Dựa theo Tiêu Phàm ý tứ, đã không chỉ nổ một tòa ma thành, mà một khi đem năm tòa ma thành toàn bộ giết chết, dị ma số lượng thì càng ít. Trừ phi tứ tinh ma quật trợ giúp, bằng không bình thường dị ma triều dâng, thiên hoang một phương căn bản không sợ hãi. Đi, về lưu ly thành chờ lão đại, thí thần quyết định thật nhanh. Ba người vội vàng chạy tới nơi này, vẻn vẹn dừng lại chốc lát, lại vội vàng chạy về lưu ly thành. Mà Tiêu Phàm, mang theo Trúc Hồng Tuyết đã trải qua nửa ngày nhiều thời giờ, rốt cục chạy tới tòa thứ tư ma thành. Dựa theo phía trước phương pháp, Trúc Hồng Tuyết tiếp nhận hộp ngọc, không nói hai lời liền xông tới. 10 cái hô hấp sau, Tiêu Phàm bản tôn chạy tới, thu hồi phân thân thái cổ, dựa theo ước định kế hoạch làm việc. Hy vọng thuận lợi, Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, mắt của hắn ra hơi hơi nhảy lên, cái này khiến hắn có chút bận tâm. Mặc dù bọn họ đã mau chóng chạy tới tòa này ma thành, nhưng vạn nhất tin tức để lộ, may mắn sống sót thiên hạt ma tôn, cùng hạ phẩm nguyên tôn cảnh lệ si ma tôn đuổi tới, vậy thì phiền toái. Lệ si ma tôn chính là tứ tinh ma tôn, bằng vào hai ba đoàn phá diệt chi lực đoán chừng nổ không chết. Chủ yếu nhất là, đối phương cảm giác lực rất mạnh, nhất là đối nguy hiểm cảm ứng, bọn họ coi như muốn tới gần, đều tương đối khó khăn. Làm xong một bút này, liền lập tức rút lui, Tiêu Phàm đặt xuống quyết tâm, bỗng nhiên đạp không mà lên. 100 hơi về sau, hắn và Trúc Hồng Tuyết hai người đồng thời vứt xuống một đoàn phá diệt chi lực, xoay người chạy. Ân, cũng ngay tại giây phút này, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, ánh mắt bỗng nhiên đảo qua phía trước phương hướng, nơi đó, vậy mà đứng đấy một bóng người, tựa như đang cố ý chờ đợi hắn. Thiên hạt ma tôn, Tiêu Phàm kinh hô mà ra, sắc mặt đại biến. Thiên hạt ma tôn tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Phàm trước đó tính toán qua thời gian, dựa theo tam tinh ma tôn bình thường tốc độ mà nói, hắn chạy tới nơi này thời điểm, hắn và Trúc Hồng Tuyết đã nổ tung ma thành rời đi. Dù sao, bọn họ diệt đi thiên ô ma thành đến nơi đây, cũng liền nửa ngày nhiều thời giờ mà thôi. Nhưng mà, sự tình vượt quá dự liệu của hắn. Làm Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác lúc, hắn trong nháy mắt hiểu được, vì sao thiên hạt ma tôn đến nhanh như vậy. Nơi xa, cũng đứng đấy hai đạo bóng người, Trúc Hồng Tuyết vừa mới chuẩn bị thoát đi, cũng đồng dạng bị một bóng người cản lại. Đó là một cái hắc bào nam tử, nhìn qua cùng thiên hoang tu sĩ không có cái gì khác nhau, nhưng hắn trên người tán phát khí tức, lại làm cho Tiêu Phàm cảm thấy có chút ngạt thở. Chí ít, xa so với trước người hắn thiên hạt ma tôn mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù Tiêu Phàm không biết lệ si ma tôn, nhưng vẫn là một lần liền đoán được đối phương thân phận. Tiêu Phàm làm sao vẫn không rõ, nguyên lai cản đường cũng không phải là thiên hạt ma tôn, mà là lệ si ma tôn. Mỗi một tòa tam tinh ma quật, đều sẽ có một cái tứ tinh ma tôn tỏa chấn, lệ si ma tôn, chính là tỏa chấn lưu ly tịnh thổ tứ tinh ma tôn. Tứ tinh ma tôn, thế nhưng là so với thiên hoang hạ phẩm nguyên tôn tu vi, cùng hạ phẩm thánh tôn hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Trúc Hồng Tuyết thực lực rất yêu nghiệt, nhưng là nhiều nhất cùng tam tinh ma tôn chiến bình mà thôi, ở tứ tinh ma tôn trước mặt, đoán chừng cũng là giống như run dế một dạng tồn tại. Tiểu tạp trùng, là ngươi nổ hạt ma thành, thiên hạt ma tôn cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, hắn đi từng bước một đi qua,
tựa như cố ý tra tấn Tiêu Phàm một dạng. Tiêu Phàm thân thể có chút rung động, dường như bị một cổ lực lượng cường đại trói buộc. Hắn âm thầm có chút may mắn bản thân đó cũng không phải bản thể, mà là thái cổ phân thân, chí ít cũng có được hạ phẩm thánh tôn chiến lực. Chỉ một lát sau, Tiêu Phàm liền tránh thoát loại kia trói buộc chi lực, lòng bàn tay xuất hiện hai cái hộp ngọc, là ta lại như thế nào? Thiên Hạt Ma Tôn bỗng nhiên ngừng thân hình, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay hai cái hộp ngọc, mặc dù hắn không tin hai cái hộp ngọc này có thể cho hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương. Nhưng là, sâu trong nội tâm hắn vẫn cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác nguy cơ, nói cho hắn không nên tùy tiện tới gần Tiêu Phàm. Ngươi cho rằng bằng thứ này, liền có thể hù dọa bản tôn sao? Thiên Hạt Ma Tôn lạnh giọng nói. Tiêu Phàm còn tưởng rằng Thiên Hạt Ma Tôn sẽ làm sao uy hiếp hắn một phen, không nghĩ là ở trước mặt hắn trang bức, Tiêu Phàm lập tức không nhìn nổi, nói, Liễu Lăng Ma Tôn cùng Thiên Ô Ma Tôn đều đã chết, hơn nữa lúc ấy ta chỉ dùng một cái hộp, các ngươi so Liễu Lăng Ma Tôn hiếu thắng, cho nên ta chuẩn bị hai cái. Tiêu Phàm trong lúc nói chuyện, khóe miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nếu như hắn biểu hiện thất kinh, có lẽ đối phương thật vẫn sẽ không đặt tại trong lòng. Có thể nhìn đến Tiêu Phàm phong khinh vân đạm bộ dáng, Thiên Hạt Ma Tôn chủ trừ. Thậm chí ngay cả Lệ Si Ma Tôn cũng có chút do dự, bởi vì Trúc Hồng Tuyết đã thối lui đến Tiêu Phàm bên người. Để cho chúng ta đi, cùng lắm thì tòa này ma thành chúng ta không nổ. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Đối mặt một cái tam tinh ma tôn, một cái tứ tinh ma tôn, hắn thừa nhận áp lực cũng rất lớn, thần kinh căng cứng tới cực điểm. Khoảng cách gần như thế. Chỉ cần hơi không cẩn thận, đó là một con đường chết. Thiên Hạt Ma Tôn cùng Lệ Si Ma Tôn trầm mặc không nói, hai người đều đang tìm cơ hội xuất thủ, nhất là Thiên Hạt Ma Tôn, khói độc của hắn đã lặng yên tràn ngập mà ra. Không muốn khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta, Tiêu Phàm ngữ khí bỗng lạnh lẽo. Oanh, nói xong, phía dưới ma thành một cái góc, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên nổ vang, theo sát vô số tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Không chỉ có bao nhiêu dị ma chết tại cái này trong lúc nổ tung. Thiên Hạt Ma Tôn cùng Lệ Si Ma Tôn sắc bén con ngươi hướng về phía dưới nhìn tới, khó nén kinh ngạc. Phía dưới ma thành bên trong, vậy mà xuất hiện một cái phương viên 2000 dặm hố to. Đây vẻn vẹn chỉ là 1/10 uy lực mà thôi, hiện tại rút đi, bằng không, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận. Tiêu Phàm nghiêm nghị nói. Tiểu tạp chủng, các ngươi trốn không thoát đâu. Thiên Hạt Ma Tôn thanh âm khàn khàn, lại khó coi hết sức. Hừ, vậy cũng không cần ngươi quan tâm, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, lại một tiếng nổ vang truyền ra, phía dưới ma thành trong nháy mắt lại bị hủy diệt 1/4. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm lại ném ra một cái hộp ngọc, nhưng trong tay lại xuất hiện 9 cái, tổng cộng nhiều đến 10 cái. Dù cho Thiên Hạt Ma Tôn cùng Lệ Si Ma Tôn, cũng nhìn tê cả da đầu. Thằng danh con này, thật đúng là ác a. Thiên Hạt Ma Tôn thế nhưng là tự mình thể nghiệm qua loại kia bạo tạc uy lực, mà Lệ Si Ma Tôn, cũng tiến đến nhìn qua cái kia 2000 dặm phương viên hố to, biết rõ Tiêu Phàm thủ đoạn mạnh. Cái kia vẫn chỉ là một cái hộp ngọc uy lực mà thôi, hiện tại phải đồng thời bạo tạc 10 cái, đừng nói hạ phẩm nguyên tôn, chính là trung phẩm nguyên tôn, cũng có khả năng chơi đùa. Lui, Lệ Si Ma Tôn lạnh lùng phun ra một chữ. Hắn trong mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tùy thời đều làm xong xuất thủ chuẩn bị. Tiêu Phàm cùng Trúc Hồng Tuyết hai người cũng đồng thời lui về phía sau, đồng thời Tiêu Phàm còn chia ra mấy cỗ linh hồn phân thân, mỗi cái linh hồn phân thân mang theo hai cái hộp ngọc hướng những phương hướng khác bay đi. Lệ Si Ma Tôn cùng Thiên Hạt Ma Tôn tức bể phổi, bọn họ đã làm xong nhất kích tất sát Tiêu Phàm chuẩn bị, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm còn có linh hồn chia ra năng lực. Hiện tại cho dù bọn họ đem Tiêu Phàm giết đi, nhưng là không thể miểu sát những cái kia linh hồn phân thân, đến lúc đó không chỉ có phía dưới ma thành phải xui xẻo, hai người bọn họ cũng phải bị thương nặng. Người trước đi, ta tới cản bọn họ lại, làm hai người rời khỏi ma thành trên không lúc, Trúc Hồng Tuyết hít sâu một cái nói. Nàng là hạ phẩm thánh tôn, miễn cưỡng có một tia hy vọng từ trong tay đối phương đào thoát. Đừng như vậy nói nhảm, người trước đi. Tiêu Phàm lại phân nứt ra một bộ linh hồn phân thân, ngay sau đó lôi kéo Trúc Hồng Tuyết một đầu chồng vào thành bên ngoài cổ lâm. Dạng này trốn không thoát đâu, Trúc Hồng Tuyết cũng sẽ không trầm mặc ít nói. Nhưng mà,
Tiêu Phàm không để ý đến, mà là lấy ra một cái truyền tống ngọc bàn, không chút do dự mở ra, dùng kiểu ra lệnh ngữ khí quát lớn, đi vào. Thời khắc này Trúc Hồng Tuyết cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, không chút do dự xông vào truyền tống quang môn. Tiêu Mỗ cho tới bây giờ cũng là nói lời giữ lời, nói muốn nổ bốn tòa ma thành, liền muốn nổ bốn tòa, đáng tiếc, tòa này ma thành ma tinh mỏ là không lấy được. Tiêu Phàm thở dài, bóp tay đánh ra một đạo thủ ấn, thân hình không chút do dự xông vào truyền tống quang môn. Gần như đồng thời, không trung Tiêu Phàm linh hồn phân thân đột nhiên đi mà quay lại, tất cả linh hồn phân thân đem hộp ngọc trong tay đồng thời ném ra ngoài. Thiên Hạt Ma Tôn cùng Lệ Si Ma Tôn hai người vốn định xuất thủ đánh lén, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm linh hồn phân thân dám chủ động đánh trở lại. Đây chính là 10 cái hộp ngọc A, một cái liền có thể nổ ra một cái phương viên 2 vạn dặm hố to, bây giờ lại có 10 cái này khiến bọn họ làm sao không sợ. Rầm rầm rầm, còn không chờ bọn hắn chạy trốn, phía dưới ma thành bên trong đột nhiên truyền đến mấy tiếng nổ, nguyên bản thanh âm kêu rên trong nháy mắt bị dìm ngập. Cả tòa ma thành bị kim quang bao phủ. Thiên Hạt Ma Tôn cùng Lệ Si Ma Tôn hai người trợn to hai mắt, trơ mắt nhìn phía dưới ma thành bị diệt, trong lòng biệt khuất tới cực điểm. Bọn họ muốn cứu, đáng tiếc căn bản cứu không được, mắt thấy cái kia sóng xung kích nuốt hết cả tòa ma thành, cũng hướng về bọn họ gào thét mà tới, hai người nào dám có nửa điểm chần chờ, bản năng cực tốc hướng phía sau thối lui. Phốc, Thiên Hạt Ma Tôn lui về phía sau tốc độ cực nhanh. Nhưng là bị xung kích sóng quét chúng, một ngụm muộn huyết phun ra, sắc mặt càng thêm biến thành màu đen. Ngược lại là Lệ Si Ma Tôn bình tĩnh như thường, tựa như không có nửa điểm bị thương, bình tĩnh vỗ vỗ áo bào. Kỳ thật chỉ có hắn tự mình biết, vừa rồi nếu như không phải hắn tốc độ so Thiên Hạt Ma Tôn nhanh, trong nháy mắt rời khỏi 3000-4000 dặm, hắn cũng chưa chắc có thể chống đỡ được cái kia sóng xung kích. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt hai người lần nữa ngưng tụ ở phía trước ma thành vị trí, lại là phát hiện, ma thành đã sớm biến mất, thay vào đó là phế tích cùng hố sâu. Đáng chết run rế, Thiên Hạt Ma Tôn lạnh rên một tiếng, bàng bạc lực lượng linh hồn mãnh liệt tứ phương, tìm kiếm lấy Tiêu Phàm tung tích của bọn hắn. Đáng tiếc, nhưng hắn thất vọng là, Tiêu Phàm cùng Trúc Hồng Tuyết sớm đã không thấy bóng dáng. Không cần tìm, bọn họ có truyền tống ngọc bàn. Lệ Si Ma Tôn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Một cái hạ phẩm thánh tôn cùng một cái thánh đế cảnh đỉnh phong run rế, vậy mà tại hắn không coi vào đâu, đem một tòa tam tinh ma tôn làm hỏng, cái này tương đương với ở trên mặt hắn hung hăng quạt một bạt tai. Lệ Si Ma Tôn dù sao cũng là khống chế một cái tam tinh ma quật tồn tại, cũng coi là một phương phong cương đại lại. Nhưng hiện tại, hắn cấp dưới 4 tòa ma thành, tử thương vô số, chỉ còn lại chính hắn quản lý Viêm Ma Thành. Ngụm này nộ khí, nếu như không phát tiết ra ngoài, hắn làm sao thư sướng. Truyền bản tôn chi lệnh, tụ tập tất cả dị ma, 3 ngày sau thẳng hướng Lưu Ly Thành. Lệ Si Ma Tôn sát khí nặng nề nói. Lệ Si Ma Tôn thời khắc này phẫn nộ, cùng lúc trước ám dạ ma tôn biết bao tương tự. Muốn báo 4 tòa ma thành hủy diệt mối thù, hắn chỉ có giết vào Lưu Ly Thành, đem thiên hoang tu sĩ chém tận giết tuyệt. Thuộc hạ liền đi đem Lăng cùng Hưu Mây tìm đến, Thiên Hạt Ma Tôn gật đầu một cái. Liễu Lăng Ma Tôn chưa chết, Lệ Si Ma Tôn tự nhiên là biết đến, mà Hưu Vân Ma Tôn, dĩ nhiên chính là bị Tiêu Phàm diệt hết tòa thứ tư ma thành Hưu Ma Thành thành chủ. Hưu Vân Ma Tôn hiển nhiên không ở trong thành, bằng không mà nói, hắn khẳng định đã sớm xuất thủ, lại làm sao có thể đợi đến Tiêu Phàm diệt đi cả tòa thành chỉ dị ma đây. Thiên Hạt Ma Tôn nguyên bản đối Lệ Si Ma Tôn cũng không quá cảm mạo, nhưng bây giờ Hạt Ma Thành đã hủy diệt, hắn thuộc hạ còn thừa không có mấy, lại còn có tư cách gì cùng Thiên Hạt Ma Tôn tranh chấp đây. Lệ Si Ma Tôn ngắm nhìn Lưu Ly Thành phương hướng, trong hai mắt bắn ra thực chất tính sát khí, bốn phía gió xoáy vân dũng, giống như tận thế. Nếu như có thể, Lệ Si Ma Tôn khẳng định trước tiên giết đến tận Lưu Ly Thành. Thiên Ô Ma Thành vị trí, Tiêu Phàm, không. Chuẩn xác mà nói, là phân thân Thái Cổ cùng Trúc Hồng Tuyết xuất hiện lần nữa. Trúc Hồng Tuyết nhìn trước mắt Thiên Ô Ma Thành phế tích, đôi mắt đẹp kém chút trợn lên, vẻ mặt không dám tin nhìn xem Tiêu Phàm, nơi này là Thiên Ô Ma Thành. Nguyên lai cũng có người kinh ngạc sự tình, Tiêu Phàm cũng hơi có vẻ kinh ngạc nhìn xem Trúc Hồng Tuyết. Cái này tuyệt sắc muội tử, bình thường đều là cao cao tại thượng, giống như một đóa kiểu diễm hoa hồng,
có gai à. Nhưng hiện tại, vậy mà nhất kinh nhất xạ, cái này khiến Tiêu Phàm ấn tượng đối với nàng lần nữa phát sinh biến hóa. Trúc Hồng Tuyết rất nhanh bình tĩnh trở lại, nhìn thật sâu Tiêu Phàm một cái, nàng chưa kịp mở miệng, Tiêu Phàm tiếp tục nói, chúng ta như vậy phân biệt, người tốt nhất mau rời khỏi Lưu Ly tỉnh thổ. Người đây, Trúc Hồng Tuyết thốt ra, nhưng lời nói sau khi nói ra, nàng lại cảm giác có chút không đúng, lạnh lùng nói, cáo từ. Dứt lời, Trúc Hồng Tuyết xoay người rời đi, căn bản không hề dừng lại một chút nào. Lúc này mới giống chân chính Trúc Hồng Tuyết a. Tiêu Phàm nhìn qua Trúc Hồng Tuyết bóng lưng, nhún nhún vai, hắn không nghĩ tới cùng Trúc Hồng Tuyết kề vai chiến đấu, dù sao, hắn thực lực quá yếu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiếp đó, bọn họ phải đối mặt địch nhân, thế nhưng là Tam Tinh Ma Tôn. Còn có nửa ngày, phân thần Thái Cổ đi tới Tiêu Phàm bản tôn bên người, cảm thụ được bốn phía bàng bạc vô chủ khí số, trong mắt lóe lên một vòng chờ mong. Nhưng mà, nửa ngày sau, Tiêu Phàm đem tất cả mọi người vô số khí số thôn phệ tranh thủ thời gian, lại hoàn toàn không có đột phá dấu hiệu, cái này khiến Tiêu Phàm có chút thất vọng. Kém một chút, nếu như lấy được tòa thứ tư ma thành khí số, hẳn là có thể đột phá bán bộ thánh tôn cảnh. Tiêu Phàm thở dài. Ngay sau đó, hắn thu hồi phân thân Thái Cổ, bản tôn lấy ra một khối truyền tống ngọc bàn, nói thí thần bọn họ cũng nhanh đến Lưu Ly thành rồi a hát. Nói xong, Tiêu Phàm thôi động truyền tống ngọc bàn, một bước bước vào. Lúc xuất hiện lần nữa, Tiêu Phàm đã là ở một mảnh không trung, ba bóng người sớm đã chờ đợi lâu ngày. Lão đại, thí thần vẻ mặt mừng rỡ, Lưu Ly tỉnh thổ năm tòa ma thành đều bị ngươi nổ. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, lắc lắc đầu nói, không có, chỉ nổ bốn tòa. Cửu U Ma Toan cùng thần phong bọn họ mặt sạm lại, tình cảm ngươi nha nổ bốn tòa ma thành, trong lòng còn chưa hài lòng à. Thật chẳng lẽ muốn đem năm tòa ma thành nổ tung, để dị ma phát cuồng sao? Tốt à, kỳ thật nổ tung bốn tòa ma thành, dị ma khẳng định đã nổi điên. Đừng nói trước nhiều như vậy, chúng ta mau rời khỏi Lưu Ly tỉnh thổ, nơi này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bộc phát dị ma triều dâng. Tiêu Phàm có vẻ hơi vội vàng. Cũng khó trách hắn như thế lo lắng, bọn họ dù sao chỉ là thánh đế cảnh tu vi, tam tinh ma quật chiến đấu, thế nhưng là thánh tôn cảnh chiến đấu, còn chưa tới phiên bọn họ. Lưu lại, tối đa cũng chỉ là đưa đến con chốt thí tác dụng mà thôi. Đúng rồi lão đại, lần này chúng ta mang cho ngươi đến một kinh hỉ. Thí thần vội vàng đi theo, tà tà cười nói. Hắn và cửu U Ma Toan mấy người cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bọn họ cũng không muốn lần trước thần ma táng thổ sự tình lần nữa phát sinh. Ta sau khi đi, đâu để ý hắn hồng thủy cuồn cuộn. Lần này, Tiêu Phàm là tuyệt đối sẽ không lại tiếp tục tiến vào Lưu Ly tỉnh thổ. Ở không có đột phá thánh tôn cảnh trước đó, hắn đều không muốn vào tam tinh ma quật. Bốn người tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn mất hai ngày, liền chạy tới Lưu Ly thành. Vì che giấu tung tích, Tiêu Phàm cố ý cải biến một lần dung mạo, tất cả lấy rời đi Lưu Ly Thành làm trọng. Lưu Ly Thành trước đó đã trải qua một trận chiến đấu, đang đuổi đi Thiên Hạt Ma Tôn về sau, tất cả về tới bình thường. Bất quá, Lâm Giật chờ Lâm gia tu sĩ lại là nhận lấy đả kích rất lớn, lần trước vì ngăn giết Tiêu Phàm, Lâm gia liền chết vô số tu sĩ. Hiện tại, Lưu Ly tỉnh thổ đã chậm rãi nắm vững ở trong tay Thiên Hoang Thần Các. Những chuyện này phát sinh, để Lâm Giật đối Tiêu Phàm hận thấu xương, dù cho Lâm gia tổn thất nặng nề, Lâm Giật cũng không từ bỏ ứng phó Tiêu Phàm tâm tư, một mực phái người thủ ở truyền tống trận vị trí. Hắn tin tưởng, chỉ cần Tiêu Phàm còn đang Lưu Ly tỉnh thổ, thì nhất định sẽ thông qua truyền tống trận rời đi. Mà một khi Tiêu Phàm hiện thân, Lâm Giật tất nhiên sẽ trước tiên chém giết Tiêu Phàm, bất luận hắn là thân phận gì, dù sao đối với một người chết mà nói. Là không có ai sẽ quan tâm. Một ngày này, Lâm Giật đang ở phủ đệ chữa thương, mấy ngày kế tiếp, hắn thương thế đã được đến ngăn chặn, không dùng đến 10 ngày nửa tháng, hẳn là có thể khôi phục đỉnh phong. Tiêu Phàm, bản tôn không giết ngươi, thề không làm người. Vừa nghĩ tới cái nào trời đánh tiểu tử, Lâm Giật lửa giận liền không đánh một chỗ. Vừa dứt lời, đột nhiên, một bóng người cấp tốc xông vào phủ đệ, quỳ gối hắn gian phòng bên ngoài. Tiếp tục nói, đại nhân, Tiêu Phàm hiện thân. Lâm Giật nghe vậy, bỗng nhiên đứng dậy, trên người bộc phát ra mạnh mẽ sát khí.
Lâm Dật cơ hồ không chút do dự xông ra tiểu viện, những ngày qua, hắn nằm mơ đều đang nghĩ lấy giết chết Tiêu Phàm. Bây giờ Tiêu Phàm xuất hiện, hắn lại làm sao có thể ngồi được vững đây? Bang một tiếng, Lâm Dật trực tiếp lao ra khỏi phòng, một cái tay dắt lấy quỷ người kia cổ áo, lạnh giọng nói, hắn ở đâu? Ở truyền tống các, cái kia hạ nhân nơm nớp lo sợ nói. Lâm Dật không nói hai lời, vứt xuống người kia, một thân một mình hướng về truyền tống các bay đi. Cũng liền mười mấy hai thời gian mười hơi thở, Lâm Dật liền đến truyền tống các vị trí, quả nhiên, một cỗ quen thuộc khí tức tiến nhập trong tầm mắt của hắn. Tiêu Phàm mặc dù cải biến dung mạo, nhưng là này khí tức, Lâm Dật nằm mơ cũng sẽ không quên. Tiểu tạp chủng, ta làm thịt ngươi. Lâm Dật giận không kềm được. Nhìn thấy Tiêu Phàm một sát na kia, hắn sở hữu hận ý, sát ý, tất cả đều bạo phát ra, hận không thể đem Tiêu Phàm chém thành muôn mảnh. Lâm Dật mặc dù bị trọng thương, nhưng chung quy là thượng phẩm thánh tôn, như thế nào Tiêu Phàm có thể địch đây? Cái kia khí thế mạnh mẽ chấn động đến Tiêu Phàm lui về phía sau mấy bước, nhưng mà, Lâm Dật cũng không có dễ dàng như vậy buông tha Tiêu Phàm ý tứ, hắn thân thể nhanh chóng theo vào, lấy tay hóa chảo, chụp vào Tiêu Phàm yết hầu, không cho Tiêu Phàm bất luận cái gì cơ hội phản bác. Nhìn thấy Tiêu Phàm đứng ở cái kia không nhúc nhích, Lâm Dật con người càng ngày càng lạnh lẽo lên, khóe miệng càng là hiện ra nụ cười tàn nhẫn. Chỉ có giết chết Tiêu Phàm, hắn đối Tiêu Phàm hận ý mới có thể biến mất mấy phần. Nhưng là, cái này vĩnh viễn cũng bù đắp không được lỗi lầm của hắn, đoán chừng không bao lâu, Lâm gia liền sẽ trừng phạt hắn. Mắt thấy bàn tay của hắn khoảng cách Tiêu Phàm càng ngày càng gần, Lâm Dật khuôn mặt cũng càng ngày càng dữ tợn. 3. Làm bàn tay của hắn khoảng cách Tiêu Phàm cổ họng chỉ có một thước khoảng cách thời khắc, đột nhiên một tiếng vang giòn truyền ra, lại là nhìn thấy một cái khác bàn tay nắm lấy cánh tay của hắn, lại cũng vào không được mảy may. Lâm Dật, không cần phải nhanh như vậy liền giết người diệt khẩu a. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, Lâm Dật ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Lý Văn Kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm. Lâm Dật sắc mặt tái xanh, muốn đánh bay Lý Văn Kiếm bàn tay, giết chết Tiêu Phàm. Nhưng hắn giờ phút này bị thương, căn bản không phải Lý Văn Kiếm đối thủ. Lý huynh, ta muốn giết tên phản đồ này, ngươi vì sao muốn ngăn ta? Lâm Dật âm thanh lạnh lùng nói. Cho dù hắn là phản đồ, nhưng cũng là ta Thiên Hoang Thần các người, còn chưa tới phiên ngươi tới giết. Lý Văn Kiếm ngữ khí âm trầm hết sức, con ngươi dị thường lăng lệ. Lâm Dật nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Hắn hiểu Lý Văn Kiếm làm người, người này dĩ nhiên cương trực công chính, xem như Thiên Hoang Thần các bồi dưỡng một thanh kiếm sắc, nhưng cũng rất biết cách đối nhân xử thế, bình thường nói chuyện chưa từng có trực tiếp như vậy. Nhưng hôm nay, đối phương nhìn về phía hắn ánh mắt, lại là tràn đầy địch ý, cái này khiến Lâm Dật trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn giết ta Lâm gia người, ta giết hắn báo thù, chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Lâm Dật trầm giọng nói. Lý Văn Kiếm muốn trở mặt, hắn Lâm Dật cũng không sợ, dù sao hắn đứng sau lưng thế nhưng là Lâm gia. Là phản đồ Lâm Ưng báo thù sao? Lý Văn Kiếm lạnh rên một tiếng, tiện tay hất lên, đem Lâm Dật chấn động bay ra ngoài. Bay ngược quá trình bên trong, Lâm Dật con người hơi co lại. Lâm Ưng không phải đã sớm chạy ra Lưu Ly tỉnh thổ sao? Theo lý thuyết, hẳn là tiềm phục tại Lưu Ly tỉnh thổ chi nhánh nhị tinh ma quật, thậm chí nhất tinh ma quật mới đúng a. Lý Văn Kiếm làm sao đột nhiên nói lên Lâm Ưng đến? Phản đồ Lâm Ưng tự nhiên đáng chết, Lâm Ưng nghĩa chính ngôn từ nói, bất quá nội tâm lại là cực kỳ khinh thường. Nhưng mà một khắc sau, để Lâm Dật hoảng sợ sự tình đã xảy ra, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên lấy tay vung lên, một cái máu me đầm đìa đầu lăn xuống mà xuống. Nhìn thấy tấm kia thê thảm khuôn mặt, Lâm Dật con ngươi kịch liệt co rút lại một chút. Bởi vì chương này khuôn mặt, không phải người khác, chính là Lâm gia phản đồ Lâm Ưng. Thế nhưng là, Lâm Ưng không phải đã sớm chạy ra tam tinh ma quật sao, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lâm Dật không biết là, Lâm Ưng xác thực chạy ra tam tinh ma quật, thậm chí hắn còn chạy trốn tới thần ma táng thổ. Nhưng là, Lâm Ưng lại ngoài ý muốn chết ở thí thần cùng tà vũ trong tay bọn họ. Tiêu Phàm vì dụ sát phong ma tôn, đặt mình vào nguy hiểm, để tà vũ cùng thí thần bọn họ mai phục. Nhưng cuối cùng thí thần bọn họ chờ đến lại không phải phong ma tôn, mà là trước mắt cái này Lâm Ưng.
thí thần bọn họ giết chết Lâm Ưng về sau mới biết được giết nhầm người, việc này một mực không dám trương dương. Thẳng đến bọn họ trở lại Thiên Hoang Thần Các, ngẫu nhiên nghe nói Lâm Ưng sự tình, Tà Vũ trong bóng tối điều tra một phen, lúc này mới xác nhận bọn họ lần trước người giết, có thể là Lâm gia phản đồ Lâm Ưng. Cửu U Ma toàn tiến về Thiên Hoang cầu viện, Tà Vũ cảm thấy Lâm Ưng đầu người hẳn còn có một chút tác dụng, liền để thí thần bọn họ đem Lâm Ưng đầu người cùng thi thể đều mang theo trên người. Không nghĩ tới, hiện tại thật làm ra tác dụng. Đây cũng là thí thần nói cho Tiêu Phàm mang tới kinh hỉ. Lâm Ưng, có lẽ đối với Lâm gia mà nói, cũng không phải là cái gì phản đồ, bởi vì hắn làm tất cả, cũng không phải là phản bội Lâm gia, mà là Thiên Hoang. Như vậy, Lâm Ưng làm cái gì đây? Tiêu Phàm cũng là từ thí thần bọn họ trong miệng hiểu được, nghe xong Lâm Ưng sự tình, hắn càng nghĩ, tuyệt đối trước tìm Lưu Ly Thành thành chủ, đây cũng là Lý Văn Kiếm xuất hiện nguyên nhân. Lâm Ưng, trong Lâm gia phẩm thánh tôn, ở Lưu Ly tỉnh thổ địa vị vẻn vẹn yếu tại Lâm Giật, phụ trách cùng dị ma lui tới, đổi lấy Lâm gia tu luyện tài nguyên, đương nhiên, đại bộ phận cũng là nguyên tinh. Nói chung, Thiên Hoàng tu sĩ cùng dị ma chém giết quá trình bên trong, không phải ngươi chết chính là ta vong. Thiên Hoàng tu sĩ giết chết dị ma, sẽ được một chút ma tinh, mà dị ma giết chết Thiên Hoàng tu sĩ, là có thể được rất nhiều nguyên tinh. Mấu chốt là, Thiên Hoàng tu sĩ không cách nào dùng ma tinh tu luyện, đồng dạng dị ma cũng vô pháp dùng nguyên tinh tu luyện, cho nên liền tồn tại một cái trao đổi quá trình. Ở Thiên Hoàng, Thiên Hoàng thần các sẽ lấy 1 giờ 10 giá cả đem ma tinh thu hồi đi, xem như biến tướng ban thưởng Thiên Hoàng tu sĩ. Đương nhiên, Thiên Hoàng tu sĩ không cách nào dùng ma tinh tu luyện, nhưng có thể làm sự tình khác, nhưng cái tỷ lệ này lại xem như tương đối hợp lý. Nhưng là, Lâm gia lại lấy giá rẻ giá cả đem ma tinh đầu cơ trục lợi cho dị ma. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, dù sao không chỉ Lâm gia, mặt khác rất nhiều gia tộc và tu sĩ cũng là làm như vậy. Dù sao, một mai ma tinh, có thể đổi lấy mười mấy mai, thậm chí nhiều hơn nguyên tinh, ai không muốn đi đổi đây. Nhưng mấu chốt là, việc này bị lộ ra. Việc này thả ở ngoài sáng, đó là tuyệt đối không cho phép, tương đương với phản bội Thiên Hoang, dạng người này, thậm chí gia tộc, đều sẽ bị gạt bỏ. Lâm gia thân phận 10 đại gia tộc một trong, đương nhiên sẽ không bị xóa đi, nhưng hắn cần một cái cõng nồi, Lâm Ưng thuận theo tự nhiên trở thành cõng nồi người. Bất quá Lâm gia cũng sớm thông chi Lâm Ưng, nhưng hắn trốn ra Lưu Ly tỉnh thổ, chẳng qua là ban đầu Lý Văn Kiếm đuổi tới, đả thương nặng Lâm Ưng, khiến cho hắn thực lực rơi vào hạ phẩm thánh tôn, thậm chí còn có chút không bằng. Đây cũng là thí thần cùng Tà Vũ bọn họ có thể giết chết Lâm Ưng nguyên nhân chủ yếu. Tiêu Phàm biết rõ việc này về sau, cố ý bố trí này cục, đem Lâm Giật dẫn tới nơi đây. Đáng chết phản đồ, rốt cục chết rồi, đáng chết. Nhìn trước mắt Lâm Ưng đầu người, Lâm Giật thật lâu mới khôi phục lại bình tĩnh, nghiến răng nghiến lợi nói, cặp mắt đỏ ngầu, trở nên càng ngày càng dữ tợn lên. Lâm Giật ngữ khí băng lãnh đến cực điểm, mang theo rét lạnh sát ý, phảng phất là nhằm vào phản đồ Lâm Ưng, trên thực tế lại là nhằm vào Tiêu Phàm. Phản đồ xác thực đáng chết. Lý Văn Kiếm ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Giật, âm thanh lạnh lùng nói, có thể ngươi vừa rồi muốn giết vị này người có công, lại cùng phản đồ ý gì? Lâm Giật nghe vậy, đáy lòng phát lạnh, bất quá mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, nói, hắn giết phản đồ Lâm Ưng, ta không biết, người không biết không tội, nhưng hắn giết ta Lâm gia đệ tử Lâm Nho, chẳng lẽ không đáng chết sao? Lý Văn Kiếm quay đầu nhìn Tiêu Phàm một cái. Việc này hắn còn chưa từng nghe Tiêu Phàm nói qua, hắn cũng muốn từ Tiêu Phàm trong miệng biết rõ một đáp án. Lý Thành Chủ, Tiêu Mỗ cùng Lâm Nho quả thật có miệng lưỡi chi tranh, Lâm Nho nhiều lần muốn giết ta, thậm chí ta cũng muốn giết hắn, nhưng Tiêu Phàm chưa bao giờ giết hắn, hắn là bị Liễu Lăng Ma Tôn giết chết. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn trong mắt 10 điểm rõ ràng, hoàn toàn không giống là đang nói dối. Hắn cũng xác thực không có nói sai. Lâm Nho không phải chết ở trong tay hắn, mà là chết ở Liễu Lăng Ma Tôn trong tay, chỉ bất quá tất cả những thứ này cũng là hắn tính toán mà thôi. Ngươi nói láo, Lâm Giật hét giận dữ. Ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Tiêu Phàm nhún nhún vai, lờ đễnh nói, ta là đoạn thời gian gần nhất mới đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong, Lâm Nho thế nhưng là thánh tôn cảnh, ta làm sao giết hắn. Lý Văn Kiếm cũng âm thầm gật đầu,
hắn có thể cảm nhận được Tiêu Phàm là vừa vặn đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong không lâu, dù cho khí tức của hắn đã ổn định lại. Mà Lâm Nho thực lực hắn cũng là có hiểu biết, tại đồng bậc bên trong, mặc dù không phải vô địch, nhưng là tuyệt đối không kém. Tiêu Phàm muốn giết hắn, không khác nói mơ giữa ban ngày. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, thời điểm hắn chết, bên người còn có không ít Lâm gia tu sĩ, nhưng là đều không có chạy đi. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Vậy ngươi vì sao không chết? Hay là nói ngươi phản bội thiên hoang, cùng dị ma cùng múa? Lâm Giật chất vấn. Ta kém chút cũng đã chết. Tiêu Phàm một trận thổn thức, nói, bất quá mấu chốt thời điểm, ta bị Trúc Hồng Tuyết cứu. Trúc Hồng Tuyết hẳn là tới cứu Lâm Nho, chỉ bất quá muộn một bước mà thôi, cái kia tiện nhân. Lâm Giật nghiến răng nghiến lợi. Không nói trước Lâm Nho, nói một chút Lâm Ưng A. Tiêu Phàm kéo về chủ đề. Lâm Giật nói nhiều như vậy, không phải là vì bỏ qua một bên Lâm Ưng sao, Tiêu Phàm làm sao có thể nhường hắn đạt được. Ta cũng muốn nghe xem, người Lâm Giật giải thích như thế nào. Lúc này, Lý Văn Kiếm đột nhiên xuất ra một mai ngọc phù, ném cho Lâm Giật nói. Lâm Giật tiếp nhận ngọc phù nhìn lướt qua, sau một khắc, sắc mặt đại biến. Bởi vì ngọc phù này cũng không phải là mặt khác, mà là ghi lại Lâm Ưng cùng dị ma giao dịch tin tức, thậm chí còn có hắn Lâm Giật, cùng Lâm gia rất nhiều tu sĩ tội ác hoạt động. Ngọc phù này nếu là bị thiên hoang biết rõ, Lâm gia đều tránh không được gây nên đại phiền toái. Dù sao, thiên hoang cùng dị ma giao dịch, là không coi là gì sự tình, sau lưng mặc dù có không ít gia tộc làm việc này, thậm chí thiên hoang thần các đều có tham dự. Nhưng một khi hình thành chứng cứ, tuyệt đối là tai nạn tính. Lâm Giật bản năng bóp nát ngọc phù, muốn hủy diệt chứng cứ. Người phần kia chẳng qua là khắc lục, dạng này chứng cứ, ta chuẩn bị rất nhiều phần. Lý Văn Kiếm thần sắc lạnh lùng, lại lấy ra một mai ngọc phù. Lâm Giật sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới, Lâm Ưng thua ở cái này thánh đế cảnh run rế trong tay, Lâm Nho cùng Lâm gia rất nhiều tu sĩ cũng giống như thế. Chẳng lẽ, hắn Lâm Giật cũng phải chết ở tiểu tạp chủng này trong tay sao? Lâm Giật, ngươi là thúc thủ chịu trói, hay là muốn ta tự mình động thủ? Lý Văn Kiếm trên người chán phóng cường đại khí tức, trong nháy mắt tập trung vào Lâm Giật. Cùng lúc đó, chung quanh bộc phát ra mấy cỗ mạnh mẽ khí tức, chỉ cần Lâm Giật dám phản kháng, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ. Nếu như trước đó, Lý Văn Kiếm còn muốn kiêng kỵ mấy phần, bởi vì Lâm gia có không ít tu sĩ trấn thủ Lưu Ly tịnh thổ, Lâm gia ở chỗ này được cho một tay che trời. Nhưng là, hiện tại Lâm gia người đã còn thừa không có mấy, chỗ nào còn có thể nhấc lên cái gì phong ba. Chết, Lâm Giật giãy giụa chốc lát. Đột nhiên một tiếng quát như sấm, bộc phát ra khí tức vô cùng cường đại tập trung vào Tiêu Phàm. Lý Văn Kiếm muốn ngăn cản, nhưng hắn không nghĩ tới, Lâm Giật vậy mà không có lựa chọn chạy trốn, mà là khóa chặt Tiêu Phàm, muốn đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết, có thể nghĩ hắn đối Tiêu Phàm hận ý. Đương nhiên, cũng có khả năng là Lý Văn Kiếm căn bản không có ý ngăn cản. Lâm Ưng sự tình, liên quan đến Lâm gia mặt mũi, Lâm gia đám người. Một lần lại một lần thua ở một cái mới lên cấp tiểu tử trong tay, bao nhiêu trên mặt tối tăm. Nếu như Tiêu Phàm chết rồi, Lâm gia cũng có thể bớt giận không ít, chí ít, có thể thay hắn Lý Văn Kiếm gánh chịu không ít áp lực. Tiêu Phàm có lẽ cũng nhìn ra điểm này, nhìn thấy Lâm Giật đánh tới, hắn chẳng những không có e ngại, ngược lại cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, hắn thân thể nổ tung, hóa thành một làn khói xanh tiêu tán. Linh hồn phân thân. Lâm Giật sắc mặt biến hóa, hắn đã không phải lần đầu tiên bị Tiêu Phàm đùa nghịch. Ngay cả Lý Văn Kiếm cũng hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà đối với hắn đều có chỗ phòng bị, khó trách tiểu tử này, liền thập đại gia tộc Lâm gia cũng dám đắc tội. Nếu như Tiêu Phàm chết ở Lâm Giật trong tay, hắn cũng có càng thêm nguyên vẹn lý do giết chết Lâm Giật, để Lâm gia đều á khẩu không trả lời được. Chỉ là hắn biết rõ, dạng này giết chết Tiêu Phàm cơ hội chỉ có một lần. Đáng tiếc, Lâm Giật đã bỏ qua. Về phần buông tha Lâm Giật, đó là càng thêm không thể nào. Lâm Giật vừa chết, Lưu Ly tịnh thổ coi như triệt để thuộc về hắn Lý Văn Kiếm địa bàn, thuộc về thiên hoang thần các địa bàn, công lao này không thể bảo là không lớn. Thậm chí, Lâm Ưng công lao, hắn đều có thể nắm ở trên người. Giết, Lý Văn Kiếm có chút thở dài, ngay sau đó khẽ quát một tiếng, dẫn đầu xông ra.
một đạo kiếm hồng nở rộ, thừa dịp Lâm Giật không sẵn sàng thời khắc, một kiếm đem hắn chém thành hai nửa. Ta hận, Lâm Giật ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tràn ngập không cam lòng. Phốc suy một tiếng, hắn thân thể bỗng nhiên nổ tung, bị vô số kiếm khí xoắn nát, máu tươi bắn tung tóe. Lâm Giật xác thực không cam lòng, bởi vì hắn liền một cái thánh đế cảnh tiểu tử đều không đánh chết, kết quả là còn bị đối phương lợi dụng, chết ở trong tay Lý Văn Kiếm. Hắn chết, không có người sẽ tiếc hận, dù cho đối với Lâm gia mà nói, một cái phế vật vô dụng, là không có cái gì giá trị. Lâm Giật phản bội thiên hoang, đã chu, Lâm gia đệ tử, thúc thủ chịu trói. Lý Văn Kiếm thu hồi trường kiếm, để lại một câu nói liền rời đi nơi đây. Về phần Lâm Ưng thi thể, cùng công lao, hắn không có khả năng làm của riêng. Cho dù khả năng, hắn cũng sẽ không, bởi vì hắn cần Tiêu Phàm cái tên này đến cho hắn gánh chịu càng lớn áp lực. Lúc này, cách đó không xa, một cái góc tối bên trong, đi ra bốn bóng người, chính là Tiêu Phàm bọn họ. Lão đại, ta nghe nói Lý Văn Kiếm làm người chính trực, cương trực công chính, hiện tại xem ra cũng không hẳn vậy a, ngược lại rất âm hiểm tàn nhẫn. Thí thần híp hai mắt nói. Vừa rồi hắn rõ ràng có thực lực cứu ngươi, lại không động thủ, xem ra hắn cũng muốn ngươi chết a. Cửu U Ma Toan thở dài. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, dẫn đầu hướng về truyền tống trận bay đi. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm leo lên truyền tống trận, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhe răng cười nói, Lý Văn Kiếm, hy vọng ta lễ vật ngươi sẽ thích. Lý Văn Kiếm giết chết Lâm Giật, liền về tới thành chủ phủ. Về phần Lâm gia đệ tử, có là những người khác xử lý, Lâm Giật đã chết, Lâm gia những người khác cũng liền giống như năm bè bảy mảng, căn bản không có cái gì uy hiếp tính. Lâm Giật thất bại, Lâm gia cũng sẽ không điều động mặt khác Lâm gia đệ tử đến lưu ly tịnh thổ. Đây là thiên hoang các đại thế gia tầm đó đánh cờ quy tắc ngầm. Từ nay về sau, lưu ly tịnh thổ, chính là hắn Lý Văn Kiếm địa bàn. Nghĩ vậy, Lý Văn Kiếm khóe miệng không tự chủ được hiện ra một nụ cười. Báo, nhưng mà, cũng đúng lúc này, đại điện bên ngoài truyền đến một thanh âm. Cần làm chuyện gì, Lý Văn Kiếm thu liễm nụ cười, nhìn xem cửa ra vào quỳ tu sĩ nói. Thành chủ, một cái gọi Tiêu Phàm người đưa tới một phong thư. Hạ nhân cung kính giơ lên một mai ngọc phù nói. Lý Văn Kiếm lấy tay vung lên, cái kia ngọc phù lập tức rơi trong tay hắn, thôi động thời khắc. Một thanh âm bỗng ở Lý Văn Kiếm bên tai vang lên, Lý Thành Chủ, lưu ly tịnh thổ trừ bỏ Viêm Ma Thành bên ngoài, bốn tòa ma thành đã diệt, người tốt nhất sớm chuẩn bị, đúng rồi, không cần cảm ơn. Lời còn chưa dứt, Lý Văn Kiếm bỗng trợn to hai mắt, lòng bàn chân cuồng bốc lên hơi lạnh. Bốn tòa ma thành bị diệt, nếu như việc này là thật, vậy đối với lưu ly thành mà nói, không thể nghi ngờ là một trận tai họa thật lớn. Phải biết. Lưu ly tịnh thổ đã bình an vô sự mấy ngàn năm, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đại quy mô thương vong. Bây giờ bốn tòa ma thành bị diệt, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, cái này cần chết bao nhiêu dị ma. Dị ma một phương, không phát cuồng mới là lạ. Truyền ta chi lệnh, tốc độ tìm hiểu năm tòa ma thành tin tức. Lý Văn Kiếm dù sao cũng là thánh tôn cảnh cường giả, hơn nữa còn là tâm tính cực kỳ ổn định loại kia, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Việc cấp bách, hắn nhất định phải chứng thực chuyện này tầm quan trọng, nếu như là thật, Lưu Ly Thành nhất định phải hướng thiên hoang thần các cầu viện. Là, cửa ra vào hạ nhân trịnh trọng gật đầu, hắn tâm cũng đang run rẩy, câu nói mới vừa rồi kia, hắn hiển nhiên cũng nghe rõ. Bốn tòa ma thành bị diệt, Lưu Ly tịnh thổ tất nhiên muốn nhắc lên dị ma triều dâng a. Nếu là tính cả Viêm ma thành bị diệt, cái kia cũng không cái gì. Nhưng hết lần này tới lần khác Viêm Ma Thành vẫn tồn tại, Lệ Si Ma Tôn cũng không chết, cái này đối Lưu Ly Thành mà nói, tuyệt đối là tai nạn tính. Cái kia hạ nhân ứng thanh chuẩn bị rời đi, nhưng mà lúc này lại có một thanh âm từ cửa ra vào truyền đến, đại nhân, việc lớn không tốt, Liễu Ma Thành bị người diệt. Lý Văn Kiếm toàn thân kịch liệt run một cái, hạt Ma Thành bị diệt sự tình hắn nghe nói qua một lần, bây giờ Liễu Ma Thành cũng bị diệt. Chẳng lẽ Tiêu Phàm nói tới bốn thành bị diệt là thật? Lý Văn Kiếm biểu tình vẻ hung ác, hai tay không ngừng run rẩy, cưỡng ép để cho mình chấn định lại, nhanh chóng hướng thiên hoang cầu viện, lưu ly tịnh thổ sắp bộc phát dị ma triều dâng. Giờ khắc này, Lý Văn Kiếm đã không còn hoài nghi Tiêu Phàm lời nói.
hai tòa ma thành đã đủ để cho dị ma nổi điên, mà một khi bốn tòa ma thành bị diệt, càng thêm sẽ điên cuồng. Bằng vào lưu ly thành điểm ấy lực lượng, là ngăn không được nổi điên dị ma, nhất là đối phương còn có thể hướng tứ tinh ma thành cầu viện. Giờ khắc này, Lý Văn Kiếm đột nhiên có chút hối hận, sớm biết liền không nên đáp ứng Tiêu Phàm thỉnh cầu, thiết lập ván cục giết chết Lâm Dật. Lâm Dật bất tử, chí ít có một cái cõng nổi người. Chỉ có Tiêu Phàm, coi như giá họa cho hắn, đoán chừng đều sẽ không có người tin tưởng, thật sự là hắn thực lực quá yếu. Là, hai cái cấp dưới vội vàng thối lui, bọn họ cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chờ hai cái cấp dưới thối lui, Lý Văn Kiếm đứng không vững, đột nhiên ngã ngồi trên ghế, lại cũng không còn trước đó phong khinh vân đạm, ngạo khí vô song dáng vẻ. Giết chết Lâm Dật, khu trục Lâm gia người, để lưu ly tịnh thổ trở thành thiên hoang thần các một bộ phận, quả thật làm cho hắn thu được công lao thật lớn. Nhưng là, nếu như lưu ly tịnh thổ triệt để trở thành dị ma địa bàn, cái này sai lầm có thể xa không phải điểm này công lao có thể so sánh a. Dù cho lấy Lý Văn Kiếm tâm tính, giờ phút này cũng loạn như ma. Mà Tiêu Phàm bọn họ, cũng đã xuất hiện bước lên lưu ly tịnh thổ truyền tống trận, rất nhanh liền xuất hiện ở thiên hoang truyền tống các bên ngoài. Lão đại, người nói cho Lý Văn Kiếm kinh hỉ là cái gì? Thí thần đột nhiên tò mò hỏi. Cửu U Ma Toan cùng thần phong cũng vẻ mặt không hiểu, bất quá bọn hắn biết rõ, Tiêu Phàm thế nhưng là báo thù không qua đêm người. Lý Văn Kiếm dám tính toán hắn, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không nhường hắn dễ chịu. Cũng không cái gì, chính là đem bốn tòa ma thành bị diệt sự tình nói cho hắn, nhường hắn sớm chuẩn bị một lần. Tiêu Phàm lơ đễnh nói ra. Đây không phải kinh hỉ, là kinh hãi a. Thí thần ngạc nhiên, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ đều có thể tưởng tượng, lưu ly tịnh thổ tất nhiên sẽ xuất hiện đoạn thời gian trước thần ma táng thổ một màn kia. Bất quá, bọn họ giờ phút này cũng là thánh đế cảnh, nhất là Tiêu Phàm, còn không có gia nhập thiên các, căn bản không có tư cách tiến vào tam tinh ma quật, việc này hoàn toàn không có quan hệ gì với bọn họ. Nhất châm chọc là, Tiêu Phàm nguyên bản cũng không khả năng từ tam tinh ma quật rời đi, là Lý Văn Kiếm mở cho hắn một cái chứng minh, lúc này mới yên ổn đến thiên hoang. Đoạn thời gian gần nhất, đột phá quá nhanh, ta phải tìm một chỗ củng cố một lần tu vi. Tiêu Phàm nói tránh đi. Đúng rồi, lão đại, ta nghe nói nửa năm sau, địa các sẽ có một lần thi đấu, người có lẽ có thể tham gia một lần. Thí thần nói ra, nguyên bản chúng ta cũng muốn tham gia, đáng tiếc không có tư cách. Bọn họ vì tiến vào lưu ly tịnh thổ cứu Tiêu Phàm, sớm tiến nhập thiên các, tự nhiên là không thể tham gia địa các thi đấu. Có ban thưởng gì sao? Tiêu Phàm hỏi, mấy người rời đi truyền tống các, liền một đường hướng thiên hoang thần thành bay đi. Thí thần trợn trắng mắt, cái này lão đại cũng quá trực bạch, bất quá hắn vẫn giải thích nói, nghe nói người thứ nhất, có thể tiến vào cái gì nguyên động thiên tu luyện a. Mặt khác đây, Tiêu Phàm mặt sạm lại, người chỉ nói người thứ nhất, đem mặt khác thứ tự không để ý đến, chẳng lẽ người cảm thấy ta có thể có được người thứ nhất sao? Vậy ta không biết. Đoán chừng chính là một chút đan dược và vô chủ khí số ban thường. Thí thần lắc lắc đầu nói. Tiêu Phàm không còn gì để nói. Được, hóa ra ta còn phải đến hỏi một lần. Ngay sau đó Tiêu Phàm lại cùng thí thần bọn họ hỏi một chút liên quan tới Tả Vũ, Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y bọn hắn tin tức, mấy người đang tiến vào địa các về sau, vẫn củng cố tu vi, cũng không ra ngoài. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm một chuyến rốt cục đặt chân thiên hoang thần thành. Lão đại, vậy chúng ta trước ở nơi này phân biệt, chúng ta về thiên các. Thí thần rơi xuống đất sau, nhe răng cười nói. Tiêu Phàm xấu hổ, đây là khoe khoang sao? Tốt a, các người đúng là thiên các người, ta chỉ là địa các người. Tiêu Phàm nguyên bản còn chuẩn bị trực tiếp tấn thăng thiên các, nhưng là bây giờ nghĩ đến, thôi được rồi, địa các thi đấu có ban thưởng cầm, ngu sao không cầm. Hơn nữa, hắn khoảng thời gian này đột phá quá nhanh. Mặc dù tu vi coi như ổn định, nhưng hắn đủ loại thủ đoạn công kích lại rơi xuống, hắn cần tĩnh tâm lĩnh ngộ. Đúng rồi lão đại, muốn tham gia địa các thi đấu, nhất định phải tiến vào địa bảng 400 người đứng đầu. Thí thần lại giống như nhớ ra cái gì đó, bổ sung một câu, mặt khác, khiêu chiến địa bảng, là ở địa các chỗ sâu đế thần tháp. Nặc, chính là cái kia. Đột nhiên, thí thần chỉ xa xa một tòa kim sắc cự tháp nói.
Tiêu Phàm theo thí thần hướng ngón tay chỉ nhìn tới, lại là nhìn thấy một tòa kim sắc cự tháp thẳng nhập mây xanh, đứng sừng sững ở địa các chỗ sâu. Cự tháp chí tôn quý khí, đại khí tuyệt luân. Trước đó ta làm sao không phát hiện đây? Tiêu Phàm có chút buồn bực. Bất quá nghĩ đến chính mình lúc trước lần thứ nhất giáng lâm Thiên Hoang thần thành, ở sâu trong nội tâm bị đủ loại kiến trúc rung động, cho nên cũng không có đặc biệt chú ý đống nào kiến trúc. Hiện tại tử tế quan sát, Tiêu Phàm mới phát hiện, có một ít kiến trúc là cực kỳ đặc biệt, cái kia kim sắc cự tháp chính là một cái trong số đó. Vậy ta đi trước khiêu chiến địa bảng thử xem. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền trực tiếp hướng đi địa các vị trí. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi xa, thí thần mới nhếch miệng cười một tiếng, nói, đi, chúng ta đi tìm Tà Vũ, cho lão đại động viên. Ngươi xác định không phải đi nhìn hắn bêu xấu. Cửu U Ma Toan nhỏ giọng thầm thì nói. Cũng khó trách Cửu U Ma Toan cho là như thế, lần trước hắn nghe theo Tiêu Phàm mà nói, trở lại Thiên Hoang thần các viện binh, liền là ở nơi này tìm tới thần phong cùng thí thần. Thí thần lúc ấy liền đang xông đế thần tháp, chỉ bất quá hắn thành tích rất không lý tưởng, mới xếp tại 400 tên có hơn. Theo lý thuyết, toàn bộ địa bảng tổng cộng cũng liền thu nạp 1.000 cái danh tự, thí thần thành tích nên tính là 10 phần không sai. Dù sao, địa các tu sĩ không nói hàng ức, nhưng tuyệt đối là mấy trăm vạn tính toán. Có thể xếp tại một trong vòng ngàn tên, từng cái cũng là vượt giai chiến đấu tồn tại. Nhưng là, thí thần lại hết sức không vừa lòng. Thậm chí ở Cửu U Ma Toan trong mắt, cũng rất không hài lòng, phải biết, thí thần tốt xấu đã từng cũng là thần thú bảng xếp hạng 5 vị trí đầu tồn tại a. Dù cho hiện tại, hắn cũng là thần thú bảng xếp hạng thứ 16 tồn tại, vậy mà mới xếp tại 400 tên có hơn. Đương nhiên, cái này cũng cùng thí thần vừa mới khiêu chiến địa bảng có quan hệ. Hiện tại, để Tiêu Phàm tiến về đế thần tháp đánh bảng, hắn và thí thần đều mừng rỡ nhìn Tiêu Phàm xấu mặt. Nếu như Tiêu Phàm thật có thể có được một vị trí tốt, hắn cũng sẽ thay Tiêu Phàm khai tâm. Lấy lão đại thực lực, tiến vào 400 người đứng đầu hẳn không có cái vấn đề lớn gì. Thí thần xem như không có nghe được Cửu U Ma Toan lời nói, bất quá, muốn đi vào trước 100, phải có chút khó khăn, cái kia địa bảng thật có khó như vậy. Cửu U Ma Toan có chút không tin. Nói khó cũng không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Thí thần lập lờ nước đôi, nếu như toàn lực ứng phó, ta trước đó hẳn là cũng có thể đi vào 20-30 tên tả hữu, nhưng là ta lo lắng tiết lộ một chút khí tức. Cửu U Ma Toan âm thầm gật đầu, thí thần bản thể khí tức nếu như tiết lộ, tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Lão đại vừa mới đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong, khẳng định tu vi bất ổn. Thí thần tiếp tục nói, hơn nữa, đế thần tháp khiêu chiến, sẽ đem tu sĩ tu vi áp chế ở thánh đế cảnh hậu kỳ, tu vi cảnh giới cường đại không có quá nhiều tác dụng. Đáng tiếc, ta tiến nhập thiên các, bằng không ngược lại có thể đi thử một lần. Cửu U Ma Toan có chút thất vọng. Làm không nhìn thấy Tiêu Phàm bóng lưng về sau, ba người lại len lén đi theo. Thiên các tu sĩ mặc dù không có khả năng xông đế thần tháp, nhưng tiến vào địa các lại là có thể, sau một hồi lâu. Ba người mới tìm được Tà Vũ mấy người, tiến về đế thần tháp. Mà Tiêu Phàm, sớm đã chạy tới đế thần tháp vị trí, phía trước xếp thành một hàng dài, có không ít tu sĩ xếp hàng. Tiêu Phàm tùy ý lựa chọn một cái tu sĩ đội ngũ, không lâu sau đó liền đến phiên hắn. Phía trước một cái người hầu nhìn cũng chưa từng nhìn Tiêu Phàm một cái, 10 điểm hờ hững nói, xông tháp 1.000 công huân điểm một lần. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn. Này 1.000 công huân điểm, nhưng là muốn giết chết một cái thánh đế cảnh đỉnh phong mới được a. Hiện tại xông tháp một lần, vậy mà cần 1.000 công huân điểm, đất này các cũng quá hố rồi a hát. Bất quá hắn ngược lại là không do dự, 1.000 công huân điểm đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, hơn nữa phía trước những người kia cũng đều giao 1.000 công huân, nghĩ đến đây cũng là xông tháp quy củ. Tiến vào tầng thứ nhất, sảnh số 98. Người hầu vẫn như cũ không ngẩng đầu, cho Tiêu Phàm một khối năng lượng bảng hiệu, nói, dùng tháp bài năng lượng đưa vào cửa gian phòng, liền có thể khởi động. Tạ, Tiêu Phàm gật đầu, cầm năng lượng bảng hiệu vòng qua người hầu một bên, từ một bên đại môn tiến nhập đế thần tháp tầng thứ nhất. Thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, Tiêu Phàm tìm được số 98 sảnh, đó là một cái đặc thù cửa đá, phía trên răng đầy từng tầng huyền diệu năng lượng. Có thể ngăn cản người linh hồn chi lực dò xét.
quét tháp bài một cái, lại là không biết làm sao mở ra cửa đá, đi vào phòng bên trong. Tiểu tử, liền cửa đá đều không biết làm sao mở, còn muốn đến sông tháp. Đang lúc Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, một đạo thanh âm giễu cợt truyền đến. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy một cái nam tử mặc áo bào trắng chính hướng về hắn đi tới, sau lưng còn đi theo mấy bóng người, cũng vẻ mặt giễu cợt nhìn xem Tiêu Phàm. Là ngươi, người tới nhận ra Tiêu Phàm, vẻ mặt tức giận nhìn xem hắn, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi, nhà quê, nếu ta là ngươi, cũng đừng ở nơi này mất mặt xấu hổ. Ngươi là ai? Tiêu Phàm nhíu mày, bản thân có vẻ như không có thù oán với ngươi a. Bạch bào nam tử nghe vậy, kém chút không phun ra một ngụm lão huyết. Ngươi nha, lão tử đều còn nhớ kỹ ngươi, ngươi vậy mà quên lão tử. A, ta nhớ ra rồi. Tiêu Phàm đột nhiên vỗ trán một cái. Bạch bào nam tử nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngạo nhiên, ta liền nói, tiểu gia ánh sáng như thế chói lọi, ngươi không có khả năng không biết tiểu gia. Chẳng qua là khi hắn nghe được tiếp xuống câu nói kia lúc, trên mặt vẻ ngạo nhiên trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô tận băng lãnh. Nguyên lai là bại tướng dưới tay, người tốt, Tiêu Phàm cười nói, còn vươn tay phải của mình. Hắn tự nhiên là nhận biết bạch bào nam tử, chỉ là vừa bắt đầu thật không nhớ ra được mà thôi, bạch bào nam tử chính là lúc trước cùng hắn tranh đoạt địa các danh ngạch Thiên Sơn La Vân. Lần trước Thiên Sơn La Vân ở Tiêu Phàm trên tay ăn thiệt thòi, có thể đối với hắn hận thấu xương đây. Chỉ bất quá Tiêu Phàm căn bản không đem người này để ở trong lòng, dù sao chỉ là một cái ăn chơi thiếu gia mà thôi. Bất quá có vẻ như tên hoàn khố tử đệ này tu vi có chỗ đột phá a, lần trước vẫn chỉ là thánh đế cảnh hậu kỳ, bây giờ lại đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong. Tốt em gái ngươi, nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Thiên Sơn La Vân kém chút không bạo phát, biểu tình dữ tợn, liền muốn trực tiếp động thủ. Bất quá lại bị sau lưng mấy người ngăn lại, nơi này chính là đế thần tháp, nếu là ở trong này động thủ, Thiên Sơn gia tộc đều chưa hẳn giữ được hắn. Tiểu tử, ngươi là lần đầu tiên tới đi. Thiên Sơn La Vân một bên một cái áo bào đỏ thanh niên con người u lãnh hướng về Tiêu Phàm, cho La Vân huynh quỳ xuống đập 10 cái cốc đầu, chúng ta liền bỏ qua ngươi, bằng không, ngươi tuyệt đối đi không ra địa các. Tiêu Phàm xem xét cẩn thận một lần áo bào đỏ thanh niên, lại nhìn mấy người khác một cái, lãnh đạm bước ra hai chữ, ngu ngốc. Ngươi tự tìm cái chết. Thiên Sơn La Vân mấy người nghe vậy, khí thế cường đại bộc phát, cuồn cuộn sát khí bay thẳng Tiêu Phàm đi. Nhưng mà, Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý bọn họ, trực tiếp đem tháp bài nhét vào trên cửa đá phương lỗ chìa khóa bên trong, chỉ một thoáng, cửa đá rung động, Tiêu Phàm một bước bước vào. Mấy người khí thế vồ hụt, nhưng lại có một giọng nói tại mọi người bên tai vang lên, một đám ngu ngốc. Chết, Thiên Sơn La Vân cùng cái kia hồng bào tu sĩ mấy người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hướng về cửa đá đánh tới. Tiểu tử này lại dám mắng bọn hắn, cái này khiến bọn họ làm sao không giận. Dù cho nơi này là đế thần tháp, bọn họ cũng bị chọc giận, không chút do dự động thủ. Chỉ là, khi ánh mắt của bọn họ tới gần cửa đá chỉ có hai thốn khoảng cách lúc, xinh xinh ngừng lại. Nếu như hư mất cửa đá, cho dù là bọn họ thế lực sau lưng rất cường đại, cũng tuyệt đối phù hộ không được bọn hắn. Thiên Hoang Thần Các, ở Thiên Hoang vốn là cự vô phách tồn tại. Cho dù tam đại thế tộc, cũng phải đối Thiên Hoang Thần Các kiêng kỵ mấy phần, huống chi bọn họ thế lực sau lưng đây. Chờ hắn ra ngoài, giết chết hắn. Thiên Sơn La Vân lạnh giọng nói. Trước đó hắn còn muốn chờ Tiêu Phàm rời đi Thiên Hoang, tiến vào một cái nào đó ma quật, sau đó là giết hắn. Mà bây giờ, Thiên Sơn La Vân đã ước gì lập tức giết chết Tiêu Phàm. Lưu hai cái thủ tại chỗ này, ta đi trước sông tháp. Thiên Sơn La Vân để lại một câu nói, liền cùng cái kia hỏa hồng bào nam tử rời đi, chỉ có hai người lưu lại. Chỉ cần Tiêu Phàm rời đi thạch thất đại sảnh, bọn họ tất nhiên sẽ trước tiên trả thù Tiêu Phàm. Đáng tiếc, Tiêu Phàm căn bản không quan tâm bọn họ trả thù. Tiến vào cửa đá về sau. Tinh thần của hắn trong nháy mắt bị hết thảy trước mắt hấp dẫn. Thạch thất cũng không lớn, chỉ có 10 trượng trở lại phương viên, nhưng là xem như tự thành không gian. Trên thạch bích, có từng đạo thần văn lưu chuyển, Tiêu Phàm biết rõ, dù cho thánh tôn cảnh, cũng chưa chắc có thể tùy tiện phá khai thần văn phòng hộ. Tiêu Phàm mặc dù có thể đủ thần văn phá mở những cái này thần văn,
nhưng hắn cũng không có phá vỡ ý tứ. Dù sao, hắn là tới nơi này xông tháp, mà không phải là tới nơi này làm phá hư. Ong ong đang lúc Tiêu Phàm nghi hoặc làm sao xông tháp thời khắc, phía trước hắn, đột nhiên ngưng tụ thành một đạo quang ảnh không có chân chính khuôn mặt, nhưng lại cho Tiêu Phàm một loại cực kỳ chân thật cảm giác. Các hạ muốn khiêu chiến bao nhiêu tên? Để Tiêu Phàm kinh ngạc là, quang ảnh vậy mà mở miệng nói tiếng người, 10 hơi bên trong mời lựa chọn, 10 hơi sau, ngẫu nhiên lựa chọn các hạ muốn khiêu chiến người. Nói xong, hậu phương trên vách đá, vậy mà bắt đầu lóe lên, có một con số vậy mà bắt đầu đếm ngược lên. Khiêu chiến bao nhiêu tên thích hợp đây? Tiêu Phàm trong lòng có chút buồn bực, suy nghĩ một chút nói, người thứ 400 mới có tư cách tham gia địa các thi đấu, vậy liền người thứ 400 a. Người thứ 400, nghĩ vậy, Tiêu Phàm không chút do dự báo ra một con số. Hắn cũng không muốn làm cho đối phương giúp hắn ngẫu nhiên chọn lựa, cái này dù sao cũng là 1000 công huân điểm a, vạn nhất lựa chọn 10 hạng đầu đây. Tiêu Phàm tự nhận là thực lực không tệ, nhưng hắn cũng biết, thiên hạ còn có thật nhiều yêu nghiệt một dạng tồn tại, hơn nữa còn không ít. Nhất là thiên hoang, nơi này người, có được so thái cổ thần giới công pháp tốt hơn, tài nguyên tốt hơn, cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết thiên tài. Bản thân nếu không phải là đối thủ, cái kia 1000 công huân điểm chẳng phải là uổng phí. Khiêu chiến người thứ 400 tương đối ổn thỏa, chỉ ít lấy được trước danh ngạch lại nói. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm trước mắt quang ảnh đột nhiên chậm rãi trở nên chân thực, cuối cùng biến thành một cái hắc y thanh niên bộ dáng. Hắc y thanh niên sắc mặt cương nghị, hai mắt sắc bén, cõng một chuôi đại thiết kiếm, trên người chán phóng một cỗ mạnh mẽ khí tức. Dù cho Tiêu Phàm biết rõ trước mắt hắc y thanh niên cũng không phải chân thực tồn tại, nhưng là cảm giác có chút nhiếp nhân tâm phách. Không hổ là địa bảng thiên tài, như thế thực lực, khơi gợi lên Tiêu Phàm vô tận chiến ý. Nhưng mà, đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị động thủ thời khắc, một cổ vô hình áp lực tác dụng ở trên người hắn, đồng thời, hoàn cảnh bốn phía nhanh chóng phát sinh biến hóa, biến thành một chỗ bạch sắc không gian. Lý Thanh Liên, hắc y thanh niên lãnh đạm phun ra ba chữ, tự báo tính danh, trên mặt vô hỉ vô bi. Nhưng là, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được trên mặt hắn ngạo mạn, một bộ không ai bì nổi bộ dáng. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, hắc y thanh niên đột nhiên tại chỗ biến mất, phía sau một đạo kinh thiên kiếm mang lướt qua thương khung, dường như đem hư không đều chém thành hai nửa. Tiêu Phàm trong tầm mắt, Lý Thanh Liên cả người hóa thành một chuôi tuyệt thế thần kiếm, cực tốc hướng về hắn chém tới. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Nhân kiếm hợp nhất, Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, qua nhiều năm như vậy, hắn nhưng là rất ít gặp đến chân chính nhân kiếm hợp nhất người. Bình thường tu sĩ, đột phá thần vương cảnh về sau, liền sẽ lĩnh ngộ pháp tắc, cảm ngộ thế giới chi lực, không có người sẽ để ý nguyên thủy nhất kiếm đạo. Dù cho Tiêu Phàm, những năm này ở kiếm đạo một đường lĩnh ngộ, cũng một mực trì trệ không tiến. Bởi vì hắn tâm, đã tán, lĩnh ngộ đồ vật quá nhiều, kiếm đạo đã không thuần túy, phát huy uy lực tự nhiên không bằng trước đó. Chân chính kiếm đạo, liền muốn hướng Lý Thanh Liên như vậy, thẳng tiến không lùi. Suy nghĩ rất nhanh bay qua, Tiêu Phàm căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều, mắt thấy kinh thiên kiếm mang sắp rơi xuống, Tiêu Phàm trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi tím trường kiếm màu đỏ ngòm. Bang, một tiếng nổ vang, vô cùng vô tận kiếm khí nở rộ, đem Tiêu Phàm thân hình đều chấn động bay ra ngoài, hổ khẩu có chút đau nhức. Lực đạo thật là mạnh, Tiêu Phàm âm thầm kinh hãi, phải biết, hắn nhưng là một mực dùng khí số luyện thể, bây giờ nhục thân. Dù cho không bằng thánh tôn cảnh vô thượng kim thân, vậy cũng tuyệt đối không chênh lệch nhiều. Nhưng Lý Thanh Liên một kiếm, vậy mà đẩy lui hắn, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao bình tĩnh. Kiếm đạo bản nguyên lực lượng, Tiêu Phàm rốt cuộc hiểu rõ, trước mắt cái này Lý Thanh Liên, vậy mà nắm giữ kiếm đạo bản nguyên lực lượng, khó trách đối phương lực lượng cường đại như thế. Hỗn độn trảm thiên kiếm, sau một khắc, Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói một tiếng. Thân thể giống như chớp lóe, lần nữa xông tới. Hắn nhưng là thánh đế cảnh đỉnh phong, nếu như liền một cái thánh đế cảnh hậu kỳ tu sĩ đều không chiến thắng được, cái kia còn mặt mũi nào đi tham gia địa các thi đấu đây? Chỉ một thoáng, một đạo ẩn chứa hỗn độn bản nguyên lực lượng, cùng thời không bản nguyên lực lượng một kiếm, trong nháy mắt xẹt qua Lý Thanh Liên thân thể.
Lý Thanh Liên thân thể bỗng hóa thành vô số quang vũ tiêu tán trên không trung, cùng lúc đó, chung quanh hình ảnh hòa tan, Tiêu Phàm xuất hiện lần nữa ở thạch thất trong đại sảnh bên cạnh. Hô, Tiêu Phàm thở sâu, hơi hơi kinh ngạc nhìn phía trước. Ở trước mặt hắn đứng, vẫn là đạo kia quang ảnh, từ đầu đến cuối, hắn đều tựa như đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng vừa rồi trải qua sự tình, lại là như thế chân thực. Chẳng lẽ mình vừa mới trải qua là huyễn cảnh, khiêu chiến thành công, xin điền vào người khiêu chiến tính danh. Quang ảnh đạm mạc mở miệng, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Bản thân thế nhưng là dùng thân phận bài tiến vào đế thần tháp a, chẳng lẽ khiêu chiến đế thần tháp, có thể không cần tên thật sao? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng không dự định sử dụng tên của mình. Thời điểm nên khiêm tốn, liền phải điệu thấp. Kiếm Hồng Trần, Tiêu Phàm nhẹ giọng tự nói, ngay sau đó âm thầm lắc đầu, cái tên này, quá nhiều người biết. Nhưng mà, không chờ hắn nói ra mong muốn danh tự, đạo kia quang ảnh liền nói, Kiếm Hồng Trần khiêu chiến Lý Thanh Liên, thành công, tấn thăng người thứ 400. Người khiêu chiến là tiếp tục không khiêu chiến, phải chăng tiếp tục khiêu chiến? Tiêu Phàm sững sờ, bản thân không dùng tới giao công huân điểm, liền có thể tiếp tục khiêu chiến sao? Tiêu Phàm không biết là, khi hắn tại lựa chọn phải chăng tiếp tục khiêu chiến thời điểm, đế thần tháp bên ngoài đã cực kỳ không bình tĩnh. Đế thần tháp bên ngoài, một bên đất trống bên trên, đứng thẳng lấy một khỏa đá to lớn. Trên tảng đá, khắc lục lấy 1000 cái danh tự, lít nha lít nhít, nhưng thánh đế cảnh tu sĩ tùy ý quét qua, đều có thể nhìn rõ ràng. Dưới tảng đá, đứng đấy vô số tu sĩ, không ít người ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn trên tảng đá danh tự, đồng thời còn có không ít người tán gẫu. Địa bảng danh sách mặc dù thỉnh thoảng biến ảo, nhưng 400 người đứng đầu, cũng đã hơn một tháng không nhúc nhích, những người này, mỗi một cái đều là tuyệt đỉnh thiên tài, đoán chừng đang ở trong động ma lịch luyện, làm địa các thi đấu làm chuẩn bị cuối cùng đây. Cũng đúng, bảng danh sách thế nhưng là có không ít người sớm đã đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong, chỉ là cố ý không đi thiên các mà thôi. Bất quá muốn đoạt được địa bảng đệ nhất danh, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cũng may địa các thi đấu coi như công bằng, những cái kia cố ý dừng lại ở địa các bán bộ thánh tôn cảnh, không cho phép tham gia địa các thi đấu, bằng không mà nói, nơi nào còn có chúng ta những người này sự tình. Bán bộ thánh tôn cảnh cho dù lấy được tinh nguyên động thiên tu luyện danh ngạch, cũng là lãng phí, đây cũng là tiết kiệm tài nguyên. À, các ngươi nhìn, có người xâm nhập 400 người đứng đầu. Đám người bắt đầu còn đang nghị luận địa bảng danh sách, đột nhiên, có người kinh hô mà ra, lập tức hấp dẫn không ít người lực chú ý. Làm sao, không ít người ở trên thạch đầu phương tìm kiếm xâm nhập 400 người đứng đầu danh tự, chỉ chốc lát sau, không ít người ánh mắt trong nháy mắt rơi vào người thứ 400 vị trí bên trên. Kiếm Hồng Trần, có người kinh hô không thôi, hắn vậy mà đánh bại Lý Thanh Liên, cướp lấy người thứ 400. Đây coi như là đem Lý Thanh Liên cho đào thải sao? Người này là ai? Vì sao ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Không rõ ràng, tựa như đột nhiên nhô ra, có thể chiến thắng Lý Thanh Liên, xác thực xem như thiên tài. Đây coi là cái gì? Các người cũng đừng quên, Lý Thanh Liên thứ tự, thế nhưng là một năm trước đó bắt xuống, khi đó, hắn mới vừa vặn đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ, hiện tại đoán chừng đã đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong. Xác thực. Lý Thanh Liên rất ít khiêu chiến địa bảng, lần trước vẻn vẹn khiêu chiến một lần, liền tiến vào ma quật, cái này Kiếm Hồng Trần đánh bại một năm trước Lý Thanh Liên, xác thực không tính là gì. Đám người không chút kiêng kỵ nghị luận, Tiêu Phàm khiêu chiến thành công dĩ nhiên khiến người ngoại ý, nhưng không hề cảm thấy kinh diễm. Thậm chí, có thật nhiều người cực kỳ khinh thường, Tiêu Phàm chỉ bất quá khiêu chiến thành công một năm trước Lý Thanh Liên mà thôi, nếu như gặp gỡ bây giờ Lý Thanh Liên. Đoán chừng không phải một đòn địch. Không thể nào, lão đại liền xâm nhập người thứ 400. Vừa mới chạy đến thí thần bọn họ, nghe nói Kiếm Hồng Trần ba chữ, trong nháy mắt minh bạch đây là Tiêu Phàm biệt hiệu. Người muốn trò hay, đoán chừng không thấy được, cửu U Ma Toan có chút thất vọng. Hắn nguyên bản cũng muốn nhìn Tiêu Phàm xấu mặt, thật không nghĩ đến, Tiêu Phàm lần thứ nhất khiêu chiến, vậy mà liền bước vào người thứ 400, thành tích như vậy, đã rất tốt. Dù sao, nhân vật trên địa bảng, có thể không chỉ có nhân tộc, mà là bao hàm toàn bộ thái cổ thần giới, còn có thiên hoang người. Tiêu Phàm có thể từ vô số thánh đế cảnh trong tu sĩ trổ hết tài năng, đã 10 điểm khó được.
Ta cảm giác, Tiêu Phàm rất nhanh sẽ vượt qua ta. Tà Vũ bất đắc dĩ thở dài. Tà Vũ huynh, người thế nhưng là hạng 48A. Hiên Viên Trảm Tiên có chút không tin. Địa bảng hạng 48, thế nhưng là toàn bộ thiên hoang cùng thái cổ thần giới, thánh đế cảnh đỉnh phong phía dưới trong tu sĩ thứ 48 người A, dạng này thứ tự, cũng không phải nói vượt qua liền có thể vượt qua. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể đủ vượt qua. Tà Vũ lắc đầu, lại thấp giọng tự nói một câu, kể từ đó, ta cũng có chút áp lực, có lẽ còn có thể xông một cái. Hiên Viên Trảm Tiên đám người nghe vậy, khóe miệng có chút co lại. Hóa ra ngươi nha căn bản không cảm thấy Tiêu Phàm lợi hại, mà là muốn Tiêu Phàm cho ngươi một điểm áp lực a. Nhưng 48 tên, thật đúng là không phải ai có thể qua sông đến. Cho dù là Tiêu Phàm, đoán chừng cũng không quá dễ dàng. Đế Thái Ất cùng Thánh Nhân Hoàng bọn họ đều xông vào 100 người đứng đầu, xem ra ta cũng phải cố gắng. Thí thần thật sâu thở dài, đáng tiếc, ta không cách nào khiêu chiến địa bảng, chỉ có thể khiêu chiến thiên bảng. So sánh mà nói, thiên bảng mới là khó khăn nhất. Trầm mặc không nói Tử Thiên Y nói một câu lời công đạo. Thiên bảng, đây chính là thánh tôn cảnh phía dưới tu vi tu sĩ đấu tranh, thánh đế cảnh đỉnh phong mới tham ngộ cùng khiêu chiến, có thể lên bảng ngươi, không hề nghi ngờ cũng là thánh đế cảnh bên trong người nổi bật, thiên hoang nhân vật thiên tài. Đám người một trận trầm mặc, ánh mắt lần nữa nhìn về phía địa bảng danh sách, bọn họ biết rõ. Tiêu Phàm thứ tự tuyệt đối sẽ không dừng bước tại đây. Số 98 Thạch Thất Đại Sảnh. Người khiêu chiến phải chăng tiếp tục khiêu chiến? Tiêu Phàm trước người quang ảnh nhìn thấy hắn không có trả lời, lại hỏi lần nữa. Khiêu chiến, Tiêu Phàm thở sâu, phun ra hai chữ. Mặc dù vừa mới chiến thắng Lý Thanh Liên, nhưng Tiêu Phàm rất rõ ràng, loại này chiến đấu phương thức, xác suất chúng không phải 100%. Đầu tiên, đối phương lưu lại tàn ảnh. Chẳng qua là đế thần tháp ghi chép hình ảnh, sau đó ước định đi ra thực lực. Mà tu sĩ bản thân, ai lại không có một chút át chủ bài đây? Loại này khiêu chiến phương thức, căn bản không có nguy hiểm tính mạng, ai lại nguyện ý bại lộ lá bài tẩy của mình? Chí ít Tiêu Phàm sẽ không, cùng lắm thì thất bại, át chủ bài ở lúc mấu chốt, thế nhưng là có thể cứu mạng dùng, khiêu chiến một cái địa bảng mà thôi, hoàn toàn không cần thiết triển lộ. Bởi vậy, vừa mới cái kia Lý Thanh Liên triển lộ thực lực, tuyệt đối không phải hắn toàn bộ thực lực. Mặt khác, đối phương lưu lại đạo này quang ảnh cũng không có thời gian hạn chế, ai biết cái này quang ảnh là bao lâu trước đó lưu lại đây. Nếu như Tiêu Phàm chiến thắng chỉ là mấy chục năm trước một người, mấy chục năm qua, ai biết đối phương đạt đến cảnh giới nào. Các hạ muốn khiêu chiến ai? Quang ảnh tiếp tục hỏi. Tiêu Phàm lại không biết nhân vật trên địa bảng. Chỉ ít căn cứ vừa rồi Lý Thanh Liên quang ảnh thực lực, tùy ý báo một cái thứ tự, người thứ 100, sở dĩ tuyển 100, Tiêu Phàm đã coi như là rất bảo thủ. Dù sao hắn phải đối mặt là quang ảnh, mà không phải người, nếu như là người, Tiêu Phàm chọn người thứ 300 tả hữu. Nói xong, Tiêu Phàm trước người quang ảnh lần nữa phát sinh biến hóa, biến thành một cái tịnh lệ thiếu nữ, một bộ váy dài như tuyết, hắn che mặt, chỉ lộ ra một đôi làn thu thủy đồng dạng con mắt. Tiêu Phàm thấy thế, hơi hơi kinh ngạc, người thứ 100, dĩ nhiên là một nữ nhân. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có khinh thị, mà là hơi hơi cung thủ, đối phương cũng 10 điểm khách khí tự giới thiệu mình, Triệu Linh Yến. Hô, lời còn chưa dứt, Triệu Linh Yến đột nhiên váy dài vũ động, vô số ngũ thải tân phân con bướm trống rỗng xuất hiện, lít nha lít nhít, che khuất mỗi một tấc không gian. Con bướm nhìn qua nhẹ nhàng hết sức, không có nguy hại gì. Nhưng mà làm một cái con bướm rơi vào Tiêu Phàm trên thân thời khắc, hắn bỗng cảm giác thân thể lâm vào tê liệt trạng thái, tựa như không nghe sai khiến một dạng. Thậm chí, trước mắt đầy trời con bướm, đều biến thành huyễn ảnh, Triệu Linh Yến cái kia kiều diễm thân thể, cũng thay đổi thành hai cái. Điệp Hải hiểu mộng, lúc này, một tiếng khẽ nói truyền đến, mà Tiêu Phàm lại phát hiện chính mình thân thể hoàn toàn không thể động đậy, trong lòng dị thường kinh ngạc đây là cái gì bản nguyên chi lực. Tiêu Phàm kinh hãi dị thường, cái gì bản nguyên lực lượng, lại có thể để nhục thân tê liệt, không thể làm động. Hắn trước tiên phủ định, cái này tuyệt đối không phải công kích linh hồn. Nếu như là công kích linh hồn, hắn sẽ không như thế thanh tỉnh, hơn nữa, hắn có được công kích linh hồn miễn dịch năng lực, căn bản không sợ công kích linh hồn. Thần kinh độc,
Tiêu Phàm rất nhanh xác định một đáp án. Chỉ có thần kinh độc, mới có thể tê liệt thần kinh người cùng thân thể. Chỉ là, hắn thế nhưng là thánh tôn cảnh nhục thân a, vậy mà cũng có thể bị cái này thần kinh độc tê liệt, vậy cái này thần kinh độc, lại là biết bao đáng sợ. Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, cái này quang ảnh mặc dù chỉ là mô phỏng ra, nhưng cùng chân thật công kích xong toàn bộ không có cái gì hai dạng. Hắn không thể không thừa nhận đế thần tháp huyền diệu cùng cường đại, đây chính là tương đương với có được phục chế thần thông, có thể hoàn toàn phục chế đối phương tất cả a. Hô, đang lúc Tiêu Phàm kinh hãi thời khắc, nữ tử lại không có buông tha Tiêu Phàm ý tứ, váy dài vũ động, giống như vô số lợi kiếm, muốn thu hoạch Tiêu Phàm sinh mệnh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm gấp rút động lên vô tận chiến huyết, thể nội huyết dịch thiêu đốt, trong nháy mắt khôi phục hành động. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm chân đạp nghịch long đăng thiên bộ, lách mình xuất hiện ở Triệu Linh Yến sau lưng. Tu La đại thế giới, Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, lật tay ở giữa, một cái to lớn hôi sắc tuyển qua trống rỗng xuất hiện, trong nháy mắt che mất Triệu Linh Yến, đem nàng quang ảnh thôn phệ. Toàn bộ quá trình, vẻn vẹn cũng liền thời gian một hơi thở mà thôi, nhưng Tiêu Phàm đã thắng được một trận thắng lợi. Tiêu Phàm cũng là âm thầm thổn thức. Cái này Triệu Linh Yến thần kinh độc, thật không phải bình thường khủng bố, trong hiện thực nếu như chúng chiêu, có thể chưa chắc có thể liền nhanh như vậy có thể kịp phản ứng. Khó trách Triệu Linh Yến có thể ổn định người thứ 100, hắn thực lực có thể tưởng tượng được. Bất quá Tiêu Phàm cũng tự tin, nếu là chân chính sinh tử chém giết, hắn sẽ không e ngại Triệu Linh Yến. Khỏi cần phải nói, trong cơ thể hắn vô tận chi huyết, chắc là sẽ không e ngại thần kinh độc. Mặt khác, nếu như thi triển Tu La cửu biến, Tiêu Phàm thực lực cũng xa hoàn toàn không chỉ như thế, chỉ bất quá hắn không dám ở đế thần tháp bên trong thi triển Tu La cửu biến. Vạn nhất bị thiên hoang thần các biết rõ, có thể sẽ nhắc lên vô số phiền phức. Người khiêu chiến phải chăng tiếp tục khiêu chiến? Bốn phía hình ảnh biến mất, quang ảnh ở đây xuất hiện. Tiêu Phàm rơi vào trong trầm tư, những cái này quang ảnh căn bản không phải thực lực chân chính của bọn họ. Dạng này khiêu chiến tiếp, chưa chắc có quá lớn giá trị. Ngược lại là hắn, sẽ bại lộ càng ngày càng nhiều át chủ bài. Đế thần tháp bên ngoài. 100 tên, hắn vậy mà từ người thứ 400 nhảy tới người thứ 100, ông trời ơi, liền Triệu Linh Yến đều thua. Triệu Linh Yến sư tỷ Điệp Hải hiểu mộng, cơ hồ không có người có thể phá a, cái kia kiếm hồng trần là thế nào thắng đây? Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái kia kiếm hồng trần là ai? Nếu như nói có thể chiến thắng Lý Thanh Liên còn không tính là gì, như vậy hiện tại, liền Triệu Linh Yến sư tỷ đều thất bại, hắn còn có thể bị xem nhẹ sao? Giờ khắc này, kiếm hồng trần ba chữ, xem như sơ bộ đóng dấu ở không ít người trong đầu. Có thể xâm nhập địa bảng 100 người đứng đầu, đây đã là một phần nổi bật thành tích. Thiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y bọn họ cũng là kinh ngạc hết sức, ngược lại là Thí Thần cùng Tà Vũ hai người dị thường bình tĩnh. Tựa như đoán được cái gì. Tiêu Phàm, quả nhiên không khiến ta thất vọng, Tà Vũ ánh mắt lộ ra nồng nặc chờ mong. Mà lúc này, số 98 thạch thất cửa đại sảnh, đứng đấy hai đạo bóng người, trên mặt lộ ra châm chọc. Tiểu tử này ngược lại là có thể kiên trì a, lâu như vậy đều còn chưa có đi ra. Trong đó một cái tu sĩ áo đen hí ngược cười nói. Một cái khác nam tử áo bào xanh lại là giống như là nhìn người chết nhìn xem Tiêu Phàm thạch thất đại môn, nói kiên trì lại thời gian dài thì có ích lợi gì, cuối cùng còn không phải muốn rời đi đế thần tháp, chỉ cần rời đi đế thần tháp, chính là tử kỳ của hắn. Đến lúc đó, ta muốn móc xuống hắn con mắt, nhổ hắn đầu lưỡi, miễn cho hắn nhìn thấy ai cũng không biết trời cao đất rộng, còn mù trang bức. Tu sĩ áo đen sát khí nặng nề nói. Bọn họ nội tâm là vô cùng khó chịu. Lúc đầu tiến vào đế thần tháp, bọn họ đều là tới tham gia khiêu chiến, công huân điểm nộp lên. Nhưng hiện tại, hai người bọn họ lại muốn ở chỗ này thủ vệ, cái này khiến bọn họ làm sao không giận đây. Nếu như có thể, bọn họ ước gì Tiêu Phàm lập tức từ thạch thất cửa ra vào vẻ mặt chật vật đi tới, sau đó bọn họ bắt đầu trắng trợn trào phúng, thậm chí đem hắn dẫm vào trong nước bùn. Nếu như bọn họ biết rõ, trước người bọn họ đá này trong phòng. Cái kia bọn họ xem thường thanh niên, đã xông vào địa bảng đệ nhất trăm tên, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiếp tục, hay là không tiếp tục, Tiêu Phàm nội tâm xoắn xuýt. Vừa rồi hai trận chiến đấu, có thể nói là hữu kinh vô hiểm,
nhưng hắn cũng bại lộ bản thân hai đại tuyệt chiêu. Cứ tiếp như thế, hắn dù sao muốn bộc lộ ra càng nhiều tuyệt chiêu mới có thể chiếm lấy hạng cao hơn, dù sao những người này đều không phải ăn chay. Nếu là có thể mặt đối mặt chiến đấu, vậy không thể tốt hơn nữa. Tiêu Phàm nội tâm chờ mong. Người khiêu chiến, có người chủ động hẹn mặt người đối diện chiến đấu, có tiếp nhận hay không? Quang Ảnh đột nhiên lời nói nhất chuyển. Có người vượt chiến, hơn nữa còn là mặt đối mặt. Tiêu Phàm trợn mắt hốc mồm, đế thần tháp còn có thể như vậy thao tác sao? Tiếp nhận, Tiêu Phàm không chút do dự đáp ứng xuống. Vừa rồi hắn cũng hầu như kết một chút tin tức, đế thần tháp bên trong, bài danh phía trên tu sĩ, là không thể khiêu chiến xếp hạng dựa vào sau tu sĩ. Chỉ có dựa vào sau tu sĩ, mới có tư cách khiêu chiến gần phía trước tu sĩ. Hiện tại có người khiêu chiến hắn, tự nhiên cũng nói, người khiêu chiến hắn, trên địa bảng bài danh ở hắn đằng sau. Tiêu Phàm vừa mới hai trận chiến đấu đều hết sức chưa đủ nghiền, hiện tại có người hẹn hắn mặt đối mặt chiến đấu, làm sao biết không đáp ứng đây? Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm trước người hình ảnh nhất chuyển, đột nhiên, một người mặc trường bào màu đỏ thanh niên xuất hiện, hai người vị trí không gian cũng phát sinh biến hóa, biến thành mênh mông hư vô. Là ngươi, làm trường bào màu đỏ thanh niên nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, hai người chăm miệng một lời. Tiêu Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, trước mắt cái này muốn khiêu chiến mình người, không phải là lần trước từ thần ma táng thổ rời đi ở trong đường hầm gặp ngoài ý muốn hai cái thanh niên một trong sao. Lúc ấy vì đào mệnh, Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới hỏi thăm cái này hỏa hồng bào thanh niên danh tự. Nguyên lai người kêu Kiếm Hồng Trần, đa tạ kiếm huynh lần trước ân cứu mạng. Hỏa hồng bào thanh niên chắp tay một cái nói, tại hạ Long Hồng Tuyết. Người cùng Trúc Hồng Tuyết quan hệ thế nào? Nghe được hỏa hồng bào thanh niên nói, Tiêu Phàm hơi sững sờ. Hai người này, dĩ nhiên là tên giống nhau, hơn nữa đều còn thích mặc giống nhau màu sắc quần áo, Tiêu Phàm rất khó không đem hai người bọn họ liên tưởng cùng một chỗ. Hỏa hồng bào thanh niên Long Hồng Tuyết không nghĩ tới Tiêu Phàm vì sao sẽ cái này hỏi, bất quá vẫn là hồi đáp Trúc Hồng Tuyết, biểu tỷ ta. Ách Tiêu Phàm kinh ngạc, các ngươi hai cái thật vẫn có quan hệ a, ta chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút mà thôi a. Nhưng các ngươi hai cái nếu là biểu tỷ đệ, vậy vì sao lấy một dạng danh tự đây? Ba hơi về sau không chiến đấu, trục xuất đế thần tháp. Đột nhiên, hư không giọng nói lạnh lùng vang lên. Tiêu Phàm một trận xấu hổ, bọn họ không phải liền là nhàn trò chuyện đôi câu sao, ngươi còn không nhìn nổi. Kiếm huynh, mời, Long Hồng Tuyết lại là thở sâu, trên người bộc phát ra khí thế cường đại, bay thẳng Tiêu Phàm mà đến. Long Hồng Tuyết thoại âm vừa dứt, cả người nhất thời khí chất đại biến, cùng vừa rồi hoàn toàn tưởng như hai người. Nếu như vừa mới chỉ là một cái có chút xấu hổ tiểu mập mạp, như vậy hiện tại, hắn trong nháy mắt biến thành một cái chiến đấu cuồng. Giống như một tôn chiến thần. Tiêu Phàm lúc này mới nhìn thẳng đánh giá trước mắt Long Hồng Tuyết, cũng không phải là tiểu gia tộc ra đời người. Trong đầu hắn lập tức hiện lên Thiên Hoang thập đại gia tộc Long gia, thậm chí hắn vững tin, Long Hồng Tuyết 89 phần 10 chính là người của Long gia. Hơn nữa, kẻ này cùng lúc trước nhìn thấy Băng Tầm cùng Thiên Sơn La Vân đám người tuổi tác mặc dù tương tự, nhưng tính cách hoàn toàn khác biệt, chỉ ít bọn họ trên người không có nhìn ra nửa điểm hoàn khố dáng vẻ. Mời, Tiêu Phàm xòe bàn tay ra, Tu La kiếm trống rỗng xuất hiện ở lòng bàn tay. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm cũng thu hồi trước đó buông tuồng trạng thái chiến đấu, trở nên hết sức tính táo không hoảng hốt. Đối mặt đối thủ như vậy, Tiêu Phàm đều sẽ cho đầy đủ tôn kính. Hô, chỉ một thoáng, Long Hồng Tuyết động, hắn dáng người hơi mập, nhưng tốc độ lại vượt quá tưởng tượng nhanh, ở trên người hắn càng là chán phóng một đạo hào quang màu đỏ ngòm. Huyết sắc quang mang cực kỳ chói lọi, chói mắt, để Long Hồng Tuyết nhìn qua giống như một đầu tóc cuồng man hoang cự thú. Hỗn độn trảm thiên kiếm, Tiêu Phàm không chút do dự chém ra một kiếm, hắn cảm nhận được Long Hồng Tuyết khí thế trên người đang không ngừng tăng cường, cái này chạy nước rút quá trình, lại chính là một cái xúc thế quá trình. Loại này chiến đấu phương thức, để Tiêu Phàm 10 điểm kinh dị, hắn xúc thế tốc độ thật sự là quá nhanh. Vẻn vẹn trong lúc hô hấp, hắn liền phảng phất vượt qua thánh đế cảnh hậu kỳ, đạt đến thánh đế cảnh đỉnh phong. Hồng hộc, Tiêu Phàm một kiếm chưa rơi, Long Hồng Tuyết đột nhiên tay phải hướng phía trước giận vung mà xuống, Tiêu Phàm nhìn kỹ mới phát hiện, Long Hồng Tuyết trong tay,
vậy mà nắm một chuôi đoạn đầu đao. Không, chuẩn xác mà nói, cùng đoạn đầu đao lại có chút khác biệt, mặc dù thân đao rất rộng, nhưng phía trước nhất lại là trực tiếp nứt gãy, hơn nữa vết nứt không phải đặc biệt chỉnh tề. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt hồi tưởng lại Trúc Hồng Tuyết quỷ đầu đao. Hai cái này tỷ đệ, danh tự giống nhau thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả vũ khí đều quỷ dị như vậy. Bang, Tiêu Phàm không kịp nghĩ nhiều, đao kiếm đã đụng vào nhau, Long Hồng Tuyết công kích không có cái gì mánh khóe, nhưng tất cả khí thế cùng lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Cho dù là Tiêu Phàm, cũng bị chấn động đến cánh tay hơi tê tê. Kiếm chính là vũ khí chi quân, về mặt sức mạnh, vẫn còn có chút không như đao, nhất là am hiểu lực lượng tu sĩ sử dụng. Tiêu Phàm lực lượng mặc dù không yếu, nhưng cầm kiếm cùng dùng đến Long Hồng Tuyết liều mạng lực lượng, đây là có chút nhược trí. Sau một khắc, Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm tu sĩ, thay vào đó là Vô Tận Chi Nhận. Vô Tận Chi Nhận rất ngắn, giống như viên nguyệt loan đao, nhưng toàn thân mạ vàng bắn ra bốn phía, có thể làm đao sử dụng, cũng có thể làm chủy thủ dùng, dùng để chống đối Long Hồng Tuyết lực lượng, ngược lại là dư xài. Hơn nữa, Vô Tận Chi Nhận phối hợp thân pháp của hắn nghịch Long Đăng Thiên Bộ, càng là sát phạt vô địch. Quả nhiên, Tiêu Phàm lấy ra Vô Tận Chi Nhận trong nháy mắt tiếp theo, hắn thân thể lấn người mà tiến, ngược lại cầm Vô Tận Chi Nhận chuôi đao, thân đao cùng cánh tay song song, nhanh chóng vạch một cái. Phốc suy một tiếng, ngực của Long Hồng Tuyết áo bảo phá toái, một đạo máu đỏ tươi chảy ra, khiến cho hắn hỏa hồng trường bào lộ ra đỏ hơn. Long Hồng Tuyết sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, đây hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Long Hồng Tuyết nhanh chóng lùi về phía sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi toàn bộ dung vào tay đoạn đầu đao. Đoạn đầu đao trở nên càng thêm huyết tinh yêu diễm, đồng thời, Long Hồng Tuyết cùng đoạn đầu đao khí thế trong nháy mắt bước vào một cái cấp độ mới tinh. Bán bộ thánh tôn cảnh, không sai, chính là bán bộ thánh tôn cảnh, bậc này khí thế, để Tiêu Phàm âm thầm kinh hãi, đây là công pháp gì? Làm sao sẽ biến thái như vậy? Nơi này không phải đều bị áp chế ở thánh đế cảnh hậu kỳ tu vi sao? Nhưng mà, Long Hồng Tuyết cũng không có cho hắn thời gian suy tính, làm khí thế của hắn nhảy lên tới đỉnh phong lúc, hắn tay cầm lấy đoạn đầu đao lần nữa đánh tới. Tiêu Phàm ánh mắt u lãnh, đồng thời vận chuyển vô tận chiến huyết, giống như kiểu thuấn di xuất hiện ở Long Hồng Tuyết trước người. Long Hồng Tuyết khí thế như trước đang kéo lên, còn chưa tới hoàn toàn phát thiết thời điểm. Lúc này bị Tiêu Phàm cắt ngang, lập tức sắc mặt đỏ lên. Không đợi hắn một đao chạm xuống mà xuống, Tiêu Phàm thu hồi vô tận chi nhận, một chưởng vỗ ở tại ngực, cả người bay ngược mà ra, trọng trọng đập trên mặt đất. Phốc phốc, mấy ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, cả người nhất thời không có chút huyết sắc nào, trắng bạch hết sức. Ta thua, Long Hồng Tuyết đắng chát cười một tiếng, chật vật đứng dậy, hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Tiêu Phàm ánh mắt phức tạp, hắn đánh không lại Trúc Hồng Tuyết, lại đánh bại Trúc Hồng Tuyết biểu đệ Long Hồng Tuyết, đây có phải hay không là cũng coi là một loại thắng lợi đây? Ngươi có phải hay không còn có đao thứ ba? Tiêu Phàm tập trung ý chí, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Long Hồng Tuyết nói. Đáng tiếc, không đợi Long Hồng Tuyết trả lời, thân ảnh của hắn trở nên bắt đầu mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Một trận chiến này, lấy Tiêu Phàm thắng lợi mà kết thúc. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm cũng trở về thạch thất đại sảnh, nhưng hắn trong lòng, như trước đang hồi tưởng đến Long Hồng Tuyết vừa mới hai cái kia đao. Hai chiêu này đao pháp, Tiêu Phàm ẩn ẩn đoán được tên của nó. Đoạt mệnh đoạn đầu trảm. Đoạt mệnh đoạn đầu trảm, không tính là cổ thuật, cũng không tính được cổ pháp, chính là một loại đơn giản đao pháp, nhưng nó có thể dung nhập pháp tắc chi lực, cũng có thể dung nhập thế giới chi lực. Đột phá thánh tôn cảnh. Nó đồng dạng có thể dung nhập bản nguyên chi lực, uy lực vô tận, hơn nữa theo dung nhập lực lượng tăng lên, uy lực của nó cũng sẽ tăng lên. Tu La truyền thừa bên trong ghi lại một loại này đao pháp, tổng cộng có 3 đao. Một đao mạnh hơn một đao, hơn nữa mỗi một đao biến ảo khó lường. Một khi thi triển ra đao thứ 3, khí thế của nó có thể nhảy lên tới cực điểm, vượt giai giết người không nói chơi. Chỉ bất quá, cái này đoạt mệnh đoạn đầu trảm. Bình thường đều là sát thủ tu luyện, trong nháy mắt bộc phát khí thế, chém dụng muốn giết đầu người, bị người khó lòng phòng bị.
mà Long Hồng Tuyết tu luyện đoạt mệnh đoạn đầu trảm, dùng để chính diện chiến đấu, uy lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Bất quá, thật muốn Long Hồng Tuyết thi triển ra đao thứ ba, Tiêu Phàm chứng minh cũng chưa chắc chống đỡ được. Chỉ là, Tiêu Phàm căn bản sẽ không để cho có ra đao thứ ba cơ hội. Người khiêu chiến phải chăng tiếp tục khiêu chiến? Quang ảnh đần độn thanh âm vang lên. Ta rời khỏi, Tiêu Phàm cự tuyệt tiếp tục khiêu chiến. Vừa rồi ba trận chiến đấu, với hắn mà nói, phía trước hai trận không có quá nhiều giá trị, chỉ có cùng Long Hồng Tuyết một trận chiến nhường hắn hơi có thu hoạch, loại này nhàm chán khiêu chiến, Tiêu Phàm tạm thời không muốn tiếp tục xuống dưới. Tiếp tục khiêu chiến, sẽ bại lộ lá bài tẩy của mình, hơn nữa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đã đoạt được địa các thi đấu tư cách. Dù cho tiếp xuống nửa năm có 300 người 100 người đứng đầu khiêu chiến thành công, hắn cũng có thể xếp tại người thứ 400, mà khả năng này quá nhỏ. Bang, nói xong thời khắc, thạch thất cửa phòng khách mở ra, Tiêu Phàm không có chút nào dừng lại, trực tiếp đi về phía cửa. Tiểu tạp chủng, người rốt cục đi ra, mới vừa đi đến cửa, một đạo tức giận thanh âm vang lên, ngay sau đó mấy cỗ lạnh lùng sát khí đập vào mặt. Tiêu Phàm nghe vậy, khuôn mặt bỗng lạnh lẽo. Tiêu Phàm khuôn mặt âm trầm nhìn xem cửa ra vào mấy bóng người, hắn không nghĩ tới Thiên Sơn La Vân bọn họ lại còn thủ tại chỗ này. Hắn tiến vào thạch thất có vẻ như cũng có một đoạn thời gian a, những người này chẳng lẽ nhàn nhức cả trứng. Rất nhanh, Tiêu Phàm sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, những người này, hoàn toàn kích không nổi hắn mảy may hứng thú. Giết bọn hắn, chỉ sẽ cho mình gây phiền toái. Bất quá, đối phương mắng hắn tiểu tạp chủng, Tiêu Phàm cũng không có ý bỏ qua cho bọn họ, coi như không muốn bọn hắn tính mệnh, cũng phải bọn họ cho bọn hắn lưu lại một khắc sâu giáo huấn. Hô, nhưng mà, không đợi Tiêu Phàm xuất thủ, một bàn tay đột nhiên dò ra, hướng về Tiêu Phàm cổ họng chộp tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm xảo diệu tránh thoát bàn tay kia, đồng thời, trong tay của hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy cây kim châm. Sau một khắc, chân hắn giẫm nghịch long đăng thiên bộ, nhanh chóng xuyên toa ở mấy người. Tiêu Phàm vỗ vỗ hai tay, một bộ đại công cáo thành bộ dáng, liền chuẩn bị hướng đế thần tháp bên ngoài đi đến. Tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng, Thiên Sơn La Vân gầm thét, nhưng mà lời còn chưa dứt. Hắn đột nhiên kinh ngạc cúi đầu nhìn tới, thân thể bỗng nhiên khẽ run rẩy, như có một cỗ sinh cơ từ thể nội đổ xuống mà ra. Mấy người khác cũng là như thế, cả người co quắp một trận, mấy người tựa như gặp quỷ sống đồng dạng, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Hảo hảo hưởng thụ các ngươi cuộc sống cuối cùng a. Tiêu Phàm hí ngược cười một tiếng, bỗng nhiên biến mất ở mấy tầm mắt của người. Thiên Sơn La Vân mấy người trợn tròn mắt, bọn họ không tin Tiêu Phàm có khả năng này. Lại có thể để bọn hắn nhanh chóng xói mòn sinh cơ bên trong cơ thể. Nhưng sự thật chính là như thế, bọn họ bình thường ngang ngược càn rỡ, chuyện khi nam phách nữ có thể làm không ít, bị bọn họ hỏa hại nữ tính tu sĩ cũng rất nhiều. Nhưng chưa từng có xuất hiện hiện tại loại này tình huống, vậy mà đứng ở cái kia đều sẽ không khô mất. Tiếp tục như vậy, cho dù là bọn họ là thánh đế cảnh, thận cũng chịu không được a. Bắt hắn lại, hắn dám ám hại chúng ta. Hắn chết chắc. Thiên Sơn La Vân chỉ chốc lát sau rốt cục lấy lại tinh thần, sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt, tựa như làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Cũng khó trách hắn như thế xấu hổ giận dữ, hắn bình thường ác chiến một canh giờ cũng không quan hệ a, nhưng bây giờ, vậy mà trực tiếp trôi mất sinh mệnh tinh hoa, việc này nếu là bị người khác biết, hắn Thiên Sơn La Vân nơi nào còn có mặt ở thiên hoang lăn lộn. Giết chết hắn. Hỏa hồng bào nam tử cùng mấy người khác cũng vô cùng phẫn nộ, chuyện hôm nay, đối bọn hắn mà nói, hoàn toàn là một loại nhục nhã. Không làm chết Tiêu Phàm, trong lòng bọn họ khó có thể bình an. Thế nhưng là, Thiên Sơn La Vân mới vừa đi ra mấy bước, đột nhiên lại kinh ngạc cúi đầu nhìn tới, ánh mắt có chút mê ly. Lại tới, hỏa hồng bào nam tử cầu xin vẻ mặt, mặc dù có như vậy một mảnh khắc, bọn họ sẽ cảm thấy rất sảng khoái. Nhưng tiếp tục như vậy, bọn họ thật chịu không được. Nhanh, nhanh đi tìm thần y, Thiên Sơn La Vân cũng hoảng. Hắn nhưng là thánh đế cảnh a, loại tình huống này là căn bản không có khả năng xuất hiện, hắn có thể tùy ý khống chế. Nhưng là, hiện tại hắn thân thể lại cùng người bình thường đồng dạng, nghĩ khống chế đều không khống chế được. Mấy người khác cũng chỗ nào còn có thể bình tĩnh, cái này cách mỗi thời gian uống cạn nửa chén trà tới một lần.
dù cho vô thượng kim thân đều chịu không được a. Rất nhanh, Thiên Sơn La Vân mấy người liền đi ra đế thần tháp, khi bọn hắn xuất hiện ở đế thần tháp thời điểm, bọn hắn thân thể đột nhiên lại bắt đầu run run, đứng ở cái kia không nhúc nhích. Không ít người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía Thiên Sơn La Vân bọn họ. Bọn họ đang làm cái gì, làm sao thân thể khỏe mạnh giống đang run rẩy? Đoán chừng là vừa mới khiêu chiến tạo thành di chứng về sau chứ, Thiên Sơn La Vân thực lực không yếu, nhưng nếu muốn khiêu chiến 400 người đứng đầu, đoán chừng vẫn là rất khó. Cái này di chứng cũng quá kinh khủng đi, Thiên Sơn La Vân vành mắt bọn họ vậy mà đều đen. Đám người thấp giọng nghị luận, tràn ngập nghi hoặc nhìn Thiên Sơn La Vân bọn họ. Còn em ngươi di chứng a? Thiên Sơn La Vân mấy người xấu hổ muốn tìm đầu kẽ đất chui vào, bất quá bọn hắn ngoài mặt vẫn là xem như cái gì đều không phát sinh, mấy tức về sau, mấy người trực tiếp đạp không mà lên, chạy ra khỏi địa cát. Rời đi thời khắc, mấy người hung hăng trừng Tiêu Phàm một cái, Thiên Sơn La Vân càng là dùng môi ngữ nói, tiểu tạp chủng, ngươi chờ ta. Tiêu Phàm lại là làm như không thấy, muốn tìm ta làm phiền, chờ các ngươi có thể còn sống sót rồi nói sau. Ta ngược lại muốn xem, thánh đế cảnh thể chất, có thể làm cho các ngươi kiên trì bao lâu. Thiên Sơn La Vân mấy người sẽ như thế nào, Tiêu Phàm coi như không cần nhìn, cũng có thể đoán được mấy phần, thủ pháp của hắn 10 điểm quỷ dị, bình thường thần y là không thể nào giải quyết được. Bọn họ cuối cùng còn phải tìm đến mình, có thể hắn là sẽ không chữa cho tốt bọn họ. Lão đại, tên kia tựa như là ở cửu thị ngươi, ngươi đối bọn hắn thế nào? Thí thần cảm nhận được Thiên Sơn La Vân sát ý, nhịn không được hỏi. Không có việc gì, để bọn hắn thể nghiệm một lần làm người khoái cảm. Tiêu Phàm hời hợt trả lời, sau đó lại cho mấy người truyền âm giải thích một câu. Thí thần bọn họ nghe vậy, tất cả đều trợn to hai mắt, chỉ cảm thấy một trận gió lạnh từ thổi qua, cái nào đó đồ vật có chút phát lạnh. Còn có thể chơi như vậy. Sau nửa ngày, Hiên Viên Trảm Tiên mở miệng đánh vỡ bình tĩnh. Nếu không, ngươi cũng thử xem. Tiêu Phàm cười nhìn lấy Hiên Viên Trảm Tiên nói. Hiên Viên Trảm Tiên bỗng nhiên sợ run cả người, liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước, rời xa Tiêu Phàm. Nói đùa, thứ này có thể chơi sao, cái này nhưng là muốn mệnh. Ta ngược lại rất hiếu kỳ, bọn họ còn có thể đứng đấy trở lại Thiên Sơn gia tộc sao, đoán chừng hai chân đều như nhũn ra a. Tà Vũ cười cười nói. Hai chân như nhũn ra. Đó là tất nhiên. Thời gian uống cạn nửa chén trà tiết lộ một lần sinh mệnh tinh hoa, thánh đế cảnh cũng không chịu nổi, không cần mấy ngày, Thiên Sơn La Vân bọn họ sẽ đi rơi nửa cái mạng. Lão đại, ngươi sao không tiếp tục khiêu chiến? Thí thần nói tránh đi, những người khác cũng lộ ra vẻ tò mò. Bọn họ không tin Tiêu Phàm đã phát huy ra toàn bộ lực lượng, dù sao, hắn hai lần khiêu chiến, tốc độ đều rất nhanh, không có hoa bao lâu thời gian. Cùng hình ảnh chiến đấu, không có quá nhiều giá trị, hơn nữa còn sẽ bại lộ tự thân át chủ bài. Tiêu Phàm lắc đầu, bất quá, đúng các thi đấu, ta vẫn là rất chờ mong. Đối Tiêu Phàm mà nói, chỉ có mặt đối mặt chiến đấu, mới có thể để cho hắn mau hơn tăng lên. Loại này khiêu chiến, không có nguy hiểm tính mạng, dùng để ma luyện cổ pháp cùng cổ thuật cũng không sai, quay đầu còn có thể thử xem. Tiêu Phàm, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Kỳ thật ngươi rất không cần phải lo lắng, hơn nữa ngươi nếu cảm thấy cường độ không đủ, có thể tiếp tục tiến về tầng thứ hai, tầng thứ ba khiêu chiến, càng lên cao, hình ảnh thực lực càng mạnh. Tà Vũ đột nhiên giải thích nói. Tiêu Phàm nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía đế thần tháp, lại là phát hiện đế thần tháp có 9 tầng, lúc trước hắn chỉ là tiến nhập tầng thứ nhất mà thôi. Lúc này, Tà Vũ lại nói tầng thứ nhất, có thể khiêu chiến người thứ 81 sau này tất cả nhân vật. Mà tầng thứ hai chỉ có thể khiêu chiến thứ 71 tên đến người thứ 80, cứ thế mà suy ra, tầng thứ 8, ngươi có thể khiêu chiến người thứ nhất đến người thứ 10. Tầng thứ 9 đây, Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi. Không biết, dù sao cho tới bây giờ không có người xâm nhập tầng thứ 9, bất quá nghe nói 10 hạng đầu đều thử qua, nhưng không một thành công, hơn nữa, đột phá thánh tôn cảnh đều có thể đi khiêu chiến. Tà Vũ nhún nhún vai nói. Tiêu Phàm nhíu mày. Nhìn qua đế thần tháp tầng thứ 9 có chút thất thần. Kiếm Hồng Trần, cũng đúng lúc này, một đạo hơi mập thân ảnh đi tới. Tiêu Phàm quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Long Hồng Tuyết hướng về hắn bên này đi tới,
trên mặt mang nụ cười, thậm chí còn có vẻ mong đợi. Kiếm huynh, người biết ta tu luyện đao pháp đao thứ ba. Long Hồng Tuyết ở Tiêu Phàm ba bước bên ngoài đứng lại, ánh mắt sáng quắc hướng về Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bị nhìn có chút tê cả da đầu, cái này Long Hồng Tuyết, không có cái kia đam mê a. Lão đại, cái này tiểu mập mạp có phải hay không đối với ngươi? Thí thần trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm, trên mặt lộ ra một bộ ta biết thần sắc. Lan, Tiêu Phàm trực tiếp một cước hung hăng đạp về phía thí thần, bất quá thí thần phản ứng kịp thời, trong nháy mắt nhảy ra ngoài hơn mấy trượng. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước mắt tiểu mập mạp Long Hồng Tuyết, suy nghĩ một chút nói, ta biết. Đoạt mệnh đoạn đầu đao, Tiêu Phàm tự nhiên là biết đến, chỉ bất quá đao pháp này quá mức cực đoan, không thể nhận người khác tính mệnh mà nói, liền sẽ muốn bản thân tính mệnh, bởi vậy hắn cũng không có tu luyện. Ngươi có thể hay không, dạy ta. Long Hồng Tuyết quá mức khích động, nói chuyện lại có chút cà lăm, hơn nữa sắc mặt đỏ lên. Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, cái này Long Hồng Tuyết vậy mà không biết đoạt mệnh đoạn đầu đao đao thứ ba. Ta quen với ngươi lắm sao, ngươi muốn ta dạy ngươi. Hơn nữa, cái này Long Hồng Tuyết có vẻ như thật sự là một cà lăm, chỉ là trước đó hắn nói chuyện ngữ tốc rất chậm, cho nên nhìn không ra. Thánh đế cảnh nhân vật thiên tài, lại là một cà lăm. Ta có thể đáp ứng vì làm ba chuyện. Nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc không nói. Long Hồng Tuyết duỗi ra ba ngón tay, con người dị thường kiên định. Tiêu Phàm cũng không vì Long Hồng Tuyết sách dụ hoặc mà thay đổi, ngược lại hỏi, người tại Long gia địa vị làm sao? Ách, Long Hồng Tuyết hơi sững sờ, trong lòng đối Tiêu Phàm hình ảnh lập tức kém không ít, nguyên lai Tiêu Phàm cũng là một cái nịnh nọt hạng người. Còn không có trở ngại, bất quá, vì đoạt mệnh đoạn đầu đao đao thứ ba, hắn nghĩ, vẫn là chi tiết nói. So Thiên Sơn La Vân cái kia rác rưởi làm sao? Tiêu Phàm có chút không tin, lại hỏi. Người đều nói hắn là cái rác rưởi, tự nhiên không thể cùng ta so sánh. Long Hồng Tuyết khôi phục tự tin thời điểm, vậy mà trở nên không còn lắp bắp. Tốt, vậy ngươi người bạn này ta giao định. Tiêu Phàm vỗ vỗ Long Hồng Tuyết bả vai. Khụ khụ, thí thần cùng thần phong mấy người ho khan không thôi. Tiêu Phàm, người biến, người trước kia không sợ trời. Không sợ đất. Bây giờ lại biết rõ nịnh nọt người khác, quá không biết xấu hổ. Vậy ta đao thứ ba, Long Hồng Tuyết vì đao thứ ba, vẫn như cũ ẩn nhẫn lấy. Ta gần nhất còn có chút phiền toái nhỏ, chờ ta có thời gian liền dạy ngươi. Tiêu Phàm cười cười, ngươi yên tâm, ngươi học không được, cũng không cần ngươi thay ta làm ba chuyện. Tốt, Long Hồng Tuyết gật đầu, hắn cũng đúng đoạt mệnh đoạn đầu đao đao thứ ba tràn đầy chờ mong, đột nhiên. Hắn tự như lại nghĩ tới điều gì, đúng rồi, kiếm huynh, lần trước chúng ta ở truyền tống thông đạo bên trong ngoài ý muốn nổi lên, có thể là cố ý. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ. Thí thần, thần phong cùng tà vũ trong mắt của bọn họ đều trở nên băng lạnh, lúc trước nếu như không phải Tiêu Phàm lừa bọn họ đi trước, bọn họ khả năng liền chết. Cửu U Ma Toan càng là sát khí nặng nề. Đem bốn phía tu sĩ đều dọa cho phát sợ. Ai là Tiêu Phàm? Long Hồng Tuyết vừa mới chuẩn bị mở miệng, hét lớn một tiếng vang vọng toàn trường. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt rơi vào một cái hôi bào lão giả trên người, ở sau lưng hắn, còn cùng vài đạo bóng người, mỗi người đều hung thần ác sát. Địa các tu sĩ nghe vậy, nhao nhao lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt sợ hãi nhìn xem một nhóm người này. Là hình các chấp sự Thiên Sơn Hồng. Có người thấp giọng hô lên tiếng, thanh âm rất nhỏ, nhưng không khó nghe ra hắn đối hôi bào lão giả kiêng kỵ cùng e ngại. Tiêu Phàm nghe được bốn phía thấp giọng hô âm thanh, chỗ nào vẫn không rõ là chuyện gì, chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn vừa mới đùa giỡn Thiên Sơn La Vân bọn họ, đã vậy còn quá nhanh tìm người đến báo thù. Ai là Tiêu Phàm? Hôi bào lão giả Thiên Sơn Hồng đứng ở trong sân rộng van xin, thần sắc lạnh lùng hướng về bốn phía tu sĩ. Rất nhiều người không dám cùng hắn nhìn thẳng. Ta là, Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm. Ngươi đã là, vậy liền đi với ta một chuyến. Thiên Sơn Hồng ngữ khí băng lãnh, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ sát ý. Dứt lời, Thiên Sơn Hồng xoay người rời đi, chỉ là, đi ra mấy bước sau hắn mới phát hiện, Tiêu Phàm vậy mà đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thiên Sơn Hồng sầm mặt lại, giống như là nhìn người chết nhìn xem Tiêu Phàm. Nói chẳng lẽ ngươi muốn bức lão phu tự mình động thủ hay sao?
Ngươi là ai, ta lại vì sao muốn đi theo ngươi? Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem Thiên Sơn Hồng. Ngươi nha, liền tên tuổi đều không báo, ta biết ngươi a, ngươi rất nổi danh sao? Coi như ngươi lai lịch không nhỏ, ta vì sao muốn đi theo ngươi? Xem ra là một xương cứng. Thiên Sơn Hồng cười lạnh một tiếng, quát to nói, có người báo cáo ngươi tại đế thần tháp bên trong tự tiện đối người khác động thủ, tạo thành người khác trọng thương, hiện tại mang ngươi tiến về hình các tiếp nhận thẩm phán. Tiểu tử này dám ở hình các đối kẻ khác động thủ, chán sống rồi sao? Ở đế thần tháp bên trong tự tiện động thủ, vạn nhất hư hại đế thần tháp liền phiền toái, cái này tội cũng không nhỏ a. Đoán chừng khó thoát khỏi cái chết, nghĩ đến gia hỏa này hẳn là mới tới thiên hoang, còn không hiểu thiên hoang quy củ, tự cho là đúng ở thái cổ thần giới cái kia một mẫu ba phần đất đây. Rất nhiều người không chút kiêng kỵ nghị luận, giống như là nhìn người chết nhìn xem Tiêu Phàm, không có người đồng tình, có chỉ là châm chọc khiêu khích. Thẩm phán, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, khinh thường nói, sợ là có ít người cố ý lợi dụng hình các chi tiện, muốn công báo tư thù a. Không biết hình các chấp sự công báo tư thù, là cái gì chịu tội. Tiêu Phàm sớm đã nghe nói qua hình các danh tiếng, người bình thường tiến vào hình các, cơ hồ đều có vào không ra, hơi tốt một chút, cũng tuyệt đối chỉ là lưu lại một hơi. Bất quá, cái này hình các chấp sự lại không phải chân chính hình các trận pháp người, chỉ là hình các thường trú mặt khác mấy các, phụ trách giám sát người. Bọn họ có được giám sát cùng báo cáo quyền lực không sai, nhưng cũng không có chân chính chấp pháp quyền lực. Đương nhiên, nếu như phạm tội nghiêm trọng người, bọn họ có thể tùy cơ ứng biến. Cũng chính là bởi vì như vậy, chính bọn hắn cất cao địa vị của mình, khiến cho địa các những người khác, người người e ngại bọn họ mà thôi. Thiên Sơn Hồng nheo mắt, hắn vốn cho là trên khí thế chấn nhiếp Tiêu Phàm, liền có thể làm cho đối phương ngoan ngoãn cùng hắn đi. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà lại trả đũa. Ăn nói bừa bãi, Thiên Sơn Hồng gầm thét một tiếng. Thánh tôn cảnh khí thế phô thiên cái địa quét sạch mà ra, tập trung vào Tiêu Phàm. Ta nếu ăn nói bừa bãi, còn mời các hạ đem ta gây thương tích người mời đi ra, nếu như là ta tội, ta tự nhiên cam nguyện bị phạt, có thể nếu là bị người vu oan, vậy cũng đừng trách ta bên trên mời hình các thẩm phán. Tiêu Phàm nghĩa chính ngôn từ nói, hoàn toàn không nhìn Thiên Sơn Hồng cái kia thánh tôn cảnh khí thế. Bốn phía tu sĩ đều phảng phất nhận Tiêu Phàm cảm nhiễm. Không khỏi đối với hắn lau mắt mà nhìn. Thiên Sơn Hồng ánh mắt u lãnh, Tiêu Phàm tính táo không hoảng hốt, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Thật chẳng lẽ đem Thiên Sơn La Vân bọn họ kêu đi ra? Thiên Sơn La Vân bọn họ hiện tại hai chân như nhũn ra, ngay cả đứng đều đứng không yên đây, huống chi, coi như có thể đi ra, bọn họ cũng không thể đi ra, cái này ném không chỉ có riêng là Thiên Sơn La Vân mặt, càng là Thiên Sơn gia tộc mặt. Thế nhưng là mình nếu là cứ như vậy rời đi, như vậy có gì mặt mũi? Trong lúc nhất thời, Thiên Sơn Hồng lâm vào tiến thối lưỡng nan chi cảnh. Đám người một trận ngạc nhiên, chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Phàm lại đem hình các chấp sự trấn trụ. Phải biết, hình các ở thiên hoang thần các địa vị thế nhưng là cực kỳ siêu nhiên, mặc dù không phải người gặp người sợ, nhưng ít ra cũng là người người kính sợ tránh xa. Dù cho hình các chấp sự cố ý tìm người phiền phức, người bình thường cũng chỉ có nhận. Nhưng trước mắt người này, dám theo hình các chấp sự đối nghịch, lá gan này không thể bảo là không lớn. Mấu chốt là, thân làm hình các chấp sự Thiên Sơn Hồng thật vẫn bị hỏi cứng. Chẳng lẽ Thiên Sơn Hồng thật là vụ oan giá hỏa? Thiên Sơn Hồng cũng dường như minh bạch điểm này, trầm ngâm hai hơi về sau, vội vàng nói, liền biết ngươi sẽ không thừa nhận, nhân chứng bây giờ còn đang chờ ngươi, ngươi yên tâm, hình các làm việc. Ý tứ là chứng cứ, đến lúc đó định nhường ngươi không lời nào để nói. Bình thường Thiên Sơn Hồng làm việc, nơi nào sẽ nói nhiều như vậy. Nói chuyện càng nhiều, giải thích hắn càng chột dạ. Cũng khó trách tâm hắn hư, Thiên Sơn La Vân cùng hắn cùng là Thiên Sơn gia tộc người, hơn nữa hai người đều không phải là cái gì hảo điều, cái này vụ oan giá hỏa quá rõ ràng. Người khác lại không phải người ngu, làm sao có thể nhìn không ra đây. Ta cũng tin tưởng hình các làm việc quang minh chính đại, nhưng ta không tin tưởng ngươi. Tiêu Phàm cười cười, đem nhân chứng kêu đi ra a, ở trước mặt mọi người thẩm phán ta, nếu là ta có tội, Tiêu Mẫu nguyện gấp 10 nhận phạt. Thiên Sơn Hồng khuôn mặt càng ngày càng khó coi, hắn phát hiện Tiêu Phàm thật khó dây dưa, nhưng hắn còn không dám cưỡng ép mang đi Tiêu Phàm.
Thứ nhất bọn họ không có chân chính quyền chấp pháp, thứ hai Tiêu Phàm cũng không có phạm phải phản bội Thiên Hoang tội lớn. Bình thường hắn cũng không có gặp gỡ loại tình huống này, những người khác là liền hù mang dọa, đem người trấn trụ về sau, tùy tiện liền có thể mang đi. Nhưng hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm không giống nhau. Hiện tại, nếu như không mang đi Tiêu Phàm, Thiên Sơn La Vân bọn họ một mực tiết lộ sinh mệnh tinh hoa, hơn nữa cực kỳ nghiêm trọng, nếu như không cứu tốt bọn họ có thể sẽ chết a. Vừa rồi Thiên Sơn La Vân vốn định chạy về Thiên Sơn gia tộc, tìm thầy thuốc cứu chữa, nhưng bọn hắn phát hiện, cái dạng này, bọn họ căn bản tự không về được. Đoán chừng còn chưa tới trong nhà, liền cái kia tận người vong, sinh cơ mẫn diệt. Bởi vậy, Thiên Sơn La Vân liền nghĩ tới khoảng cách gần nhất Thiên Sơn Hồng. Lúc ấy Thiên Sơn Hồng cũng bị bọn họ mấy người kia trạng thái cho sợ ngây người, cái kia mắt gấu mèo càng ngày càng sâu, thân thể cũng càng ngày càng gầy gò, thật giống như bị thứ gì cho ép khô một dạng. Thiên Sơn Hồng dù sao cũng là thánh tôn cảnh, nhưng mà hắn căn bản nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Càng nghĩ, hắn đành phải tìm đến Tiêu Phàm. Chỉ cần đem Tiêu Phàm bắt về, hắn có thử biện pháp bức bách Tiêu Phàm ra tay cứu trị Thiên Sơn La Vân bọn họ. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm sống chết không đi, cứ theo đà này, Thiên Sơn La Vân bọn họ căn bản không kiên trì được bao lâu a. Tiểu tử, thật muốn nhắm chúng hình các động thủ. Thiên Sơn Hồng khuôn mặt lạnh lùng hết sức. Nếu như Thiên Sơn La Vân chết rồi, coi như hình các buông tha Tiêu Phàm, Thiên Sơn gia tộc cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ là Thiên Sơn Hồng nói rất huyền chuyển, hắn tự nhiên là không thể nào nói Thiên Sơn gia tộc trả thù. Tiêu Mỗ nếu có tội, nguyện ý phục tùng hình các thẩm phán. Tiêu Phàm vẫn như cũng nghĩa chính ngôn từ, không có nửa điểm chỗ thương lượng. Hắn tin tưởng y thuật của hắn trình độ, trước đó đánh vào Thiên Sơn La Vân mấy bên trong cơ thể kim châm, từ lâu sáp nhập vào máu của bọn hắn. Cho dù Thiên Sơn La Vân bọn họ thật đã chết rồi, cũng tra không được trên người hắn, chỉ có thể đạt được một cái kết luận, kia liền là Thiên Sơn La Vân đám người tường mái trèo phi hôi yên diệt. Đương nhiên, Thiên Sơn La Vân bọn họ hẳn là sẽ không chết, bất quá mấy ngày nay sẽ để cho người bọn họ hình gầy gò, khô gầy như củi, hơn nữa, về sau, bọn họ đoán chừng cũng không dám nghĩ nữa nam nữ phương diện sự tình. Người rất tốt, lão phu liền báo cáo hình các, đến lúc đó đừng trách lão phu không cho ngươi cơ hội. Thiên Sơn Hồng biết rõ, Tiêu Phàm chắc là sẽ không cùng hắn đi, hắn cũng chỉ đành đưa cho chính mình một cái hạ bậc thang. Dứt lời, Thiên Sơn Hồng hất lên áo bảo rời đi. Vậy mà tay không đi, đám người ngạc nhiên, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Rất nhiều người từ bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác, biến thành vẻ kinh ngạc, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Sơn Hồng không bắt người liền rời đi a. Tiêu Phàm cũng không có chút nào người thắng tư thái, đắc tội Thiên Sơn gia tộc sự tình đã được quyết định từ lâu, hắn cần gì phải nịnh nọt đây. Cho dù hắn cứu chữa tốt Thiên Sơn La Vân bọn họ, mấy người cũng nhất định sẽ hận hắn, giết hắn. Đã như vậy, còn không bằng đắc tội tới cùng. Đợi đến Thiên Sơn Hồng rời đi, Tiêu Phàm đột nhiên cười nhìn lấy Long Hồng Tuyết nói, thế nào, che đậy được sao? Ách Long Hồng Tuyết khóe miệng giật một cái. Thí thần bọn họ cũng là không còn gì để nói, lão đại, người đây cũng quá không biết xấu hổ. Bất quá Long Hồng Tuyết đối Tiêu Phàm cách nhìn lại có đổi mới, chí ít, Tiêu Phàm rất ngay thẳng, cũng không có lừa dối hắn cái gì. Không che được, nhìn thấy Long Hồng Tuyết không nói, Tiêu Phàm biểu tình lo lắng. Trong miệng niệm niệm lại nhải, kết thúc, đao thứ ba ta nhanh quên đi. Che đậy được, Long Hồng Tuyết nghe vậy, vội vàng kiên định nói ra, trong lòng lại là hận không thể cho Tiêu Phàm hung hăng đến một bàn tay. Gia hỏa này, quá bị ổi. Ta đột nhiên lại nhớ, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, ngay sau đó vỗ vỗ Long Hồng Tuyết bả vai nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có phạm tội, bằng không, ngươi cảm thấy lão đầu kia sẽ bỏ qua ta sao? Lời này Long Hồng Tuyết là tin tưởng, nếu như Tiêu Phàm thật có phạm tội mà nói, Thiên Sơn Hồng làm sao cũng sẽ không rời đi. Hình các chấp sự, ở không có thực truy tình huống phía dưới, cũng không thể cưỡng ép bắt người. Phương diện này, hình các vẫn tương đối công chính, bằng không mà nói, Thiên Sơn Hồng cưỡng ép bắt người, Tiêu Phàm đoán chừng cũng phải liều mạng. Đúng rồi, trước người nói, lần trước có người nghĩ đẩy chúng ta vào chỗ chết. Tiêu Phàm đột nhiên nụ cười ngưng kết, thay vào đó là vô tận băng lãnh.
Thí thần đám người nghe vậy, cũng tất cả đều hướng về Long Hồng Tuyết, muốn biết một đáp án. Ta theo La Sở Phong phân tích một phen, về sau trong bóng tối ở thần ma táng thổ chiếm được một chút tin tức, hẳn là có người muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, không, chuẩn xác mà nói, là muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Long Hồng Tuyết ngữ tốc chậm rãi nói ra. Ai, Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi. Nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngươi đắc tội qua người nào? Long Hồng Tuyết cũng không có nói cho Tiêu Phàm cụ thể danh tự, mà là nhường hắn tự động phân tích cùng suy đoán. Tiêu Phàm nghe vậy, rơi vào trong trầm tư, trong đầu lại là nghĩ đến mấy cái tên. Lâm Nho, Băng Tầm, còn có Thiên Sơn La Vân. Lâm Nho đã chết, Thiên Sơn La Vân vừa mới bị hắn sửa trị một trận, chỉ có Băng Tầm hắn bây giờ còn chưa gặp qua. Khương Thiếu Hư cùng Hầu Hoàng, hai người này động cơ ngược lại là có. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là thánh tôn cảnh, có bản thân ngạo khí, không cần thiết dạng này động thủ. Mặt khác, Lý Văn Kiếm hắn cũng coi là đắc tội, nhưng dáng Lâm Lưu Ly tịnh thổ trước đó, hắn còn không nhận biết đối phương đây. Băng Tầm, nghĩ vậy, Tiêu Phàm thốt ra một cái tên. Long Hồng Tuyết không có trả lời, nhưng cũng không có phủ nhận. Có ý tứ, Tiêu Phàm xem như từ khía cạnh xác nhận một cái tên, nhe răng cười nói, trên đời này. Còn không có ai muốn giết ta, còn có thể sống đến sau cùng. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Phàm một mực cười, chỉ là cái này nụ cười, để Long Hồng Tuyết khắp cả người phát lạnh. Gia hỏa này, sẽ không thật muốn giết Băng Tầm A. Khi đó, bản thân còn che đậy được sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết hắn. Tiêu Phàm vỗ vỗ Long Hồng Tuyết bả vai, một bộ ngươi yên tâm bộ dáng. Nhưng hắn nội tâm... Lại là bổ sung một câu, ta sẽ không dễ dàng giết chết Băng Tầm, ta sẽ nhường hắn sống không bằng chết. Lý Thanh Liên, hắn vậy mà trở về. Tiêu Phàm thoại âm chưa rơi, đột nhiên một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên, tất cả mọi người trong nháy mắt quên đi trước đó Thiên Sơn Hồng đến, cùng Tiêu Phàm mang cho khiếp sợ của bọn hắn. Bốn phía không ít nữ tính tu sĩ càng là trong mắt lấp lóe lấy tinh quang, giống như hoa si một dạng. Tiêu Phàm một đoàn người cũng trong nháy mắt bị hấp dẫn lực chú ý, ánh mắt theo đám người nhìn tới. Chỉ thấy một cái bạch bào thanh niên long hành hổ bộ mà đến, mặt mũi tuấn tú, phong lưu phóng khoáng, không nhiễm bụi bặm, giống như trích tiên lâm trần, siêu thoát phàm trần. Nhất cử nhất động, đều rất có đại gia phong phạm, càng là tản ra một cỗ khí chất đặc biệt, không chỉ có để nữ tính tu sĩ lòng sinh sùng bái và si mê, hơn nữa để đại bộ phận nam tính tu sĩ ảm đạm phai mờ. Tiêu Phàm cái kia hơi có vẻ anh tuấn khuôn mặt, cùng trước mắt bạch bào thanh niên so sánh, xác thực rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Đây là cái nương môn A, thí thần cũng nhìn không được kinh hô, xem như đối bạch bào nam tử khuôn mặt tốt nhất khen ngợi. Bạch bào thanh niên quả thật có một tấm không thể kén chọn khuôn mặt, tuấn giật đến cực điểm. Tiêu Phàm cùng Tà Vũ nhìn nhau, sau đó âm thầm lắc đầu, so soái mà nói, bọn họ có vẻ như thật bị so không bằng. Lý Thanh Liên, đột nhiên, Tiêu Phàm cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, ngay sau đó hắn vỗ trán một cái, trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó. Lý Thanh Liên, không chính là mình vừa mới đánh bại địa bảng người thứ 400 sao? Cảm nhận được đối phương khí tức trên thân, Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, người này thực lực, tuyệt không phải cái kia hình ảnh có thể so sánh. Tiêu Phàm không có liếc mắt nhìn ra Lý Thanh Liên tu vi, nhưng cửu U Ma Toan nhìn ra. Đối phương dĩ nhiên là thánh đế cảnh đỉnh phong. Nhưng hắn khí tức trên thân liền thành một khối, không có một tia tiết ra ngoài, cái này đủ để chứng minh Lý Thanh Liên cảnh giới 10 điểm ổn định, thậm chí có khả năng bước vào bán bộ thánh tôn cảnh. Tiêu Phàm, người đánh bại Lý Thanh Liên, nghe nói chỉ là nửa năm trước hắn lưu lại hình ảnh mà thôi. Tà Vũ trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, nguyên bản hắn chuẩn bị rời đi. Nhưng làm hắn nhìn thấy Lý Thanh Liên vậy mà hướng về địa bảng đi đến lúc, hắn lập tức hứng thú. Lý Thanh Liên dĩ nhiên là đến sông bảng, hắn ngược lại muốn xem đối phương có thể đạt tới tầng thứ gì. Lý Sư Huynh quả nhiên là đẹp trai nhất, lần trước hắn lần thứ nhất vào bảng, liền xông vào thứ hơn 380 tên, hơn nửa năm không gặp, đoán chừng có thể xâm nhập 100 người đứng đầu rồi a hát. Hơn nửa năm thời gian, chưa chắc có thể xâm nhập 100 người đứng đầu. Nhưng ta cảm thấy, hắn soái tuyệt đối là địa bảng ba vị trí đầu, cái gì ba vị trí đầu, nhất định phải đệ nhất, Lý Sư Huynh có thể là chúng ta nam thần,
Bốn phía tu sĩ mảy may không keo kiệt sùng bái và tán dương, Lý Thanh Liên từ xuất hiện đến bây giờ lý lịch, xác thực được cho kinh diễm, càng là bắt sống không ít thiếu nữ tâm. Loại tràng diện này Tiêu Phàm bọn họ cũng đã gặp, nhưng là, những cái kia thét lên cùng sùng bái tu sĩ lại trở thành thánh đế cảnh, cái này khiến Tiêu Phàm 10 điểm im lặng. Các ngươi lòng kiên định tính đây, cứ như vậy, cũng có thể đột phá thánh đế cảnh. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lý Thanh Liên tiến nhập đế thần tháp, ánh mắt mọi người toàn bộ ngưng tụ ở địa bảng cự thạch phía trên. Không sai biệt lắm mấy chục cái hô hấp về sau, trên địa bảng danh sách bỗng phát sinh biến hóa, tất cả mọi người không khỏi trợn to hai mắt. Cho dù là Tiêu Phàm, cũng biểu tình vẻ cổ quái. Bởi vì, hắn biệt hiệu kiếm hồng trần vậy mà thối lui đến người thứ 101, mà Lý Thanh Liên ba chữ, nhưng trong nháy mắt thăng lên đến người thứ 100. Đám người làm sao vẫn không rõ, Lý Thanh Liên khiêu chiến là Tiêu Phàm. Lão đại, tên kia cùng ngươi đỡ lên, thí thần vì Tiêu Phàm bất bình, biểu tình vẻ phẫn nộ. Tiêu Phàm chỉ là cười không nói. Hắn vốn cảm thấy phải Lý Thanh Liên còn rất có siêu trần khí chất, nhưng hiện tại xem ra cũng chẳng qua là mua danh chuộc tiếng mà thôi. Loại người này, thường thường đều rất ngạo, chỉ là loại này ngạo khí, giấu giếm rất sâu, không dễ dàng biểu lộ ra mà thôi. Hắn ở sâu trong nội tâm, lại là tràn đầy đối đại đa số người khinh thường, còn muốn lộ ra một bộ bình dị gần gũi bộ dáng. Kiếm hồng trần, hoan nghênh lại đến khiêu chiến, Lý Mỗ tùy thời phụng bồi. Cũng coi như đám người thời điểm kinh ngạc, đế thần tháp cửa ra vào đột nhiên truyền đến một đạo ngạo khí thanh âm. Thanh âm kia bên trong, mang theo một loại nồng nặc khinh thường, cùng hắn bản thân bị người khác khiêu chiến trào phúng. Người đánh bại nửa năm trước ta không tính là gì, có bản lĩnh đến đánh bại bây giờ ta. Ha ha, ta liền biết, kiếm hồng trần chỉ đến như thế, làm sao có thể so sánh Lý Thanh Liên đây. Ta cảm thấy kiếm hồng trần đã không tệ. Dù sao hắn đánh bại nửa năm trước Lý Thanh Liên, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy nửa năm trước Lý Thanh Liên yếu sao? Nửa năm trước Lý Thanh Liên yếu hay không ta không biết, bất quá ta biết, cái kia kiếm hồng trần tuyệt đối không có đảm lượng tiếp nhận Lý Thanh Liên ước chiến. Đám người không chút kiêng kỵ nghị luận, bọn họ làm sao biết, cái kia hoàn toàn không bị bọn họ để ở trong lòng kiếm hồng trần, đang ở bọn hắn trước mắt. Nghe được Lý Thanh Liên ước chiến Tiêu Phàm. Bọn họ càng là tràn đầy khinh miệt và khinh thường, hoàn toàn không tin một cái chưa từng thấy qua người, có đảm lượng tới khiêu chiến Lý Thanh Liên. Lão đại, người bị không để ý tới. Thí thần nhếch miệng cười một tiếng, nếu như ta là ngươi, khẳng định hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Không cần khích tướng ta. Tiêu Phàm tức giận chừng thí thần một cái, nói, loại này người nếu như bại, ta sợ hắn không chịu đựng nổi. Loại người này, Tiêu Phàm nói tự nhiên là Lý Thanh Liên. Hắn mặc dù cũng muốn cùng Lý Thanh Liên một trận chiến, dù sao hắn cần chiến đấu đến mài giũa cảnh giới, có thể Lý Thanh Liên loại người này, hắn không thích hợp luận bàn, mà là thích hợp đại chiến sinh tử. Luận bàn thua, đối phương khả năng liền không chết không thôi, mà một khi đại chiến sinh tử, chết cũng đã chết. Các ngươi nhìn, Lý Thanh Liên người nào thắng? Đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô vang lên, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng chuyển hướng cự thạch. Sau một khắc, không ít người ánh mắt bỗng rơi vào Tà Vũ trên người, Tà Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn cũng không nghĩ đến, Lý Thanh Liên cái thứ hai khiêu chiến dĩ nhiên là hắn. Hơn nữa không dùng thời gian bao nhiêu, Tà Vũ liền thua, hắn xếp hạng từ thứ 48, rơi vào thứ 49. Tà Vũ, người cũng bị đè xuống đất ma sát, thí thần vẻ mặt kinh ngạc nói, hắn đột nhiên cũng có chút vì Lý Thanh Liên thực lực cảm thấy kinh hãi. Tà Vũ khóe miệng giật một cái gì gọi là ta bị đè xuống đất ma sát, không phải liền là đánh bại hắn quang ảnh sao, có đáng giá gì kiêu ngạo đây. Bất quá, hắn rất nhanh liền hiểu Lý Thanh Liên ý tứ, đối phương là nghĩ báo 2 năm trước mối thù. 2 năm trước, Tà Vũ bị hắn sư tôn Tà Thần đưa vào Thiên Hoang Thần Các, ép tới Thiên Hoang Thần Các cùng giai tu sĩ không thở nổi, nhường đất các mặt mũi tối tăm. Khi đó, phần lớn người đều nhớ Tà Vũ khuôn mặt, thậm chí đem hắn xem như muốn chiến thắng đối tượng. Bây giờ Lý Thanh Liên thực lực đạt đến như vậy cấp độ, tự nhiên là trước tiên đứng dậy. Lúc nào uy phong nhất, đương nhiên là dẫm người thượng vị uy phong nhất, Tà Vũ ngược lại là không quan tâm, cùng lắm thì lại xông tháp một lần là được rồi. Chỉ là sau một khắc,
giọng nói lạnh lùng bỗng điểm bảo Tà Vũ cùng Tiêu Phàm lửa giận. Chỉ nghe thấy đế thần tháp bên trong truyền đến một thanh âm, thái cổ thần giới người thứ nhất, cứ như vậy mặt hàng, ta một ngón tay liền có thể bóp chết, thái cổ thần giới người, cũng là phế vật sao. Lý Thanh Liên lời nói, phách lối đến cực điểm, đối toàn bộ thái cổ thần giới người, đều tràn đầy trào phúng và khinh thường. Thiên hoàng tu sĩ nghe vậy, tất cả đều lộ ra vẻ ngạo nhiên. Trong lòng bọn họ, chúng ta là cao lớn, tôn quý, không phải là các ngươi thái cổ thần giới tu sĩ có thể so sánh. Mà thái cổ thần giới tu sĩ, thì là sắc mặt tái xanh hết sức. Lý Thanh Liên lái như vậy địa đồ pháo, bọn họ tự nhiên là không tiếp thụ được, không ít người càng là giận không kềm được, kém chút liền không nhịn được đứng dậy. Cho dù là Tiêu Phàm cùng Tà Vũ đám người, cũng nhíu mày. Cái này Lý Thanh Liên, có vẻ như xa xa không có bề ngoài nhìn qua như vậy hào quang, chỉ ít hắn một chút cũng không hiểu được cái gì gọi là khiêm tốn. Thiên hoàng tu sĩ tu vi, so thái cổ thần giới cường đại, cái này chẳng lẽ có đáng giá gì kiêu ngạo sao? Không nói thiên hoàng truyền thừa xa so với thái cổ thần giới muốn xa xưa hơn nhiều, càng là muốn hoàn thiện nhiều. Hơn nữa đột phá thánh tôn cảnh nhất định phải lĩnh ngộ nguyên lực, đây là thái cổ thần giới vĩnh viễn cũng không so bằng. Hai người tu luyện hoàn cảnh hoàn toàn là nhất thiên nhất địa, Tiêu Phàm thật không biết thiên hoàng tu sĩ loại này kiêu ngạo là thế nào đến. Hắn tin tưởng, nếu như cùng là thánh đế cảnh, thái cổ thần giới tu sĩ là sẽ không thua thiên hoàng người. Một đám thứ hèn nhát, dạng này đều không người dám đứng ra nói một câu. Theo ta thấy, đối kháng dị ma. Nhiều thái cổ thần giới người không nhiều, thiếu bọn họ cũng không ít, còn không bằng về sau không nên để cho bọn họ tiến vào thiên hoang, ngược lại lãng phí chúng ta tài nguyên. Nói thì nói như thế, nhưng người cũng đừng quên, thiên hoang thần các, không chỉ là thiên hoang người thiết lập, thái cổ thần giới cũng có rất nhiều người tham dự. Đám người ngươi một lời ta một câu, phần lớn người đều đối thái cổ thần giới tu sĩ tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Thái cổ thần giới tu sĩ nghe vậy. Nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt. Lý Thanh Liên, ngươi chỉ bất quá đánh bại Tà Vũ hình ảnh mà thôi, có đáng giá gì kiêu ngạo sao? Có người tức giận gào thét. Bất quá, hắn chung quy là không dám chính diện chất vấn, mà là thông qua truyền âm, thanh âm quanh quẩn tại hư không. Rác rưởi không tư cách cùng bản đế nói chuyện, một đạo thanh âm đạm mạc từ đế thần tháp cửa ra vào vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy một bộ áo bào trắng thắng tuyết Lý Thanh Liên chậm rãi đi ra, hắn đứng chắp tay, sắc mặt như thường, liền hô hấp đều cực kỳ bình tĩnh. Tựa như vừa rồi trải qua hai trận chiến đấu, với hắn mà nói chỉ là khai vị ăn vặt, liền nhường hắn thở hổn hển tư cách đều không có. Thiên hoàng tu sĩ vẻ mặt kính sợ cùng sùng bái nhìn xem Lý Thanh Liên, mà thái cổ thần giới tu sĩ, lại là tập thể thịt ngòi, không người nào dám cùng Lý Thanh Liên tranh phong. Lý Thanh Liên ánh mắt lạnh lùng đảo qua tất cả mọi người tại chỗ, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tà Vũ trên người, nói, bại tướng dưới tay, thiên hoàng không thích ứng ngươi, ngươi chính là chạy trở về ngươi sư tôn bên người đi thôi. Tà thần uy danh, dù cho thiên hoàng đều không ai không biết, chỉ bất quá bởi vì thời gian dài chưa từng hiện thân, đã chậm rãi để một số người đã mất đi đối với hắn kính sợ. Bởi vậy, đối đồ đệ của hắn, càng là không có để ở trong lòng. Ngươi vừa rồi nói, một ngón tay liền có thể bóp chết ta. Tà Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, đột nhiên phóng ra bước chân, đi từng bước một hướng Lý Thanh Liên. Hắn nhìn như lại cười, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại hiện lên lạnh như băng giết sạch, trong lòng càng là đã lạnh lẽo đến cực điểm. Vừa mới hắn còn giễu cợt Tiêu Phàm, Lý Thanh Liên đánh Tiêu Phàm mặt, Tiêu Phàm lại thờ ơ. Nhưng hiện tại, hắn lại nhịn không được, muốn tìm về một điểm mặt mũi. Không phải sao, Lý Thanh Liên hai tay vác sau lưng, một bộ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tà Vũ, giống như nhìn run rế một dạng. Hắn vừa rồi đã chiến thắng qua Tà Vũ, trong lòng hắn, Tà Vũ thực lực chỉ đến như thế, có mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ đây. Hô, đột nhiên, Tà Vũ hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Thanh Liên trước người, tốc độ nhanh chóng, giống hệt thuấn di. Những người khác căn bản không thấy được chuyện gì xảy ra, liền gặp được Lý Thanh Liên thân thể hướng phía sau bay ngược, trọng trọng nện ở đế thần tháp phía trên. Phịch một tiếng nổ vang, Lý Thanh Liên thân thể ngã xuống, một tay chống đất, hai mắt trở nên đỏ như máu lên. Tà Vũ, người vậy mà đánh lén Lý Sư Huynh, vô sỉ.
nếu như không phải đánh lén, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đụng tới Lý Sư Huynh sao? Lấy ngươi thực lực, liền Lý Sư Huynh quần áo đều không đụng tới. Rất nhiều người nhìn thấy Tả Vũ đánh bay Lý Thanh Liên, tất cả đều giận không kềm được. Không biết là bọn họ sợ thua, hay là thật không cam lòng Tả Vũ đánh lén. Ta thu hồi lời khi trước, một ngón tay xác thực bóp không chết ngươi. Lý Thanh Liên chậm rãi đứng dậy, ngữ khí càng ngày càng lạnh, bóp chết ngươi, cần hai ngón tay. Hồng Hộc lời còn chưa dứt, vô số kiếm quang từ trên người hắn nở rộ mà ra, ở dưới chân hắn, xuất hiện một đóa màu xanh hoa sen, Thanh Liên chậm rãi nở rộ, bắn ra vô số quang hoa. Lý Thanh Liên thân hình dường như cùng cái kia quang hoa hòa làm một thể, biến mất ngay tại chỗ. Quảng trường phía trên, lại là xuất hiện rậm rạp chẳng chịt kiếm mang, che khuất mỗi một tấc không gian, kín không kẽ hở. Bốn phía tu sĩ liên tiếp lui về phía sau, bọn họ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, làn da đau nhói vô cùng, có càng là máu tươi bắn ra, cực kỳ thảm thiết. Thanh Liên kiếm thể, Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Khó trách cái này Lý Thanh Liên lớn lối như thế, nguyên lai hắn có một loại cực kỳ cường đại kiếm đạo thể chất, hơn nữa còn có thể phát huy loại thể chất này lực lượng chân chính. Người bình thường gặp gỡ hắn, thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là, hắn gặp là Tà Vũ. Ầm ầm, thanh sắc kiếm hoa bao phủ Tà Vũ một sát na kia, bốn phía đột nhiên vang lên vô số kinh đào phách ngạn thanh âm. Quảng trường phía trên phương, không biết khi nào xuất hiện một mảnh cuồn cuộn huyết hải băng đằng, hung mãnh hết sức. Thanh Liên kiếm hoa chém qua Tà Vũ nhục thân, hắn thân thể bỗng nổ tung, hóa thành vô số huyết vũ. Nhưng mà một khắc sau, lại có mấy mười cái Tà Vũ quỷ dị từ biển máu bên trong ngưng tụ thành hình, từng cái Tà Vũ tán phát khí tức đều như thế đáng sợ, cũng là thánh đế cảnh hậu kỳ. Thần ma huyết hải sao? Lý Thanh Liên thân hình xuất hiện lần nữa, hắn dường như đã sớm kiến thức qua Tà Vũ loại này thủ đoạn, khóe miệng khẽ cười một tiếng. Chỉ một thoáng, phía sau hắn hiện ra một đóa càng lớn thanh sắc kiếm sen rễ cây, vậy mà cắm rễ ở biển máu bên trong. Quỷ dị chính là, thanh sắc kiếm sen như có sinh mệnh đồng dạng, điên cuồng từ trong biển máu thôn phệ lực lượng, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, Tà Vũ cái kia vô số đạo huyết dịch thân ảnh toàn bộ đều tan thành mây khói. Chiêu số giống vậy, bản đế có thể phá một lần, lần thứ hai cũng liền lại cũng ngăn không được bản đế. Lý Thanh Liên tùy tiện cười to. Có đúng không, Tà Vũ khuôn mặt trở nên hết sức băng lạnh, ở phía sau hắn, đột nhiên cũng hiện lên một đạo to lớn thân ảnh. Thân ảnh 10 điểm mơ hồ, dường như là huyết phụ ngưng tụ mà thành, đạt đến mấy chục trượng, bá khí hết sức. Nhất là trên người tán phát khí tức, dường như vượt qua một loại nào đó hạn chế, đạt đến trình độ kinh khủng, hơn nữa còn không thuộc về mảnh không gian này. Tiêu Phàm nhìn xem đạo hư ảnh này, cũng nhíu mày, hắn biết rõ Tà Vũ vẫn giấu kín át chủ bài, thật không nghĩ đến, lá bài tẩy của hắn vậy mà như thế đặc biệt. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Thí thần cũng có chút không hiểu. Chỉ là lời còn chưa dứt, hắn bỗng trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh hãi hét lớn, ăn, ăn. Ở Tiêu Phàm bọn họ trong ánh mắt kinh hãi, Tà Vũ sau lưng bóng người màu đỏ ngòm, lại đem đóa kia thanh sắc kiếm liên cho một ngụm nuốt xuống. Đây chính là kiếm liên A, có được sức tấn công cực kỳ mạnh, đừng nói một ngụm nuốt vào, chính là đón lấy một kích này cũng rất khó. Tề bốn phía đám người nhìn không được hít một hơi lạnh. Tà Vũ loại này thủ đoạn, triệt để kinh hãi tất cả mọi người tại chỗ. Lý Thanh Liên cũng trợn to hai mắt, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Sau một khắc, nhưng hắn càng thêm kinh hãi là, hắn nghĩ muốn tiếp tục thi triển ra thể chất dị tượng thanh sắc kiếm liên, sao có thể cũng không thi triển ra được. Tước đoạt thần thông, Lý Thanh Liên kinh hô không thôi. Đây chính là thể chất của hắn dị tượng A, vậy mà bị tước đoạt. Tước đoạt thần thông, Tiêu Phàm nhíu mày. Hắn có chút hoài nghi, bởi vì hắn đã từng thấy tận mắt tước đoạt thần thông, đó cũng là một đạo to lớn hư ảnh, nhưng mắt thường căn bản bắt không đến. Hơn nữa, hư ảnh kia cầm trong tay thần bí xiềng xích cùng cốt đao, có thể bắt được tu sĩ thứ ở trên thân, sau đó chặt đứt, triệt để tước đoạt. Loại kia cảm giác, hắn cũng tự mình thể nghiệm qua, liền tựa như trong đầu của chính mình có một đoạn ký ức bị quỷ dị xóa đi, hơn nữa mặc cho hắn làm sao ký ức đều nghĩ không ra. Nhưng lúc này Tà Vũ, tước đoạt càng thêm triệt để, hơn nữa càng đơn giản hơn,
Làm hắn khiếp sợ nhất chính là, liền thể chất dị tượng đều có thể tước đoạt, trên đời này còn có cái gì là hắn không thể tước đoạt đây? Chí ít, tước đoạt thần thông tuyệt đối không có cường đại như vậy. Đang lúc Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, Tà Vũ đột nhiên lấn người mà tiến, đi tới khiếp sợ Lý Thanh Liên bên người, một chân hung hăng đá vào lồng ngực của hắn. Lý Thanh Liên ngực triệt để sụp xuống, trong miệng máu tươi cuồng phún, vô số xương vỡ cùng phá toái ngũ tạng lục phủ vẩy ra tứ phương. Hắn thân thể càng là tựa như không nghe sai khiến đồng dạng bay ngược mà ra, trọng trọng đập trên mặt đất, trượt ra mấy trăm trượng mới dừng lại. Bốn phía tu sĩ toàn bộ đều trợn tròn mắt, lâm vào ngắn ngủi trong tĩnh mịch. Lý Thanh Liên vậy mà bại, chỉ chốc lát sau, mới có người lấy lại tinh thần, vẻ mặt không thể tin thấp giọng hô nói. Lý Thanh Liên, từ khi xuất đạo đến nay, liền lấy thiên tài phong thái uy áp cùng tuổi một đời không ít người, càng là lần đầu tiên liền xông vào địa bảng người thứ 400. Bây giờ nửa năm trưởng thành, hắn sẽ chỉ càng thêm cường đại, không nói thánh tôn cảnh phía dưới vô địch, nhưng là tuyệt đối là chưa có đối thủ. Nhưng giờ phút này, lại bị Tà Vũ một cước đạp bay, cái này khiến bọn họ làm sao tin tưởng. Vừa rồi Lý Thanh Liên còn kêu gào lợi hại như thế đây, không biết còn tưởng rằng hắn thật vô địch thiên hạ. Cái này cũng không có gì, nhưng hắn ngàn không nên vạn không nên mở bản đồ pháo, chào phúng thái cổ thần giới tu sĩ. Hiện tại, hắn bị mất mặt, hơn nữa chẳng ai ngờ rằng bị đánh mặt đánh nhanh như vậy. Rác rưởi đồ chơi, Tà Vũ đứng ở Lý Thanh Liên trước đó đứng địa phương, lạnh lùng phun ra mấy chữ, ánh mắt càng là đảo qua bốn phía thiên hoang tu sĩ, tràn đầy khinh thường. Ta không phải nói Lý Thanh Liên là rác rưởi, mà là nói, ở đây thiên hoang tu sĩ, tất cả đều là rác rưởi. Vừa rồi các ngươi không phải chào phúng thái cổ thần giới tu sĩ sao, hiện tại thế nào, còn mặt mũi nào ở tiểu gia trước mặt phách lối. Gia hỏa này, không phải nói liều mạng mới đoạt được địa bảng hạng 48 sao. Thí thần một trận xem thường, Tà Vũ gia hỏa này, trước đó còn cùng hắn khoác lác đây. Nói địa bảng trên bảng danh sách người đều rất mạnh, hắn phế nửa cái mạng mới đạt tới hạng 48, muốn tiến lên một cái thứ tự đều hết sức gian nan. Làm thí thần nhìn thấy Lý Thanh Liên tùy tiện chiến thắng Tà Vũ hình ảnh thời khắc, hắn còn thật tin tưởng lời này. Mà bây giờ, Tà Vũ gia hỏa này, một đòn liền đem Lý Thanh Liên làm gục xuống, hoàn toàn chính là miểu sát. Giữa người và người cơ bản tín nhiệm đây, đoán chừng hắn là gặp lại người tiến nhập thiên các. Cho nên cố ý an ủi ngươi a. Cửu U Ma Toan suy nghĩ một chút nói. Thí thần khóe miệng giật một cái, nắm quả đấm một cái, tức giận hết sức, một bộ muốn xuất thủ giáo huấn Tà Vũ dáng vẻ. Tiểu gia dù sao cũng là thần thú trên bảng xếp hạng thần thú, tâm linh có yếu ớt như vậy sao? Giữa sân, Tà Vũ lãnh đạm nhìn phía xa bụi bặm, quay người liền hướng Tiêu Phàm bọn họ vị trí mà đến. Về phần Lý Thanh Liên sống hay chết, hắn hoàn toàn không quan tâm, bởi vì hắn đã mất đi xuất thủ hứng thú. Một cái liền hắn một đòn đều không tiếp nổi người, còn chưa đủ gây nên hứng thú của hắn. Tà Vũ, ta muốn giết ngươi. Cũng đúng lúc này, gầm lên một tiếng vang lên, chỉ thấy cái kia phế tích xông ra một bóng người, trong nháy mắt xuất hiện ở Tà Vũ cách đó không xa. Trên người càng là chán phóng vô số thanh quang, thanh sắc vầng sáng như là sóng nước hướng bốn phương tám hướng dập dần đi. Ngay sau đó, những cái kia sóng nước phía trên, đột nhiên chán phóng từng đóa thanh sắc liên hoa. Thanh sắc liên hoa nhìn qua không có bất kỳ cái gì uy áp, thậm chí còn bị người có loại đẹp không sao tả xiết cảm giác, ở đây tu sĩ không biết, còn tưởng rằng Lý Thanh Liên là muốn vui vẻ đưa tiễn Tà Vũ đây. Nhưng mà một khắc sau, phốc phốc từng đóa thanh sắc liên hoa kích xạ ra ngoài kiếm khí bén nhọn, kiếm khí lít nha lít nhít. Không ngừng dung hợp thành từng chuôi ngập trời lợi kiếm tất cả đều tập trung vào Tà Vũ, giống như vạn tiễn tề phát. Trong không khí tràn ngập một loại khí tức tử vong, bốn phía tu sĩ tất cả đều ngừng thở. Quá trình này, nhìn qua rất chậm, lại là nhanh đến cực hạn, cơ hồ ở một cái hô hấp ở giữa liền hoàn thành. Tà Vũ hơi nhíu mày, cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt nguy cơ, loại cảm giác này, nhưng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Phốc. Cũng liền ở Lý Thanh Liên cùng Tà Vũ chuẩn bị động thủ thời khắc, đột nhiên một đạo thanh âm không hài hòa vang lên, cái kia là một người tiếng cười khẽ, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường. Tà Vũ thấy thế, không khỏi cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Người nhà,
ta tốt xấu cũng là liều mạng, người có thể hay không nghiêm túc một chút. Cái này Lý Thanh Liên rất mạnh tốt ra, mặc dù ta mạnh hơn, nhưng không liều mạng, làm sao lộ ra ta thắng rất gian nan đây. Lý Thanh Liên nghe được Tiêu Phàm tiếng cười, vốn chuẩn bị đối Tả Vũ bùng nổ tất cả phẫn nộ, toàn bộ đều ngưng tụ ở Tiêu Phàm trên người. Cái này bị bản thân miểu sát qua tiểu tử, cũng dám giễu cợt bản thân. Ngươi đáng chết, Lý Thanh Liên nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ một thoáng, ngàn vạn lợi kiếm đầu mâu tất cả đều chỉ hướng Tiêu Phàm. Một sát na này, Tiêu Phàm tất cả lông tơ đứng đấy, thật giống như bị vô số đầu độc xà nhìn chằm chằm một dạng. Giết, theo chữ giết rơi xuống, đầy trời lợi kiếm, tất cả đều hướng về Tiêu Phàm kích xạ mà đến, cơ hồ trong chớp mắt, liền đi tới Tiêu Phàm bên người. Chẳng lẽ còn không nhường người cười sao? Tiêu Phàm không có sợ hãi chút nào, chỉ bất quá, nụ cười trên mặt hắn chậm rãi ngưng kết, ở trước mặt hắn, bỗng xuất hiện một cái trắng đen xen kẽ vòng xoáy. Cùng lúc đó, hắn thân hình trở nên bắt đầu vặn vẹo, dường như biến mất ở mảnh này thời không, sau đó bị đầy trời mưa kiếm nuốt hết. Dám chế giễu Lý sư huynh, muốn chết sao? Đây là cái gì ngoạn ý, bằng vòng xoáy này, liền có thể ngăn trở Lý sư huynh vạn đạo liên hoa sao? Tà Vũ là tà thần đồ đệ, thực lực cường đại hợp tình hợp lý, hắn tính thứ đồ chơi gì, không cần nhìn, tiểu tử này tuyệt đối chết không toàn thây. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm bị kiếm vũ bao trùm, phần lớn người giễu cợt lắc đầu. Dám khiêu khích Lý Thanh Liên, nhất định chính là tự tìm cái chết. Lý Thanh Liên cổ thuật vạn đạo liên hoa, nhưng là hắn tuyệt kỹ thành danh, hắn chưa bao giờ xem như nhiều người như vậy mà thi triển qua. Có thể nói, phàm là gặp qua hắn thi triển vạn đạo liên hoa người, cơ hồ đều chết hết. Đối mặt một chiêu này, không có người cho rằng Tiêu Phàm có thể sống sót. Ngay cả Tà Vũ cùng thí thần bọn họ cũng lui về phía sau mấy bước, nín thở ngưng thần, khẩn trương nhìn xem Tiêu Phàm vị trí. Giờ phút này, Tiêu Phàm đã bị kiếm đạo liên hoa triệt để nuốt hết, ở đây tu sĩ, cơ hồ không người có thể nhìn thấy Tiêu Phàm thân hình. Lý Thanh Liên trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hắn thấy, Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay sau đó, hắn ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Tà Vũ, trầm giọng nói, hiện tại ngươi không sẽ vận tốt như vậy. Tới phiên ngươi. Ở Lý Thanh Liên xem ra, chết ở vạn đạo liên hoa phía dưới không phải Tà Vũ, đã coi như là hắn may mắn. Nhưng là bây giờ Tiêu Phàm đã chết, hẳn là không người dám ra mặt, tiếp xuống liền đến phiên Tà Vũ. Nhưng mà, Tà Vũ căn bản liền con mắt đều không nhìn Lý Thanh Liên một cái, mà là nhìn về phía Tiêu Phàm vị trí. Theo cái kia vô số thanh sắc kiếm liên biến mất, kiếm khí cũng khôi phục bình tĩnh. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm thân hình lại không có lại xuất hiện qua. Chết, đám người trong phút chốc kinh ngạc, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Đây không phải là bọn họ nghĩ kết quả sao, đối mặt Lý Thanh Liên cổ thuật vạn đạo liên hoa lại còn không tránh né, có thể sống sót mới là lạ. Lý Thanh Liên nhìn thấy Tiêu Phàm thân hình hoàn toàn biến mất, trên mặt cũng hiện lên vẻ đắc ý, sau đó lập lại chiêu cũ, từng bước một hướng về Tà Vũ đi đến. Chỉ là... Hắn còn chưa đi ra mấy bước, đột nhiên cảm giác giữa lưng mát lạnh, một mực đại thủ ở hắn dư quang bên trong nhanh chóng phóng đại. Tốc độ kia, nhanh đến không thể tưởng tượng, nhanh đến hắn căn bản phản ứng không kịp. Ba, theo một tiếng vang giòn truyền ra, Lý Thanh Liên đầu đột nhiên tới một 720 độ chuyển biến, mấy viên răng máu sen lẫn máu tươi vẩy ra mà ra. Toàn bộ thân thể càng là giống như đạn pháo một dạng, xẹt qua tầm mắt của mọi người. Trọng trọng nện ở dọc theo quảng trường, sau đó vừa trơn đi ra gần 100 trượng, cái này mới miễn cưỡng ổn định lại. Nơi xa, một tòa đại điện trên vách tường xuất hiện vô số khe hở, phía trên có quang hoa lấp lóe. Hiển nhiên, nếu như không phải đại điện này khởi động phòng ngự trận pháp, ngăn cản Lý Thanh Liên, đoán chừng hắn biết bay càng xa. Tê đám người lần nữa nhịn không được hít một hơi lãnh khí, một lần này, Lý Thanh Liên bay ngược khoảng cách. Vậy mà so vừa mới bị Tà Vũ đập bay khoảng cách còn xa hơn rất nhiều. Lực đạo này, tốc độ này, thật là đáng sợ. Là ai? Tất cả mọi người trong đầu không hẹn mà cùng toát ra một cái nghi hoặc, là ai có đáng sợ như vậy thực lực, thậm chí ngay cả Lý Thanh Liên đều không có cơ hội phản ứng, liền bị quạt bay. Ánh mắt của mọi người ở trên quảng trường tìm kiếm lấy, sau một hồi lâu, từng đôi run rẩy con ngươi, toàn bộ rơi vào một người mặc hắc bào thân ảnh bên trên. Là hắn, có người run rẩy mở miệng,
tựa như gặp quỷ sống một dạng. Hắn không phải bị giết chết sao, làm sao có thể xuất hiện lần nữa? Hiển nhiên, cái kia áo bào đen thân ảnh không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm vậy mà không chết, hơn nữa còn quỷ dị như vậy xuất hiện, loại này thủ đoạn, quá xuất quỷ nhập thần. Thí thần cùng Tà Vũ mấy người nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười, bọn họ mới vừa rồi còn thật sợ Tiêu Phàm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đưa mặt đi lên đánh, không đánh ta lại cảm thấy có lỗi với ngươi. Tiêu Phàm lắc lắc tay phải, nhe răng cười nói. Nụ cười này, ở mọi người nhìn lại chính là ma quỷ nụ cười. Thật lâu, đám người mới từ khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hôm nay Lý Thanh Liên, cũng thực sự là quá xui xẻo. Đầu tiên là bị Tà Vũ một cước đạp bay, bị người đánh mặt, mà bây giờ, lại bị Tiêu Phàm điên cuồng đánh mặt, loại tư vị này, đối với bất kỳ người nào mà nói cũng không dễ chịu. Nhất là Lý Thanh Liên, cái này nhưng là một cái cực kỳ kiêu ngạo người a. Bất quá đám người rất nhanh nghĩ tới một vấn đề khác. Lý Thanh Liên thực lực có vẻ như không kém a, ở địa các bảng xếp hạng bên trên xếp hạng 48. Nhưng hiện tại, hắn lại bị một cái bài danh thấp người cho một tát bay, hơn nữa bất tỉnh nhân sự, vậy Tiêu Phàm lại là biết bao khủng bố đây. Nhất châm chọc là, Lý Thanh Liên mới vừa tiến vào đế thần tháp, tiến hành hai trận chiến đấu, trận đầu chiến thắng Tiêu Phàm, trận thứ hai chiến thắng Tả Vũ. Lý Thanh Liên càng là phách lối vô hạn. Mở bản đồ pháo trào phúng thái cổ thần giới, một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Trong lòng mọi người, Lý Thanh Liên có trong nháy mắt, leo lên thần đàn. Nhưng mà, chỉ một lát sau thời gian, Lý Thanh Liên liền bị hai người đè lên đánh, trực tiếp từ thần đàn ngã vào địa vực, cái này không thể không truyền thừa giả, thật không phải bình thường châm chọc. Bọn họ đều đang ẩn giấu thực lực, ở đế thần tháp bên trong lưu lại hình ảnh, đoán chừng chỉ có ba thành thực lực không bằng. Theo ta thấy, căn bản không đến ba thành, Lý Thanh Liên dễ dàng như vậy liền bị đánh bại, Tà Vũ cùng hắn thực lực, ít nhất có thể đủ đứng vào địa bảng 20 vị trí đầu. 20 vị trí đầu, đây chẳng phải là đã có thể thu hoạch được phần thưởng. Đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng lần nữa phát sinh biến hóa, lại cũng không có phía trước khinh thường cùng trào phúng. Một cái có thể đánh bại Lý Thanh Liên nhân vật, bọn họ có tư cách gì trào phúng đây? Ta liền nói. Chính là một rác rưởi ngoạn ý, người quả thực là muốn thử một lần. Tà Vũ lắc đầu nói. Tiêu Phàm vẻ mặt buồn bực nhìn xem Tà Vũ, hắn phát hiện, Tà Vũ cũng ưa thích khoác lác, không, chuẩn xác mà nói là ưa thích dọa người. Đám người nghe được câu này, lại là thật sâu nhớ kỹ Tà Vũ khuôn mặt, trong lòng âm thầm thề, về sau nhìn thấy gương mặt này, nhất định có bao xa, trước trốn bao xa. Lại không ra sao, cũng không nên đắc tội bọn họ. Xác thực rất rác rưởi. Tiêu Phàm 10 điểm nghiêm túc gật đầu, nói lời này thời khắc, hắn còn nhìn xem không ít thiên hoang tu sĩ. Các ngươi không phải bản thân tốt đẹp, phách lối vô hạn sao? Hiện tại các ngươi còn có tư cách gì phách lối đây, chẳng lẽ các ngươi không thấy được, thần tượng của các ngươi trực tiếp bị ta đánh cùng con chó chết sao? Bất quá, rất nhiều người lại là vô cùng phẫn nộ, Tiêu Phàm nhìn bọn hắn ánh mắt, để bọn hắn vô cùng khó chịu. Thiên hoàng tu sĩ đã hoàn toàn quên, trước đó Lý Thanh Liên như vậy nhìn thái cổ thần giới tu sĩ thời điểm, trong lòng bọn họ khỏi phải nói có bao nhiêu sảng khoái. Đi thôi, Tiêu Phàm cảm giác lưu lại nơi này đã là lãng phí thời gian, hoàn toàn không cần thiết sống ở chỗ này. Thí thần cùng Tà Vũ bọn họ gật gật đầu, đi theo Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi, lúc này, không ít tu sĩ tiếng nghị luận rơi vào Tiêu Phàm trong tai của bọn hắn. Thật hay giả? Lý Thanh Liên lại bị thái cổ tu sĩ một tát bay, Lý Thanh Liên sẽ không cũng là giả a, bị bọn họ tìm đến diễn trò. Khả năng này rất lớn, thái cổ thần giới tu sĩ các ngươi cũng không phải không có gặp qua, loại kia món hàng tầm thường, tiểu ra một tát chết hai cái, bọn họ làm sao có thể có cường đại như vậy đây? Theo ta thấy, xác thực có thể là thái cổ thần giới người mạnh lên, về sau còn phải cẩn thận một chút. Không ít tu sĩ mặc dù kính sợ Tiêu Phàm cùng Tà Vũ thực lực, nhưng vẫn không có đem thái cổ thần giới tu sĩ để vào mắt. Chỉ một thoáng, tất cả tiếng nghị luận bỗng đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy đã đi tới dọc theo quảng trường Tiêu Phàm đám người bỗng xoay người lại. Tiêu Phàm lãnh đạm quét mắt quảng trường phía trên phương tu sĩ, thản nhiên nói, không phải chúng ta thái cổ thần giới tu sĩ mạnh bao nhiêu, mà là các ngươi quá phế.
Tiêu Phàm lời nói rất bình thản, có thể nghe vào thiên hoang tu sĩ trong tai, lại là cực kỳ chói tai. Cái gì gọi là mà là các ngươi quá phế, Lý Thanh Liên chỉ là thiên hoang tu sĩ một cái đại biểu, hơn nữa liền 10 vị trí đầu đều không vào được người mà thôi. Hắn thua một trận, có thể không thể đại biểu toàn bộ thiên hoang. Bọn họ lại là không biết, vừa mới Tiêu Phàm cùng Tà Vũ hình ảnh thua thời điểm, bọn họ thiên hoang tu sĩ liền đã nhận định, thái cổ thần giới chỉ đến như thế. Chỉ cho châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn, câu nói này dùng tại thiên hoang tu sĩ trên người, lại chuẩn xác bất quá. Thiên hoang tu sĩ, dường như có một loại bẩm sinh cảm giác ưu việt. Bọn họ vừa ra đời liền cao cao tại thượng, tài trí hơn người, thái cổ thần giới người, trong mắt bọn hắn, chính là một đám dân đen. Giờ khắc này, rất nhiều tu sĩ sắc mặt đều có chút biến hóa, phẫn nộ, không cam lòng. Thiên hoang tu sĩ sở dĩ phẫn nộ, bởi vì bọn hắn rất không phục Tiêu Phàm lời nói, Tiêu Phàm phủ định bọn họ thiên hoang tu sĩ, chính là đối bọn hắn một loại nhục nhã. Mà thái cổ thần giới tu sĩ cũng đồng dạng phẫn nộ, bởi vì Tiêu Phàm đây là đem bọn hắn đặt ở thiên hoang tu sĩ mặt đối lập. Việc này nếu làm lớn chuyện, từ nay về sau, thiên hoang người tất nhiên sẽ càng thêm cừu thị thái cổ thần giới tu sĩ, để thái cổ thần giới tu sĩ ở thiên hoang, càng thêm nửa bước khó đi. Bất quá, Tà Vũ cùng thí thần lại là trong bóng tối cho Tiêu Phàm giơ ngón tay cái lên. Bọn họ không sợ phẫn nộ, cũng không sợ khiêu chiến, cùng giai không e ngại bất luận kẻ nào. Nếu như hiện tại nhận thua, về sau ở thiên hoang tuyệt đối nửa bước khó đi. Ta không che được, cách đó không xa Long Hồng Tuyết sắc mặt đỏ lên, trong lòng gào thét, bản thân vì đoạt mệnh đoạn đầu đao đao thứ ba, dạng này đáng giá không? Tiêu Phàm gia hỏa này, vừa mới đắc tội Thiên Sơn gia tộc người thì cũng thôi đi, bây giờ lại trực tiếp mở bản đồ pháo, đánh tung thiên hoang người, giận mắng thiên hoang tu sĩ là phế vật. Hắn Long Hồng Tuyết cũng là thiên hoang một phần tử a, nếu là bị người ta biết, hắn cùng Tiêu Phàm còn có giao dịch, đoán chừng chịu không nổi. Bất quá, Tiêu Phàm thực lực xác thực vượt qua hắn bất ngờ. Hắn đều không cho rằng có thể chính diện chiến thắng Lý Thanh Liên, có thể Tiêu Phàm, chỉ một chiêu, liền phá Lý Thanh Liên công kích mạnh nhất, hai người lập tức phân cao thấp. Các hạ không khỏi quá ngông cuồng a. Cũng liền ở Tiêu Phàm bọn họ chuẩn bị tiếp tục tiếp theo rời đi thời khắc, một đạo như hoàng oanh thanh âm vang lên. Tiêu Phàm mấy người quay đầu nhìn tới, xác thực nhìn thấy một cái nữ tử váy trắng đạp không đi tới. Thân thể của nàng giống như khinh yến đồng dạng, chân không chạm đất, thời thời khắc khắc đều treo trên bầu trời. Váy trắng trắng hơn tuyết, không nhiễm bụi bặm, nghiễm nhiên chính là tiên nữ Lâm Trần. Các hạ khinh thường thiên hoang tu sĩ, triệu mẫu nguyện ý thỉnh giáo một phen. Nữ tử váy trắng tiếp tục nói, ngữ khí của nàng rất bình thản, có thể nghe vào, lại là ngạo khí, tự tin. Triệu Linh Yến, Tiêu Phàm trong lòng toát ra một cái tên. Trước mắt nữ tử váy trắng, cùng hắn trước đó ở đế thần tháp bên trong khiêu chiến có được thần kinh độc nữ tử hoàn toàn giống như đúc, không cần nghĩ cũng biết, nàng này chính là trước đó địa bảng xếp hạng thứ 100 Triệu Linh Yến. Chỉ bất quá bị Tiêu Phàm khiêu chiến thành công, sau đó Tiêu Phàm lại bị Lý Thanh Liên khiêu chiến thành công, nàng đã xếp hạng thứ 102 tên. Không hứng thú, Triệu Linh Yến ngạo khí, hắn Tiêu Phàm càng thêm ngạo khí. Vì một câu miệng lưỡi chi tranh, liền muốn sát sinh sát tử, đây cũng không phải là Tiêu Phàm làm người. Triệu Linh Yến có lẽ so với hắn ở đế thần tháp bên trong lưu lại hình ảnh mạnh hơn không ít, nhưng vừa rồi chính là Tiêu Phàm toàn bộ thực lực sao. Ngươi sợ, Triệu Linh Yến thần sắc lạnh lùng, dường như thiên sinh liền mọc ra một tấm hàn băng một dạng khuôn mặt, mặc dù tuyệt mỹ, nhưng lại cho người ta một loại người lạ chớ tới gần cảm giác. Sợ, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, hắn còn không biết cái gì gọi là sợ. Một cái địa bảng xếp hạng thứ 100 tu sĩ mà thôi, dựa vào cái gì nhường hắn sợ chứ? Hắn sở dĩ không muốn động thủ, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết, hoặc có lẽ là, lợi ích không đủ. Nếu như có đầy đủ lợi ích, Tiêu Phàm cũng không để ý chiến một trận. Tiêu Phàm từ trên xuống dưới xem xét cẩn thận Triệu Linh Yến một cái, quay người liền chuẩn bị rời đi. Đăng đồ tử, Triệu Linh Yến giận tím mặt, Tiêu Phàm mặc dù không có mở miệng, thế nhưng ánh mắt, quá có xâm lược tính. Hắn Triệu Linh Yến chính là thiên chi kiêu nữ, sao có thể dung nhẫn Tiêu Phàm như thế khinh bạc. Nói xong,
Triệu Linh Yến trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, đâm thẳng Tiêu Phàm giữa lưng đi. Bang, không đợi Tiêu Phàm xuất thủ, thí thần đã tại chỗ biến mất, lấy tay hóa đao, chạm tại Triệu Linh Yến trên trường kiếm rung động kịch liệt, chấn động đến Triệu Linh Yến cánh tay run lên. Thân thể càng là lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt phẫn nộ cùng kinh ngạc nhìn xem thí thần. Lúc này, Tiêu Phàm cũng đã ngừng lại thân hình, quay đầu nhìn Triệu Linh Yến một cái, nói thật, người ngay cả Lý Thanh Liên cũng không sánh nổi. Không phải Tiêu Phàm cố ý đả kích Triệu Linh Yến, vừa mới một đòn, Tiêu Phàm liền có thể nhìn ra nàng đại khái thực lực. Trừ phi nàng có cái gì chí mạng át chủ bài, bằng không nàng không thể nào là Lý Thanh Liên đối thủ. Triệu Linh Yến sắc mặt đỏ bừng, không biết là bị thí thần chấn động huyết dịch sôi trào, vẫn là bị Tiêu Phàm khí. Nhưng mà, Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý nàng, sắc bén con người quét mắt ở đây tu sĩ, nói thiên hoang người xem thường thái cổ thần giới, ta không quản, dù sao rất nhiều người đã thành thói quen. Nhưng là, Tiêu Phàm lời nói xoay chuyển, ngữ khí cũng biến thành băng lạnh, tốt nhất đừng đến khiêu khích ta, con người của ta ưu điểm không có nhiều. Nhưng khuyết điểm rất nhiều, nhất là có thù tất báo. Thiên hoàng tu sĩ nghiến răng nghiến lợi, nhưng bọn hắn được chứng kiến Tiêu Phàm thực lực, nếu như không thể so Lý Thanh Liên mạnh, là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng Tiêu Phàm. Địa bảng gần phía trước thiên tài, bây giờ đều ở ma quật bên trong lịch luyện, bất quá, địa các thi đấu kỳ hạn càng ngày càng gần, khẳng định cũng sẽ liên liên tục tục chạy về. Một hơi này, bọn họ hiện tại không thể không nuốt xuống dưới. Bất quá vẫn như cũ có người không phục, tức giận nói, tiểu tử, người xác thực rất mạnh, nhưng chỉ là có thể chiến thắng chúng ta mà thôi, chờ ta thiên hoang tuyệt thế thiên kiêu trở về, diệt ngươi như đổ heo chó. Lý Thanh Liên sư huynh thực lực cố nhiên không tồi, nhưng chỉ là xếp hạng hơn 40 tên mà thôi, không nói 10 hạng đầu, chỉ cần 20 người đứng đầu, liền có thể tùy tiện trà đạp ngươi. Lại có người phụ họa nói, bọn họ không buông tha bất luận cái gì đã kích Tiêu Phàm cơ hội. Đương nhiên, trong mắt bọn hắn, Tiêu Phàm đã đại biểu cho thái cổ thần giới tất cả mọi người. Trà đạp ta, Tiêu Phàm nghe vậy, không những không giận mà còn cười, nói chỉ cần là địa các tu sĩ, tùy thời có thể đến trà đạp ta. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người thua, muốn dâng lên một ức cực phẩm nguyên tinh, cùng 10 vạn công huân điểm, làm sao? Đám người nghe vậy, con người hơi hơi co rụt lại. Không nói một ức cực phẩm nguyên tinh. Chính là 10 vạn công huân điểm, đó cũng không phải là tầm thường các tu sĩ có thể cầm ra được a. Phải biết, chém giết một cái bán bộ thánh tôn cảnh dĩ ma, cũng liền 1 vạn công huân điểm mà thôi, 10 vạn chính là muốn chém giết 10 đầu bán bộ thánh tôn cảnh dĩ ma. Phải biết, cho dù tấn thăng thiên các, cũng chỉ muốn 5 vạn công huân điểm mà thôi. Tiền đặt cược này, cho dù những cái kia tuyệt thế thiên tài, cũng chưa chắc cầm ra được. Đương nhiên, nếu là không lấy ra được, vậy liền đánh tiểu chít chít 100 lần. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Đánh tiểu chít chít 100 lần. Đám người khóe miệng giật một cái, vẻ mặt tức giận nhìn xem Tiêu Phàm. Rất nhiều người chỉ cảm thấy một ít bộ vị phát lạnh, thật muốn bị đánh 100 lần, cái kia còn không bằng chết. Mà những cái kia nữ tính tu sĩ, càng là phẫn hận hết sức, như nhìn sắc lang một dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Bẩn thỉu, vô sỉ. Rất nhiều người thấp giọng tức giận mắng, hận không thể đem Tiêu Phàm đè xuống đất ma sát. Tà Vũ bọn họ nghe được Tiêu Phàm trước đó nói lên tiền đặt cược, cũng là kinh ngạc không thôi, thủ bút này quá lớn, bất quá bọn hắn không có e ngại, ngược lại có chút chờ mong. Nhưng mà, khi bọn hắn nghe được phía sau câu nói kia lúc, kém chút không phun ra một ngụm lão huyết. Đánh tiểu chít chít 100 lần, đó là nam tính tu sĩ, vậy nữ đây? Đúng rồi. Nữ tính tu sĩ chỉ tiếp thụ một ức nguyên tinh, 10 vạn công huân điểm tiền đặt cược khiêu chiến. Tiêu Phàm lại nói, ngay sau đó phóng ra bước chân, nói, hoan nghênh mọi người tùy thời tới tìm ta. Dứt lời, Tiêu Phàm không bao giờ để ý tới sẽ mọi người ánh mắt, trực tiếp rời đi. Nói hắn là nhục nhã thiên hoang tu sĩ cũng tốt, không nhìn thiên hoang tu sĩ cũng được, hắn đều không để ý. Chỉ cần là địa các tu sĩ, Tiêu Phàm liền không sợ hãi. Hắn hiện tại mặc dù có không ít cực phẩm nguyên tinh cùng công huân điểm. Nhưng là, thứ này, ai lại nguyện ý ngại nhiều đây? Chỉ là, Tiêu Phàm mới vừa đi ra mấy bước, lại một thanh âm vang lên, nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm một cái lảo đảo. Chỉ thấy Tà Vũ đột nhiên ngừng thân hình, vẫn nhìn bốn phía tu sĩ,
có chút tiện tiện cười xấu xa nói, còn có ta, mọi người có thể tới khiêu chiến ta, tiêu chuẩn của ta hơi thấp một chút, chỉ cần 1 ức nguyên tinh, 5 vạn công huân điểm. Tiêu Phàm trợn to hai mắt nhìn xem Tà Vũ, người dạng này thật được không? Người đây là đang cướp ta bát cơm à? Có sinh ý không làm là kẻ ngu, Tà Vũ nghĩa chính ngôn từ nói. Thí thần cùng cửu U Ma Toan bọn họ mặt sạm lại, đây là sinh ý sao, hóa ra các ngươi cho rằng, thiên hoang tu sĩ tất thua không thể nghi ngờ à. Ở thiên hoang tu sĩ ánh mắt, Tiêu Phàm cùng Tà Vũ bọn họ rời đi, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ phẫn nộ, chỉ là không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi. Thẳng đến không nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ bóng lưng, không ít người triệt để bộc phát. Hừ, thật sự cho rằng ta thiên hoang không người sao? Kẻ này quá kiêu ngạo, nhất định phải cho hắn một bài học, tốt nhất nhường hắn khuất nhục mà chết. Ta muốn đi thông chi băng như hải sư huynh, giết chết hắn. Lâm Thiên Hình sư tỷ sắp trở về rồi, không cần đến mấy ngày, liền có thể nhường hắn sống không bằng chết. Thiên hoang tu sĩ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xông đi lên đem Tiêu Phàm tháo thành 8 khối. Đáng tiếc nơi này là thiên hoang thần các, bọn họ không dám tự tiện động thủ. Long Hồng Tuyết nhìn qua nổi điên đám người, sắc mặt đã triệt để đen, bản thân đáp ứng bao lại Tiêu Phàm, hiện tại gia hỏa này lại muốn cùng địa các tất cả thiên hoang là địch, hắn còn bao được sao? Nhất định là không che được, đoạt mệnh đoạn đầu đao đao thứ 3, xem ra là muốn không tới. Long Hồng Tuyết thở dài. Hắn cùng với Tiêu Phàm giao thủ qua, biết rõ Tiêu Phàm thực lực không tệ, nhưng là tuyệt đối không phải những cái kia biến thái đối thủ. Ở đây thái cổ thần giới tu sĩ, nhìn thấy nổi giận thiên hoang người, càng là rụt cổ một cái, lặng yên thối lui, trong lòng đối Tiêu Phàm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Phàm bọn họ rời đi đế thần tháp vị trí quảng trường, sau đó ở Tà Vũ hướng dẫn dưới, ở địa các thân lĩnh một chỗ tiểu viện, đây là địa các tu sĩ đặc thù phúc lợi. Trong sân, thí thần nghiêm mặt nhìn xem Tiêu Phàm, nói, lão đại, người thật muốn khiêu chiến toàn bộ thiên hoang tu sĩ. Tiêu Phàm. Địa bảng 10 vị trí đầu những người kia, xác thực rất biến thái, rất nhiều đã tùy thời có thể đột phá bán bộ thánh tôn cảnh, thậm chí thánh tôn cảnh. Tà Vũ cũng thận trọng nói. Vậy ngươi mới vừa rồi còn kêu gào, Tiêu Phàm không khỏi trợn trắng mắt. Ngươi nếu như sợ, cái kia còn sẽ ngốc đến cho thiên hoang tu sĩ đưa nguyên tinh cùng công huân điểm sao? Cái này còn không phải có nửa năm thời gian sao, ta nghĩ hẳn là không lớn vấn đề. Tà Vũ nghĩ nghĩ. Tự an ủi mình. Tiêu Phàm càng là im lặng, cái này có vẻ như không giống Tà Vũ làm người a, bình thường gia hỏa này, cho người ta một loại thần bí, cao ngạo đến tự phụ trình độ cảm giác. Nhưng tiến vào thiên hoang về sau, gia hỏa này lại có chút bó tay bó chân. Không, cũng không thể nói là bó tay bó chân, mà là điệu thấp rất nhiều. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, người này sư tôn thế nhưng là tà thần. Tà thần ở thiên hoang thanh danh có vẻ như không thế nào tốt. Nếu như quá kiêu căng, vạn nhất bị người kiếm cớ giết chết, vậy liền chết vô ích. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, có đôi khi có cái lợi hại sư tôn, cũng là một chuyện xấu. Kỳ thật chúng ta cũng không thể nói là khiêu chiến toàn bộ thiên hoang tu sĩ, địa các chỉ là thiên hoang thần các yếu nhất một các, nếu như ngay cả chiến thắng bọn hắn lòng tin đều không có. Cái kia còn làm sao cùng thiên các, thậm chí thánh các người tranh phong đây? Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm nghị nói. Tu sĩ chúng ta, tất cả đều đang hồ một cái tranh chữ. Trước kia ở thái cổ thần giới, Tiêu Phàm còn không có như thế chân thiết cảm nhận được, nhưng là tiến vào thiên hoang về sau, Tiêu Phàm rốt cục triệt để hiểu cái chữ này ý tứ. Muốn tài nguyên, người phải tranh. Muốn thu hoạch được cơ duyên, người còn phải tranh. Người nếu không tranh. Ở không có bất kỳ chỗ dựa nào thiên hoang, lại làm sao có thể trở nên càng mạnh đây? Bất quá lại nói trở về, lần này địa các thi đấu nếu là có thể tiến vào tinh nguyên động thiên, có thể làm cho chúng ta rút ngắn tốt thời gian mấy năm đột phá thánh tôn cảnh. Tà Vũ cũng thu hồi vẻ mặt vui cười, trở nên nghiêm túc lên. Cái kia tinh nguyên động thiên có huyền diệu như vậy, Tiêu Phàm vẻ mặt không tin. Tà Vũ trịnh trọng gật đầu. Nói, sư tôn đã nói với ta một chút thiên hoang tu luyện bí cảnh, tinh nguyên động thiên xem như thánh đế cảnh tu luyện tốt nhất bí cảnh. Bởi vì tinh nguyên trong động thiên một bên, nguyên khí đã hóa lỏng, có thể trợ giúp chúng ta nhanh chóng cảm ngộ bản nguyên chi lực, hơn nữa, còn có số lớn vô chủ khí số, có thể nhanh chóng rèn luyện nhục thể của chúng ta,
tiếp cận thánh tôn cảnh cấp độ. Khí số, Tiêu Phàm ánh mắt tỏa sáng. Hắn bây giờ cách bán bộ thánh tôn cảnh, kém không phải nguyên lực, chính là khí số A. Người khác tu luyện, chỉ cần dùng khí số rèn luyện thân thể, quá trình này, khí số chắc là sẽ không tiêu hao, chỉ là cần thời gian bổ sung mà thôi. Nhưng hắn Tiêu Phàm, lại không phải rèn luyện, mà là trực tiếp hấp thu khí số nhập thể, đây là cần đại lượng khí số. Nếu là có thể tiến vào tinh nguyên động thiên, vậy mình chẳng phải là có thể nhanh chóng đột phá bán bộ thánh tôn cảnh, thậm chí thánh tôn cảnh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra nồng nặc chờ mong, nói, như thế nào mới có thể tiến nhập tinh nguyên động thiên? Ta vừa mới nghe nói, 20 người đứng đầu đều có cơ hội, bất quá, có thời gian phân chia, thứ tự càng cao, ở tinh nguyên động thiên bên trong dạo chơi một thời gian càng lâu. Tà Vũ suy nghĩ một chút nói, ta đã biết, còn có thời gian nửa tháng, ta cũng bị chuẩn bị cẩn thận một phen mới được. Tiêu Phàm gật gật đầu, trước định một tiểu mục tiêu, chiếm lấy địa các thi đấu người thứ nhất. Đám người nghe vậy, khóe miệng cuồng rút. Địa các thi đấu người thứ nhất, vẫn chỉ là tiểu mục tiêu sao? Nếu là cho ngươi định vị đại mục tiêu, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Nếu là người khác nói như vậy, mấy người nhất định sẽ xem như đánh rắm một dạng, nhưng là Tiêu Phàm nói như vậy, bọn họ thật đúng là cảm thấy có khả năng này. Những ngày qua, ta chuẩn bị bế quan, mọi người có việc đừng gọi ta. Tiêu Phàm trực tiếp bắt đầu đuổi người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 188.